chương 551, mục tiêu cả đời. Hoắc Khải nghe vậy thì mắt chữ O mồm chữ A, lý luận của cao thủ vô danh thật sự quá sức tưởng tượng. Người nào mà chỉ có chút đầu óc thì sẽ đều nghĩ anh ta là một kẻ điên. Mà Hoắc Khải không hề nghĩ cao thủ vô danh là một kẻ điên, vì anh cũng cảm thấy lý luận này có một chút khả năng. Trên lý luận, chúng ta có thể khống chế bất kỳ nhân vật nào trong chuyện, cho người đó làm việc gì mình muốn. Đời trước của người đó thế nào, tương lai của người đó ra sao, đều có thể biết trước được. Ít nhất là biết sớm hơn nhân vật trong chuyện. Mà nhân vật trong chuyện lại không biết cuộc đời của mình đã được cố định, mọi thứ sẽ chỉ phát triển theo tình tiết câu chuyện. Điều này lại giống với cái gọi là vận mệnh trong thế giới 3D. Ai cũng nói sống chết có số, giàu sang do trời, dù chúng ta có làm gì đi nữa thì cuối cùng vẫn chỉ đi đến một con đường. Mà con đường này chính là vận mệnh của bạn, là một con đường rõ ràng và cố định khi bạn quay đầu nhìn lại trong tương lai thì sẽ nhận ra chẳng có gì thay đổi cả bản thân bạn cũng đang đi trên một con đường thẳng nhưng hiện tại thì bạn vẫn chưa nhận ra cho nên chúng ta và nhân vật trong chuyện thực chất lại chẳng khác gì nhau chẳng qua là chúng ta cảm thấy bọn họ không có ý thức cảm thấy bản thân mình làm quyết định gì cũng đều là trải qua tư duy vậy thôi cho nên tôi nghĩ rằng những suy đoán về thế giới có chiều không gian cao hơn có lẽ đều là sai một khi vượt qua chiều không gian này thì rất có khả năng sẽ giống như người sáng tác truyện có thể tự do khống chế vận mệnh của mỗi người có lẽ thần sáng thế trong chuyện cổ chính là sinh vật của thế giới có chiều không gian cao hơn bọn họ cứ phát huy trí tưởng tượng của họ để sáng tạo ra chúng ta nhìn thì có vẻ là một vũ trụ không thể tưởng tượng nhưng với bọn họ thì chỉ là một bức tranh tùy ý vẽ ra mà thôi cao thủ vô danh càng nói càng hưng phấn đã bắt đầu nhảy múa loạn xạ cả lên Nhìn dáng vẻ hưng phấn của anh ta, Hoắc Khải không biết nên nói gì nữa. Cho đến khi cao thủ vô danh giải thích lý luận của mình rõ ràng và song xuôi, Hoắc Khải mới nói, "Vậy ý anh là chúng ta có thể đi thăm dò thế giới có chiều không gian cao hơn trong thế giới ảo rồi thử nghiệm cảm giác xuyên đến đó?" "Chính xác, đây chính là phát hiện của tôi, một mục tiêu thần kỳ, khó tin, nhưng lại khiến người ta vô cùng khao khát và mong chờ." Cao thủ vô danh nói xong, hai mắt đều phát sáng rõ ràng là mục tiêu này đã khiến từng tế bào của anh ta điên cuồng nhảy múa. Thật ra không chỉ riêng cao thủ vô danh mà đến cả Hoác Khải cũng kích động vì lời nói của anh ta. Nếu thật sự có thể kiểm chứng rằng thế giới có chiều không gian cao hơn thật ra không chia thành các loại 4,5, 6, 7,8D như con người đoán mà chỉ là một tầng lớp hoàn toàn siêu Việt, đạt đến trình độ có thể tự do khống chế thế giới này, thì nếu con người xuyên đến thế giới có chiều không gian cao hơn, chuyện gì sẽ xảy ra đây? nói đơn giản chính là khống chế được cả thế giới. Không, nên nói là khống chế được cả vũ trụ. Cho dù là khiến cả vũ trụ nổ tung lần nữa, hoặc là sụp đổ thành những điểm kỳ dị thì cũng dễ dàng vô cùng. Tóm lại, trong lý luận của cao thủ vô danh thì sinh vật trong thế giới có chiều không gian cao hơn có thể làm mọi thứ, giống hệt với thần sáng thế trong truyện cổ. Giang Trí Hạo không thể không bội phục năng lực tưởng tượng của cao thủ vô danh không hiểu là người có đầu óc thế nào mới nghĩ ra được cái lý luận này vậy anh nghĩ cần những gì để kiếm chứng điều này hoắc khải hỏi đơn giản lắm chuẩn bị cho tôi thật nhiều siêu máy tính cao thủ vô danh đáp lúc đầu tôi chỉ định tạo một thế giới ảo gần giống với thế giới thực thôi nhưng bây giờ tôi nghĩ mục tiêu đó quá là nhỏ tôi cần nhiều siêu máy tính hơn để mở rộng quy mô của thế giới việc này cần năng lực tính toán cực kỳ khủng bố chỉ mấy cái máy tính này thôi là chưa đủ không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắng lấy thêm cho anh." Hoắc Khải gật đầu. Đối với anh, chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không phải chuyện lớn. Nhưng cao thủ vô danh cũng đã nói, muốn kiểm chứng thế giới có chiều không gian cao hơn thì phải hoàn thiện được thế giới ảo đã. Nếu muốn đem toàn bộ mọi thứ của thế giới thực vào thế giới ảo, khiến nó giống hệt thế giới thực và cũng cho phép con người sở hữu đủ loại năng lực thần kỳ thì không thể chỉ làm trong một hai ngày hay một hai năm là xong được. Hoắc Khải gật đầu đồng ý anh cũng không nghĩ sẽ hoàn thành được chuyện này trong thời gian ngắn. Mục tiêu cuối cùng này hoàn toàn có tư cách để tốn cả một đời, thậm chí vài đời người để hoàn thành. Hoắc Khải đã chuẩn bị tâm lý xong, dĩ nhiên, nếu được, anh vẫn mong thấy được kết quả đó trong đời này của mình. Bất luận có thành công hay không, ít nhất cũng không hối tiếc. Phát hiện của cao thủ vô danh đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho Hoắc Khải. Anh nghĩ rằng việc lập nên một hào môn siêu cấp mới đã là mục tiêu cuối cùng rồi, nhưng giờ nhìn lại, anh thấy nó vẫn quá nhỏ. Hào môn thật sự không nên chỉ được lập ra ở thế giới này, mà là trên toàn vũ trụ, khám phá toàn bộ sự vật bên ngoài vũ trụ. Mục tiêu này nghe có vẻ ghê gớm, có thể còn là một chuyện hão huyền trong mắt nhiều người. Nhưng với Hoắc Khải thì không có chuyện nào là không thể thử. Trước khi phát minh ra máy bay, có lẽ ai cũng nghĩ rằng việc bay lên trời là chuyện vô lý nhưng hiện giờ, chúng ta có thể bay lên trời, thậm chí ra khỏi hành tinh. Những chuyện này đều đã từng là chuyện không ai dám tưởng tượng. Khoa học là gì? Rõ ràng chính là việc dũng cảm tưởng tượng đến những chuyện không thể, rồi cố gắng biến nó thành hiện thực. Chính nhờ có những kẻ điên, đó mà mới có xã hội hiện đại như ngày hôm nay. Mặc dù cao thủ vô danh và hoác khải đã thay đổi mục tiêu, nhưng cũng chẳng có mấy ảnh hưởng đến cục diện hiện tại. Bất kể định làm gì thì cũng phải hoàn thiện được thế giới ảo đã. Đây chính là điều cơ bản nhất, không thể lung lay. Ra khỏi phòng phân tích của cao thủ vô danh, Hoắc Khải suy nghĩ một lúc rồi mới gửi đi một tin nhắn cho cổ ngôn tài. Bảo anh ta dùng mọi khả năng để giúp đỡ cao thủ vô danh chuẩn bị thật nhiều siêu máy tính. Tiền không thành vấn đề, cần tiêu bao nhiêu thì tiêu. Ngoài ra, cũng phải giữ bí mật về phòng phân tích này không được để cho bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của cao thủ vô danh, cũng không cho phép ai biết anh ta đang làm gì. Sự tồn tại của người này đã không chỉ là giúp hoác khải kiếm tiền nữa rồi, mà là thổi lên một hy vọng cho việc xuyên qua tầng thứ hiện tại. Cổ ngôn tài cũng chẳng có ý kiến gì với lời dặn của hoác khải. Anh ta chỉ cần làm theo, không cần biết lý do. Nghĩ đến việc bản thân mình xuất ngoại mà không làm cái gì thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, hoác khải lại đến thẳng công ty chi nhánh VA ở nước ngoài. Công ty này là sản nghiệp của nhà họ Hoắc, nhưng đội ngũ kỹ thuật của Hy vọng mới cũng đang ở đây. Cho nên người nhà họ Hoắc phụ trách quản lý, còn đội nghiên cứu nòng cốt lại là của Hoắc Khải. Sự xuất hiện của Hoắc Khải khiến cả công ty đều vô cùng coi trọng. Bất kể nhà họ Hoắc khó chịu với Hoắc Khải cỡ nào thì bọn họ cũng phải thừa nhận rằng địa vị của người đàn ông này hiện tại vô cùng chắc chắn. Trừ khi nhà họ Hoắc chịu từ bỏ tranh quyền với kỹ thuật VR thì sẽ phải nịnh nọt Hoắc Khải hoác giai minh đã không còn ở công ty chi nhánh nước ngoài này nữa nghe nói là bị bố hoác trạch minh điều đến phòng nghệ thuật của nhà họ hoác để làm việc chú hoác trạch minh của hoác khải từng phụ trách mảng nghệ thuật thỉnh thoảng sẽ đi ra nước ngoài bàn chuyện với đối tác hiện giờ ông ấy lôi cổ hoác giai minh đến rõ ràng là muốn con trai kế nghiệp bố đừng tưởng là công việc này không có quyền lực gì thực ra nó khá quan trọng trong nhà họ hoác đấy bất kể xảy ra chuyện gì thì đều cần người đến làm quan hệ công chúng mà muốn có điều đó thì phải có mạng lưới quan hệ. Mà càng là người ở tầng lớp cao thì càng thích mấy đồ về nghệ thuật. Nói dễ nghe thì là cao nhã. Công ty chi nhánh ở nước ngoài bổ nhiệm tổng giám đốc mới là Hoác Sơn Tuyền, một người ở nhánh phụ của nhà họ Hoác. Tính về bối phận thì là cùng thời với Hoác Trạch Minh, cũng là chú của Hoác Khải. Nhưng giờ Hoác Sơn Tuyền lại không quen Hoác Khải, ông ta chỉ nở nụ cười dẫn Hoác Khải đến các phòng ban. Cậu Lý đến đây đúng là sự vinh hạnh của cả công ty, nhưng cậu đến đột một quá, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị nghi thức chào mừng gì cả, thật sự là có lỗi quá." Hoắc Sơn Tuyền nói. Chương 552: Nguy hiểm. Hoắc Khải khẽ mỉm cười, nói tôi chỉ ghé qua xem thử. Hơn nữa, công ty này không có quan hệ gì với tôi, không cần thiết phải phô trương quá. "Cậu không thể nói như vậy." Hoắc Sơn Tuyền cười nói, "Cậu Lý là ông chủ của hy vọng mới." Mà hy vọng mới lại có liên hệ với công ty của chúng tôi, sao lại có thể nói là không có quan hệ được? Nếu thật sự không có quan hệ gì thì những kỹ thuật viên kia làm sao lại không nghe lời của chúng tôi chứ? Lời nói của Hoắc Sơn tuyền rõ ràng có chút phàn nàn than thở, nhưng Hoắc Khải lại làm như không có nghe thấy, cứ như vậy thản nhiên lướt qua. Sau đó, hai người cùng nhau đi đến phòng kỹ thuật, nơi đây khiến cho Hoắc Khải rất hài lòng. Cửa phòng kỹ thuật đã đóng chặt, không một ai ngoại trừ nhân viên nội bộ được phép bước vào. Lý do rất đơn giản, đó chính là bảo mật. Cho dù là ban giám đốc điều hành công ty hay người gác cổng, ai dám xông vào thì cứ việc gọi cảnh sát ngay lập tức. Môi trường làm việc nước ngoài vẫn rất coi trọng ý thức bản quyền, dù là loại bí mật thương mại nào thì cũng phải có mức độ bảo mật cao. Một khi có ai đó vi phạm vào việc giữ bí mật thương mại thì thứ chờ đợi họ ở phía trước chắc chắn không chỉ đơn giản là phạt tiền. Nghiêm túc mà nói, họ còn có thể phải vào tù bóc lịch cho đến khi tóc bạc trắng hơn nữa bộ phận kỹ thuật này còn do chính cổ môn tài phụ trách anh ta đã đặc biệt tuyển dụng một nhóm nhân viên bảo vệ để tuần tra xung quanh 24 phần 24 giờ chưa nói đến con người ngay cả một con ruồi muốn bay vào cũng không thể có những bộ gây nhiễu tín hiệu xung quanh mạng cũng là mạng cục bộ nội bộ được cách ly về mặt vật lý nên không có khả năng bị tấn công trong rất nhiều tiểu thuyết nói rằng những hacker hàng đầu có thể xâm nhập máy tính của người khác mà không cần dây mạng. Nếu có thể xâm nhập qua đường không khí, thì không phải là vi rút máy tính, mà là vi rút thật sự. Khi Hoác Khải đến đó, vừa hay gặp cổ ngôn tài đi qua cửa. Đối mặt với Hoác Khải và Hoác Sơn Tuyền, cổ ngôn tài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu với Hoác Khải, chào hỏi rồi đi vào. Anh ta không giao tiếp nhiều, điều này khiến Hoác Sơn Tuyền rất không hài lòng. Ông ta nói với Hoắc Khải, nhìn quản lý bộ phận kỹ thuật này, cả ngày cứ như có ai nợ tiền cậu ta vậy, không thèm nói chuyện với ai. Tôi đến công ty làm bấy lâu nay, chỉ gặp cậu ta được có 2 3 lần, nói với nhau chưa đầy 20 chữ. Đó là chưa kể cách cậu ta cư xử với sếp của mình như vậy đúng là quá đáng. Kỹ thuật viên mà, họ chủ yếu làm công nghệ, không quá tinh tế trong việc tiếp xúc với mọi người, điều đó có thể hiểu được, Hoắc Khải cười nói. Phong cách lạnh lùng của Cố Môn Tài sinh ra là do người này quá bình tĩnh, nếu một ngày nào đó anh ta không bình tĩnh thì sẽ có thể mắc phải sai lầm. Cũng giống như người máy, có ai đã từng nhìn thấy người máy có cảm xúc bao giờ chưa? Những cảm xúc được mô phỏng bởi cái gọi là trí tuệ nhân tạo thì chỉ là mô phỏng, hoàn toàn không có thật. Mọi cảm giác đều là ảo tưởng do dữ liệu dựng lên, đằng sau đó chính là sự lạnh lùng đến tột cùng. Nhìn thấy Hoắc Khải cũng đang tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện, Hoắc Sơn Tuyền biết việc muốn mở ra một kẽ hở để ông ta tiến vào phòng kỹ thuật thông qua Hoắc Khải chính là việc không thể nào xảy ra. Nhà họ Hoắc rất thèm muốn công nghệ của bộ phận kỹ thuật, luôn yêu cầu Hoắc Sơn Tuyền tìm cách đi vào xem có lôi kéo được vài người hay lấy ra một số thông tin không. Nhưng từ trước đến nay, với tư cách là tổng giám đốc công ty, vậy mà Hoắc Sơn Tuyền còn chưa từng được bước vào cửa phòng kỹ thuật chứ đừng nói là lấy thông tin ra ngoài. Về phần nhân viên bộ phận kỹ thuật, việc ăn uống đi vệ sinh đều giải quyết bên trong, ngoại trừ nguồn nguyên liệu có thể đưa vào thì những thứ khác hoàn toàn không thể lọt vào. Sau khi đi loanh quanh, Hoác Khải rời khỏi công ty, không chỉ hoãn quá lâu ở đây. Bên ngoài vẫn còn một đám phóng viên, vì vậy Hoác Sơn Tuyền đã đặc biệt sắp xếp cho anh rời khỏi bằng lối đi riêng để tránh sự vướng bận của những phóng viên đó. Hoác Khải cũng không nghĩ gì khác, sau khi rời khỏi bằng lối đi khuất, thì anh thấy trước mặt là một con đường có phần vắng vẻ khi đang nhìn bảng chỉ đường, Hoắc Khải nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau mình. Cũng không biết tại sao, tiếng bước chân này khiến anh sởn cả tóc gáy, theo bản năng tránh qua một bên, đồng thời quay đầu lại đối mặt với nhau. Tuy nhiên, Hoắc Khải chưa kịp cử động thì đã bị người kia dùng một tay ấn vào vai anh, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói, ông chủ lý, đừng sợ, tôi không phải người xấu. Hoắc Khải quay đầu lại và nhìn thấy một người khác đeo kính dâm và mặc áo gió đang đứng bên cạnh, người này trông giống như một đặc vụ trong phim. Người này hẳn cũng là người gốc á, nhưng có thể không phải là người Trung Quốc tịch với anh, vì ngôn ngữ nói của hắn vẫn rất chuẩn, nhưng cách viết thì không được như vậy. Anh là ai? Hoác Khải cao mày hỏi. Anh cũng không quá sợ hãi, bởi vì người kia có thể tới gần anh nhưng không có hành động gì khác, có lẽ thật sự không muốn gây bất lợi cho anh. Hơn nữa, lúc này đường thế Minh cũng sắp chạy tới, chỉ cần anh kéo dài thời gian một chút, thì khi đường thế minh tới sẽ không ai có thể làm anh bị thương. Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi muốn hỏi ông chủ lý rằng anh nghĩ gì về tương lai, người kia trả lời. Tương lai của cái gì, vẻ mặt hoác khải khó hiểu hỏi. Người kia cười nói, ông chủ lý thật sự biết nói đùa. Tương lai mà tôi nói tất nhiên là đề cập đến hoạt động kinh doanh VR quan trọng nhất của công ty anh hiện nay. Thực tế, công ty chúng tôi cũng rất quan tâm đến công ty hy vọng mới của ông chủ lý, Chúng tôi muốn hợp tác cùng anh, không biết chúng tôi có cơ hội này hay không. Chỉ cần là người kinh doanh hợp pháp và có cơ sở để hợp tác, chúng tôi không từ chối tìm hiểu thị trường với các công ty khác. Nhưng nếu muốn hợp tác thì ít nhất cũng phải cho tôi biết công ty của các người là công ty nào và làm về lĩnh vực nào, hoắc khải nói. Tại sao ông chủ lý lại hỏi nhiều như vậy? Không quan trọng công ty của chúng tôi là công ty nào hay chúng tôi làm về lĩnh vực gì. Quan trọng là chỉ cần ông chủ lý đồng ý hợp tác là được. Anh đang bàn chuyện hợp tác kiểu gì vậy?" Hoắc Khải hỏi. "Rất đơn giản, chúng tôi sẽ đầu tư 10 tỷ để ông chủ lý bán cho chúng tôi 51% cổ phần của Hy vọng mới. Giá này rất hợp lý đúng không? Theo tôi được biết, định giá hiện tại của Hy vọng mới vào khoảng 20 đến 30 tỷ." Người kia nói, "Đương nhiên, nếu ông chủ lý cảm thấy quá ít thì chúng ta vẫn có thể thương lượng. Nhưng với quyền hạn của mình, nhiều nhất tôi chỉ có thể thêm đến mức 15 tỷ cho anh." Hoác Khải đã hiểu rằng đây chắc hẳn là người của thế lực ngầm. Vì đối phương có thể tìm thấy anh ở đây, điều đó cho thấy Hoác Sơn Tuyền cũng là người của thế lực ngầm đó. Cái gọi là sắp xếp lối đi riêng để tránh phóng viên, thực chất là để người này có cơ hội đến gần Hoác Khải. Cứ coi như không biết thân phận của đối phương, cho dù hiện tại bọn chúng không ra tay, nhưng với hai người như vậy, nếu trong tay bọn chúng có súng thì anh cũng không có khả năng chạy thoát. Chuyện đề cử, ngoại tình ngọt ngào. Để cho an toàn, Hoắc Khải không lập tức từ chối mà chỉ nói, "Tôi rất hào hứng với lời đề nghị này, nhưng tôi phải quay về và suy nghĩ về nó, anh biết đấy, công ty không phải của một mình tôi." Vợ tôi cũng có cổ phần và tôi luôn phải bàn bạc trước với cô ấy. Điều khiến Hoắc Khải ngạc nhiên là người đàn ông đó không nghi ngờ điều gì, hắn ngoan ngoãn buông lỏng bàn tay đang đặt trên vai Hoắc Khải, cười nói, "Ông chủ Lý thật đúng như lời đồn, là một người đàn ông tôn trọng vợ." Vậy thì tôi cũng rất vui lòng nghĩ đến sự hòa hợp của vợ chồng anh và để cho ông chủ lý quay về bàn bạc với vợ. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của công ty chúng tôi là chỉ chấp nhận những câu trả lời đồng ý chứ không phải từ chối. Nếu vợ của ông chủ lý từ chối hợp tác, hai người có thể gặp phải một số rắc rối. Tôi vẫn mong rằng một người tốt như anh có thể sống lâu hơn. Chỉ có cách này thì chúng ta mới có thể tạo ra nhiều lợi ích hơn cho thế giới. Lời nói của đối phương là một lời đe dọa rất rõ ràng. Hoác Khải ngay lập tức nghĩ đến những con người xuất chúng đã bị thế lực ngầm mua chuộc và giết hại, có lẽ khi đó họ đều gặp phải những vấn đề như vậy. Có sẵn sàng hợp tác hay không? Nếu anh sẵn sàng hợp tác, bọn chúng sẽ mua lại cổ phần của anh, tất nhiên bọn chúng sẽ đưa ra một mức giá tương đối hợp lý, không khiến anh phải quá lung túng. Nhưng nếu không sẵn sàng hợp tác, thì xin lỗi, anh phải chết. Chỉ khi anh chết thì người nắm quyền tiếp theo mới có thể sẵn sàng hợp tác với bọn chúng. Việc người của thế lực ngầm kéo đến tận nơi và hạ màn nhanh chóng như vậy, Hoác Khải cũng đã đoán trước được, nhưng anh không ngờ tình huống như thế này lại xảy ra. Điều này khiến cho Hoác Khải có chút hối hận, cũng là do anh quá bất cẩn, luôn cho rằng sẽ không có chuyện gì khi có đường thế minh ở bên cạnh bảo vệ. Nhưng bây giờ có vẻ như chỉ cần anh thả lỏng cảnh giác một chút thì liền có thể bị kẻ khác lợi dụng sơ hở. Còn may là người này không có ý định giết người, nếu không thì bây giờ anh có thể đã chết dù kỹ năng của đường thế minh có tốt đến đâu thì cũng không thể khiến người ta sống lại được. chương 553, Chìa khóa Lúc này, đường thế minh cũng đã xuất hiện ở cuối phố. Anh ta đang từ từ tiến lại đây, khoảng cách giữa người đàn ông đó và Hoác Khải gần đến mức đường thế minh không dám hành động hấp tấp. Mặc dù Hoác Khải nhìn thấy đường thế minh, song anh cũng không có ý gọi anh ta qua. Nếu như đối phương thật sự muốn gây bất lợi cho anh, thì cho dù Đường Thế Minh có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đến được đây ngay lập tức. Còn nếu đối phương không có suy nghĩ đó, thì Đường Thế Minh có đến đây hay không cũng không thành vấn đề. Vì vậy, tâm trạng của Hoắc Khải đã thả lỏng hơn rất nhiều, anh nói, anh sẽ làm gì đối với người không bị anh uy hiếp? Giết tôi, hay là muốn kiểm soát tôi? Chuyện này không nói rõ ràng được, người đàn ông đó cười nói, nhưng anh cũng có thể thử xem. Tôi không có hứng thú với việc thử làm điều đó. Nhưng nếu các anh muốn hợp tác, các anh nên cung cấp cho tôi một số thông tin để cho tôi biết suốt cuộc tôi đang làm việc với ai. Không thể chỉ dựa vào lời nói của anh, cho dù anh có đe dọa thì tôi thật sự cũng sẽ không chấp nhận bán cổ phần. Ngay cả khi tôi sẵn sàng bán cổ phần cho các anh thì các cổ đông khác cũng không chấp nhận hoặc khải nói. Theo tôi được biết, Hy vọng mới là công ty tư nhân của anh, nó không được niêm yết và không có nguồn cung tài chính quy mô lớn, tất nhiên tỷ lệ cổ phần chủ yếu là do anh nắm giữ. Cổ phần trong tay những người còn lại chẳng đáng là bao, người đàn ông đó trả lời. Đối phương biết về việc phân phối tỷ lệ cổ phần của Hy vọng mới là hoàn toàn bình thường. Xét cho cùng, đây không phải là một bí mật. Hoắc Khải gật đầu nói, "Nhưng công ty không phải của tôi, nó thuộc về tôi và vợ tôi. Tôi chỉ là pháp nhân, còn cô ấy là tổng giám đốc. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi cũng không làm được gì. Vì vậy, các anh hãy cho tôi một lý do để thuyết phục cô ấy." Nét mặt của người đàn ông đó có chút kỳ quái, hắn ta nhìn Hoắc Khải, hồi lâu không lên tiếng. Bởi vì trước khi đến, hắn ta đã cẩn thận điều tra kỹ càng mọi chuyện về Hoắc Khải. Hoắc Khải này có năng lực cá nhân và tài năng kinh doanh vượt trội, vì vậy theo ý kiến nội bộ của công ty thì phải giữ lại anh càng lâu càng tốt, nếu không sẽ rất tiếc khi phải giết chết anh sớm như thế. Giữ anh sống có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho công ty những người có năng lực vượt trội thường có tính cách rất mạnh mẽ khi thấy anh đến người đàn ông đó đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ thậm chí hắn ta còn cố dự đoán qua rất nhiều loại phản ứng mà hoác khải có thể có hơn nữa còn dự phòng xem hắn ta nên phản ứng lại anh như thế nào ngay cả bây giờ khi hoác khải đã bắt đầu chống đối lại hắn ta thì tất cả cũng đều đã được dự đoán trước nhưng điều hắn ta không ngờ là hoác khải sẽ dùng giọng điệu chấp nhận thương lượng hơn nữa còn nghe lời như vậy Thái độ của anh đã khiến cho người đàn ông đó cảm thấy có chút mơ hồ. Đúng lý ra mà nói, bọn chúng muốn dùng 10 tỷ để cướp lấy công ty của anh thì anh nên tức giận. Mắng người, đánh người, nếu như anh làm những hành động đó thì còn có thể hiểu được. Nhưng anh lại để cho bọn chúng lấn lướt, hơn nữa còn mong muốn được làm việc với bọn chúng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Suy nghĩ đầu tiên của người đàn ông đó chính là Hoắc Khải vốn không mấy lạc quan với sự phát triển của công ty hy vọng mới nên sớm đã muốn phủi tay bỏ đi rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì điều này rất khó xảy ra, ngành công nghiệp VR gần đây càng lúc càng phát triển rầm rộ, mà công ty này còn có hơn 50 công ty liên minh, với tổng giá trị rơi vào khoảng 1.000 tỷ. Với quy mô này, ai lại dám nói công ty hy vọng mới sẽ không có tương lai phát triển chứ? Cho dù trước kia không có tương lai thì hiện tại cũng chắc chắn có, chỉ dùng 10 tỷ mà muốn nắm lấy công ty này thì chắc chắn anh sẽ chẳng để vào trong mắt. Chỉ có điều trong lịch sử kinh doanh cũng không phải là chưa từng có trường hợp bán đi công ty đang có tiềm lực khổng lồ để thu về chút tiền lãi, cũng giống như công ty Penguin lúc trước, khi gặp khó khăn thì suýt chút nữa đã bán công ty với giá vài trăm ngàn. Nếu bán được vào thời điểm đó thì liệu bây giờ có còn tồn tại một đế chế Penguin vài trăm tệ hay không? Vì vậy nếu Hoắc Khải thật sự muốn bán công ty để lấy tiền thì điều đó cũng không có gì là khó hiểu. Xét cho cùng, 10 tỷ tiền mặt luôn có sức hấp dẫn đối với bất kỳ ai. Sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông đó nói, công ty của chúng tôi không có tên cố định. Dù có thì cũng không thể nói cho anh biết, nhưng điều mà anh cần biết là chúng tôi có sức ảnh hưởng rất lớn. Ở đất nước này, không có công ty nào có thể so sánh với chúng tôi. Không có lợi ích gì khi anh chống lại chúng tôi. Anh có thể thảo luận với vợ xem hai người có thể động chạm đến một thế lực mà không ai có đủ khả năng để động chạm hay không. Ví dụ như anh có thể chỉ định một công ty và chúng tôi có thể làm được bất cứ điều gì mà anh muốn chúng tôi làm. Những lời này đã chứng minh đầy đủ sự tự tin của người đàn ông đó, đồng thời cũng chứng minh rằng sức mạnh của thế lực ngầm có thể còn mạnh hơn những gì mà anh biết. Nếu không, người đàn ông đó sẽ không nói rằng hắn ta có thể dễ dàng kiểm soát một công ty trong trường hợp anh chỉ định bất kỳ công ty nào. Nếu không hiểu rõ tình hình của đối thủ, có lẽ Hoắc Khải sẽ còn cố gắng chơi với bọn chúng để thăm dò thêm, nhưng bây giờ đã biết khả năng của bọn chúng đến đâu thì anh cũng không cần lãng phí thêm thời gian nữa. Sau một lúc im lặng, Hoắc Khải nói, tôi có thể quay về bàn bạc, nói thật, tôi vẫn thích tiền mặt hơn. Nhưng sau khi bàn bạc xong thì tôi nên liên hệ với anh như thế nào? Đây là email của tôi, nếu có vấn đề thì anh có thể nhắn cho tôi bất cứ lúc nào tôi sẽ gặp anh sau khi nhận được thông tin người đàn ông đó đưa cho anh một tờ giấy hoác khải cầm lấy tờ giấy trong tay do so dự một chút sau đó hỏi giá cả có thể thương lượng thêm được không dù sao định giá của công ty chúng tôi vẫn rất cao nghe được những lời này của anh người đàn ông đó cảm thấy thoải mái hơn một chút cười nói trên đời này không có chuyện gì là không thể thương lượng nhưng đương nhiên là anh còn phải thương lượng với vợ của anh trước hoác khải cũng lộ ra vẻ thoải mái gật đầu nói, tôi sẽ làm như vậy, tôi tin cô ấy cũng sẽ không phản kháng quá nhiều, bởi vì cô ấy đã từng phàn nàn rằng cuộc sống bây giờ quá mệt mỏi. Đúng vậy, nếu kiếm được nhiều hơn thì đương nhiên cũng phải làm việc cực khổ hơn những người khác, người đàn ông đó cười rồi vẫy tay chào, sau đó liếc nhìn Đường Thế Minh đã đứng cách hắn ta không đến 10 mét, nói, đó là vệ sĩ của anh hả? Có vẻ khá ổn, chỉ là quá thận trọng, nếu tôi muốn giết anh, chỉ với tốc độ của anh ta thì chắc anh đã chết nhiều lần rồi. Thật tốt vì anh đã không làm thế, Hoắc Khải trả lời. Người đàn ông đó cười, vẫy tay lần nữa và sau đó rời đi theo hướng khác. Nhìn thấy hắn rời đi, Đường Thế Minh nhanh chóng đến bên cạnh Hoắc Khải hỏi, muốn đuổi theo không? Hoắc Khải lắc lắc đầu nói, không cần đuổi theo, chỉ là một con tốt, có đuổi kịp cũng vô dụng. Với kỹ năng của Đường Thế Minh, anh ta có thể làm nhiều việc, chẳng hạn như theo dõi người khác, nhưng dù sao thì anh ta cũng không phải là một người chuyên nghiệp còn những tên kia lại chính là người có nghề thật sự. Nếu bị phát hiện cũng tức là đã đánh rắn động cỏ, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục điều tra để tìm ra điểm cốt lõi, nên không cần thiết phải tham gia vào những hành động vô ích như vậy. Ngoài ra, nếu Hoác Khải thật sự muốn có tin tức, anh có thể mua trực tiếp từ ám giới. Tiền chưa bao giờ là vấn đề đối với anh, sở dĩ anh không mua thêm thông tin là vì anh đã biết được cơ cấu tổ chức của thế lực ngầm này. Bây giờ lý lịch của bọn chúng đã được khám phá ra, cho dù người đứng đầu cụ thể là ai thì cũng không quan trọng lắm. Người ta vẫn thường nói rằng khi giết địch thì phải chặt đầu tướng lĩnh trước, hay phải phải diệt cỏ tận gốc, nhưng Hoác Khải chưa bao giờ đồng ý với ý kiến này. Tướng lĩnh thật sự rất quan trọng, nhưng cũng phải tìm hiểu xem tướng lĩnh đã bị bắt đó liệu có hữu ích hay không. Nếu không có gì hữu ích, thì cho dù có bắt hoặc giết hắn cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của kẻ thù. Hắn ta đã đưa cho cậu cái gì vậy? Đường Thế Minh hỏi. Chìa khóa để khám phá sự thật của vấn đề, Hoắc Khải cười nói. Đường Thế Minh vừa nghe liền ngẩn ra, chìa khóa sao? Hoắc Khải nhìn tờ giấy trong tay, liền biết mình đã từng bước tiếp cận được vào cốt lõi của thế lực ngầm này. Một nhân vật như từ lực phàm chỉ có thể được coi là một gián điệp rất tầm thường, còn người đàn ông ngày hôm nay chính là một con tốt. Các gián điệp có thể chạy xung quanh và nghe ngóng tin tức, nhưng không thể đánh giá quá nhiều thứ cụ thể dựa trên hành động của bọn chúng chỉ có thể biết rằng kẻ thù đang chuẩn bị hành động mà thôi. Nhưng vị trí và chuyển động của con tốt có thể khiến cho anh hiểu rõ ràng về chuyển động, sức mạnh cũng như vũ khí cụ thể của kẻ thù. Người đàn ông đó đã để lại email của mình, nên Hoác Khải có thể liên lạc với thế lực ngầm thông qua email này. Anh đã cố tình tạo ra thái độ rất quan tâm đến vụ thu mua nhằm thu hút sự chú ý của thế lực ngầm. Càng thu hút được kẻ thù thì anh càng nhận được nhiều tin tức hơn. Hơn nữa, bên cạnh anh vẫn còn có cao thủ vô danh. Sử dụng các kỹ năng của cao thủ vô danh, anh cũng có thể theo dõi vị trí của bọn chúng thông qua email. Đương nhiên Hoác Khải cũng không định làm ngay, dù sao cho dù có biết rõ vị trí cụ thể của một con tốt thì vị trí đó cũng không đóng vai trò lớn trong kế hoạch. Anh nghĩ đến việc chờ đợi, chờ xem hắn ta sẽ liên lạc với ai và người đó đang ở cấp độ nào, sau đó mới nhờ đến cao thủ vô danh giúp đỡ. chương 554, Họp Xin lỗi, Đường Thế Minh đột nhiên nói. Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn anh ta, Đường Thế Minh nói tiếp, là do tôi quá khinh địch, không nghĩ đến việc anh sẽ đi ra từ nơi khác, gặp phải chuyện nguy hiểm bất ngờ. Hoắc Khải bật cười, đáp không trách anh được, anh đừng tự trách, là do tôi quá sơ ý, nghĩ rằng mọi thứ yên bình nên muốn đi đâu thì đi. Lại không ngờ bọn họ sẽ tiếp xúc với tôi một cách quang minh chính đại như vậy. Người này chính là thế lực mà anh nói đó sao? Đường Thế Minh hỏi. Hoắc Khải chỉ mới nói qua cho Đường Thế Minh về thế lực ngầm, vì Đường Thế Minh là một người rất giữ chữ tín. Anh ta đến bảo vệ Hoắc Khải chỉ vì di nguyện của giáo sư Triệu Vĩnh An là đã đủ để chứng minh nhân phẩm của anh ta rồi. Với người này, không có gì quan trọng hơn võ. Cho nên, Hoắc Khải không sợ anh ta sẽ làm lộ bí mật. Mà Đường Thế Minh cũng chưa từng làm anh thất vọng, quan trọng nhất là biết càng nhiều hơn cũng giúp Đường Thế Minh bảo vệ anh tốt hơn. Hoắc Khải không hề giấu giếm mà thừa nhận luôn. Đường Thế Minh Châu mày nói, nói vậy thì bọn họ đã theo dõi anh rồi đó. Vậy sau này anh phải cẩn thận, đừng đi con đường nguy hiểm như vậy nữa. Nếu không, tôi sợ là tôi đến không kịp đâu. Cao thủ đẳng cấp thật sự có thể giết chết một người trong nháy mắt bằng tay không, dù đường Thế Minh có nhanh đến mấy cũng không phải siêu nhân. Mà trình độ của Hoắc Khải thì chỉ hơn người bình thường một chút thôi, không thể sánh bằng mấy cao thủ đó được. Như Đường Thế Minh thì cũng hạ gục được Hoắc Khải chỉ bằng một cánh tay. Ừ, tôi sẽ nhớ, Hoắc Khải gật đầu, đồng ý với ý kiến của Đường Thế Minh. Mặc dù lần này hữu kinh vô hiểm nhưng lại thu hoạch được rất nhiều. Sự xuất hiện của người đàn ông đó không chỉ nhắc nhở Hoắc Khải mà còn khiến anh hiểu được người bên cạnh mình đã bị trà trộn vào. Chỉ có trà trộn vào người bên cạnh anh thì bọn họ mới có thể quang minh chính đại xuất hiện và uy hiếp anh thôi, nếu không nếu giết Hoắc Khải thật thì ai sẽ điều khiển cục diện? Dựa vào độ phát triển công ty của những người từng bị ám sát thì hoắc khải có thể đoán rằng thế lực ngầm đó thật sự không muốn giết người cho lắm. Bọn họ chỉ muốn mở rộng quyền lực, nhưng lại không muốn giết chết đối tác của mình, mà lợi dụng lực lượng của mình để trà trộn vào doanh nghiệp hoặc dòng họ đó. Khi sức mạnh được tích lũy đủ thì mới bắt đầu làm mưa làm gió. Nếu có người không chịu hợp tác thì bọn họ cũng sẽ không vội hành động đâu. Dù sao thế giới này cũng được pháp luật bảo vệ một người chết thì có thể nói là sự cố nhưng nếu liên tiếp hai ba cái chết thì sẽ rất khó để người ta không nghi ngờ một thế lực được tạo từ thương nhân bất kể có lớn cỡ nào thì cũng không thể phản kháng lại đất nước được đây là sự cách biệt quá lớn nhưng nghĩ đến việc người bên cạnh mình bị trà trộn tâm lý của hoác khải cũng đang nghiêm trọng hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài anh đã tưởng rằng mình đã phòng bị rất kín kẽ rồi nhưng không ngờ đối phương vẫn đắc thủ cái người bị mua chuộc đó là ai là người ở vị trí cao cấp hay là trung cấp. Hoắc Khải có dự cảm rằng người này chắc chắn không phải nhân viên bình thường được, nếu không người đàn ông đó sẽ không tự tin đến mức nói là hạ gục Hoắc Khải. Người bị mua chuộc có khả năng là rất gần với nòng cốt, nhưng lại không nắm được quá nhiều bí mật. Nếu không, thế lực ngầm kia căn bản sẽ không cần phải uy hiếp Hoắc Khải, chỉ cần nghĩ cách cướp lấy là được. Dù sao chỉ cần có được bí mật nòng cốt thì cũng đồng nghĩa với việc có được tất cả. Người có thể tiến gần với quyền lực nòng cốt, lại không biết quá nhiều chức vụ thì chỉ cần đếm trên đầu ngón tay là ra. Hơn nữa, cũng có thể khoanh vùng được người có khả năng bị mua chuộc trong nhóm người đó. Nhưng cụ thể là ai thì cũng cần phải quan sát cụ thể đã. Trước khi phán đoán được chính xác thì Hoắc Khải sẽ không làm ra hành động gì vội vàng cả, cứ kéo dài đã. "Đi thôi, về đã." Hoắc Khải nói. Hai người nhanh chóng rời khỏi con đường lạnh lẽo vắng vẻ này đi chuyến bay sớm nhất về nước. Sau khi máy bay hạ cánh, Hoắc Khải trở nên thả lỏng hơn rất nhiều, dù sao nước ngoài không phải địa bàn của anh, cũng cảm thấy rất bất an. Sau khi về nhà, việc đầu tiên anh làm chính là đến công ty tìm Ninh Thần và tập hợp các quản lý cấp cao để họp. Lần họp này không có việc gì khác ngoài một chủ đề là có nên đem bán cổ phần của công ty hay không. Dưới mệnh lệnh cưỡng chế của Hoắc Khải, tất cả nhân viên cấp cao đều có mặt cả. Không một ai dám xin nghỉ hoặc đến muộn. Nhưng không một ai biết cuộc họp hôm nay có mục đích gì, đến cả Ninh Thần cũng không biết. Sau khi Giản Tư Tư hỏi Ninh Thần, biết cô cũng đang mù mờ không hiểu gì thì càng nghi hoặc hơn. Sếp không phải là người có tính cách không nói điều gì cho mọi người, mà tổng giám đốc Ninh còn là vợ của sếp, sao lại có thể không biết lý do họp được chứ? Mà khi Hoắc Khải nói mục đích ra thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ninh Thần đột ngột đứng dậy, Chào mày nói với Hoác Khải, anh có biết mình đang nói gì không vậy? Hoác Khải mỉm cười, đáp em đừng vội, anh chỉ gọi mọi người đến để hỏi, chứ không phải là làm luôn. Lúc ở nước ngoài, có người từng tiếp xúc với tôi và đưa ra ý tưởng thu mua. Tôi muốn hỏi ý kiến mọi người thế nào thôi. Đương nhiên là không thể rồi, giản tư tư cũng đứng dậy nói, Sếp, mặc dù công ty không phải của chúng tôi, nhưng là một nhân viên của công ty, tôi cho rằng không nên chấp nhận việc bị thu mua. Hiện giờ công ty đang phát triển rất tốt, lợi nhuận của ngành chủ lực này cũng cao vô cùng, kỹ thuật VR cũng phát triển rất thuận lợi. Giá trị của công ty đều đang tăng lên từng ngày, cho dù không có ai tài trợ thì chúng ta cũng đủ tiền mặt để hoạt động, tại sao phải bán chứ? Chỉ vì đối phương đưa ra một cái giá nghe có vẻ rất ổn hay sao? Thực tế, nếu chúng ta tiếp tục phát triển thì chẳng mất lâu đâu, chỉ cần kỹ thuật VR có thể thành hình thì sẽ nhanh chóng đạt được lợi nhuận gấp 10 gấp trăm lần giản tư tư nói rất chắc nịch nhiều người nghe vậy cũng gật đầu không thôi nhưng bọn họ không lên tiếng vì biết hoác khải có năng lực phi hàm sẽ không quyết định ngu xuẩn như vậy đâu hơn nữa công ty là của anh nếu hoác khải thật sự muốn bán thì ai mà cản nổi đến cả ninh thần cũng không thể ngăn cản cùng lắm chỉ có thể kéo dài cô nói rất đúng vậy để tôi cân nhắc thêm hoác khải nhìn ninh thần nói vậy thôi tan họp lát nữa chúng ta về nhà sẽ bàn tiếp nhé Hoắc Khải đã đóng lại chủ đề, không quan tâm ý kiến của những người khác. Có rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt không vui, cảm thấy bản thân bị khinh thường. Nhưng Hoắc Khải chẳng quan tâm, tuyên bố tan học rồi một mình ra khỏi phòng họp. Chuyện ngôn tình, Ninh Thần đuổi theo từ phía sau, hỏi nhỏ, rốt cuộc anh định làm gì vậy? Không có gì đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi, Hoắc Khải cười đáp. Nhìn nụ cười ấy, Ninh Thần biết chồng mình sẽ không tùy tiện làm những chuyện vô ích. Anh làm vậy chắc chắn có mục đích khác, nhưng anh không nói thì ninh thần cũng không hỏi. Nếu đây là một địa điểm thích hợp để nói chuyện, chắc Hoác Khải cũng sẽ chẳng giấu gì cô, nhưng nếu không nói thì chắc chắn là có vấn đề. Sau đó, giản tư tư cũng đuổi theo, nói, sếp, tuy tôi không biết vì sao anh mở họp, nhưng tôi thấy không nên thu mua đâu. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng đừng có làm vậy, nếu không sau này anh sẽ hối hận đấy. Cô nói rất đúng, nhưng góc độ suy xét của chúng ta khác nhau, Hoắc Khải đáp. Giản tư tư hiểu câu nói thành Hoắc Khải đang có ý muốn bán công ty, liền vội vàng, hai mắt đỏ hồng, anh làm vậy là không được đâu. Dù anh đứng ở góc độ nào để suy nghĩ thì đều là không được. Giản tư tư đã vào công ty được mấy năm, nhìn hy vọng mới phát triển từ một công ty nhỏ với 5 nhân viên đến quy mô gần 1.000 nhân viên, giá trị công ty lên đến hàng chục tỷ như bây giờ, ngoài việc yêu thầm hoác khải ra thì cô ấy cũng có tình cảm rất sâu đậm với công ty này nếu bán công ty đi thì khó chịu không khác gì bán đi đứa con của mình vậy nhìn dáng vẻ sắp khóc của cô ấy hoác khải bật cười vỗ nhẹ vai của cô ấy rồi nói cô mốc này bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc hả dù gì cũng là phó tổng giám đốc của công ty như vậy là mất hình tượng lắm đó tôi mặc kệ tôi tôi không muốn anh bán công ty đâu giản tư tư nói rồi nước mắt cũng rơi lã chã Chương 555, phản ứng. Nhìn bộ dáng khóc lóc thảm thương của Giản Tư Tư, Hoắc Khải thật sự là dở khóc dở cười. Không ngờ phó tổng giám đốc Giản Tư Tư sau 2 năm tôi luyện, bình thường luôn uy nghiêm trước mặt người khác mà lại có một mặt yếu ớt thế này. Chuyện này cũng khiến anh nhận ra, bất kể trải qua bao lâu, trải qua chuyện gì, Giản Tư Tư đã không còn là một cô nhân viên đơn thuần của công ty nữa rồi. Cô ấy thật sự bỏ tâm huyết và cảm tình của mình vào công ty này coi nó như gia đình của mình. Hoắc Khải khẽ thở dài, không nghĩ ra biện pháp nào khác để an ủi cô ấy, vì có những chuyện anh buộc phải làm. Anh chỉ có thể xoa đầu giản tư tư, cố gắng dùng động tác của mình để tỏ ra thân mật hơn, nói thôi, đừng khóc nữa, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Tôi không quan tâm, anh mà bán công ty thì tôi cứ khóc thôi, giản tư tư lau nước mắt, nói. Hoắc Khải cười khổ, đáp khóc nhiều là xấu đấy, theo tôi biết, công ty có nhiều người theo đuổi cô lắm đấy nhỉ. Nếu bọn họ mà thấy bộ dáng này của cô thì sẽ từ bỏ đó. Bỏ thì bỏ thôi, cùng lắm tôi dựa vào anh cả đời, giản tư tư buột miệng nói, khiến mấy người đều ngẩn ra. Sau đó, giản tư tư hơi hoảng hốt, không khóc nữa mà vội vàng giải thích, ý tôi là, tôi không sợ bọn họ bỏ cuộc. Ai, tóm lại là không được bán công ty. Nói rồi, giản tư tư bưng mặt chạy đi. Ninh thần nhìn hoác khải với vẻ khác lạ, Đột nhiên nói, em có thể cho là cô bé này có ý với anh không? Em nghĩ nhiều rồi, Hoắc Khải nói. Ninh Thần lườm anh, phụ nữ hiểu phụ nữ nhất mà, Giản Tư Tư bình thường rất sùng bái Hoắc Khải, coi Hoắc Khải như thần tượng. Nếu đã sùng bái như vậy thì yêu thầm cũng đâu có gì lạ. Nhưng lúc trước, Ninh Thần không chủ động nghĩ đến mặt này, nhưng câu nói ngày hôm nay của Giản Tư Tư mới khiến cô ý thức được rằng, cô gái trẻ hơn mình mấy tuổi này vẫn là một cô gái độc thân. Mà Hoắc Khải thì đang trong độ tuổi vàng, một điển hình của người đàn ông trưởng thành, có sức thu hút với phụ nữ nhất. Nếu giản tư tư thích, thậm chí là yêu Hoắc Khải thì có gì là lạ. Cô ấy không có ý nghĩ gì với Hoắc Khải mới là kỳ quặc đấy. Có chuyện của Cố Phi Dương, tâm lý của Ninh Thần trong mặt này cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cô không cố chấp cãi nhau với Hoắc Khải về chuyện này, dù sao thì cả Hoắc Khải lẫn giản tư tư đều không tỏ ra điều gì quá rõ ràng. Trước khi có chứng cứ thật sự thì mọi sự suy đoán chỉ là nguyên nhân phá hỏng tình cảm của hai người mà thôi. Sau đó, lại có mấy nhân viên quản lý cấp cao của công ty đến tìm Hoắc Khải, hỏi về chuyện bán công ty. Ý kiến của bọn họ đương nhiên là không thích Hoắc Khải làm vậy, mà Hoắc Khải thì không cho bọn họ một đáp án rõ ràng, chỉ nói bản thân tiện mồm nói ra vậy chứ đừng coi là thật. Nhưng càng nói vậy thì tâm lý bọn họ càng bất an. Nhưng cho đến trước khi tan làm, đến cả Ninh Thần cũng hỏi mà Hoác Khải cũng không hỏi tại sao đột nhiên lại làm vậy. Là ai đã đề nghị việc thu mua với anh, nếu anh không muốn thì việc gì phải họp. Khi tan làm, Ninh Thần và Hoác Khải lái xe về nhà. Sau khi ra khỏi nhà để xe, cô mới nói, giờ vẫn chưa nói được hả anh. Hoác Khải biết cô đang hỏi cái gì, bèn đáp, không phải là không nói được, mà là nếu nói ra, thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Em nên hiểu rằng, em và Giản Tư Tư đều khó khống chế cảm xúc thật sự của mình. Ninh thần khẽ ngẩn ra rồi hiểu ý anh liền nói vậy thật ra anh không muốn bán công ty mà chỉ mượn cớ này để đạt được mục đích khác đúng không kiểu đó hoác khải nói còn mục đích gì thì đương nhiên không thể nói Ninh thần biết tính cách của bản thân thật sự giống những gì chồng nói thuộc kiểu hơi yếu đuối đừng thấy bình thường cứ nghiêm mặt dạy dỗ nhân viên nhưng sâu trong tim cô vẫn rất mềm lòng người mềm lòng sẽ không thể làm mọi việc mà không biểu lộ cảm xúc được mà việc khoác khải cần làm rõ ràng là có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của công ty đến cả chút biến hóa trong cảm xúc của bản thân cô cũng có thể ảnh hưởng đến việc này thì chứng tỏ nó phải rất quan trọng sau khi nghĩ thông ninh thần cũng không hỏi nữa cô tin chồng mình dù anh định làm gì thì cũng phải chú ý an toàn nhé ninh thần nhắc nhở chuyện của cố phi dương đã nhắc nhở ninh thần có tiền chưa chắc đã là chuyện tốt người nghèo sẽ không gặp phải nguy hiểm cả đời nếu không Tại sao nhiều người giàu cứ phải tốn tiền triệu mỗi năm để thuê vệ sĩ chứ? Anh sẽ chú ý." Hoắc Khải gật đầu đáp, "Em cũng vậy, chú ý an toàn nhé, bình thường đừng có đi đường tắt, cứ đi vào nơi nào nhiều người ấy." Giọng điệu của anh rất nghiêm túc, nếu Ninh Thần chỉ vô tình nói thì Hoắc Khải là thật sự nghiêm túc. Giọng điệu này khiến Ninh Thần cảm nhận được chồng mình có thể đã gặp phải chuyện gì mà còn khá nguy hiểm nữa. Trong lòng cô có chút ít lo lắng, muốn hỏi cho rõ nhưng lại không dám hỏi vô cùng mâu thuẫn sau khi về nhà bọn họ ăn cơm và tắm rửa như thường nhưng đến lúc đi ngủ thì hoác khải lại đến thư phòng đóng cửa lại rõ ràng là anh muốn làm việc gì đó mà chỉ mình anh biết ninh thần đứng ở cửa chờ một lúc rồi mới về phòng mà trong thư phòng hoác khải tắt mạng đảm bảo không để bất kỳ ai có cơ hội lẻn vào máy tính cá nhân của anh thì mới bắt đầu liên kết điện thoại với máy tính thông qua một công cụ bảo mật chuyên nghiệp sau khi giải nét một thư mục thì Hoác Khải mở nó ra. Bên trong thư mục này là một đoạn video, chủ yếu là cảnh anh học hôm nay. Đoạn video rất rõ ràng sắc nét, máy quay được Hoác Khải chuẩn bị, là một loại máy quay siêu nhỏ có dạng cúc áo. Kéo đoạn clip sang màn máy chiếu chuyên nghiệp đối diện, phóng to màn hình lên gấp 10, là có thể nhìn rõ mọi thứ. Hoác Khải điều chỉnh tốc độ bằng 1 phần 5 bình thường, cho chạy một lượt bình thường rồi mới liên tục ấn nút Enter, dừng clip tất cả mọi người ở trong clip đều lọt vào ánh mắt anh. Lúc họp thì không thể phán đoán quá nhiều được, nhưng bây giờ, anh có thể nhìn rõ ràng cảm xúc của từng người và động tác của họ. Nhất là lúc anh nói muốn bán công ty, đoạn này, anh xem tỉ mỉ và kỹ lưỡng nhất. Sau khi phóng to biểu cảm của từng nhân viên cấp trung lên, rồi phán đoán tâm lý, hoặc khải tìm được mấy người có biểu cảm khả nghi. Đám người này đã che giấu cảm xúc thật, nhìn thì có vẻ rất kinh ngạc, nhưng chỉ là lúc mới nghe tin mà thôi sau đó lại là một chút vui mừng, rồi không hiểu, rồi cũng tỏ vẻ giả vờ như những người khác. Nếu anh đoán không nhầm thì đây chắc hẳn là những người đã bị mua chuộc. Thân phận của bọn họ, từ quản lý cấp trung đến tổng giám đốc công ty chi nhánh, tổng cộng 4 người. Mặc dù đã thành công tìm ra người bị mua chuộc nhưng tâm lý của Hoác Khải vẫn không hề thả lỏng mà càng nặng nề hơn. Anh đã biết trước về sự tồn tại của thế lực ngầm và cũng phòng ngừa rất nghiêm ngặt ở công ty, thế mà vẫn bị mua chuộc đến bốn người. Nếu như anh không biết về họ thì sao? Nếu như anh vẫn ngu ngơ không biết mà cứ phát triển công ty như thế thì sẽ ra sao đây? Có lẽ việc bị mưu sát ở nhà họ Hot năm đó vẫn sẽ xảy ra một lần nữa, vì trong đám người này thật sự có người có thể dễ dàng tiếp cận anh. Nghĩ đến đây, Hoắc Khải không kìm được mà khẽ đổ mồ hôi. Không phải vì nóng mà là vì lo lắng và sợ. Anh cảm thấy rất mừng vì mình đã phát hiện kịp thời cũng mừng vì thế lực ngầm quá tự tin, dám phái người đàn ông đó ra để chuyển lời. Nếu không, Hoắc Khải sẽ không bao giờ nhận ra công ty mình đã có nhiều người bị mua chuộc như vậy. Đến cả nhân viên cấp trung và cao đã có ít nhất 4 người bị mua chuộc rồi, thì những nhân viên cấp dưới sẽ ra sao nữa. Đây là chuyện anh không dám tưởng tượng, nhìn chằm chằm vào đám người trên màn hình, cuối cùng Hoắc Khải thở dài một hơi, lẩm bẩm, khó đối phó thật đấy có thể mua chuộc nhiều người như vậy chỉ trong thời gian ngắn, đủ để chứng tỏ sức mạnh của thế lực ngầm mạnh hơn tưởng tượng nhiều. Nói cách khác, năng lực trà trộn của bọn họ còn ghê hơn anh nghĩ. Chẳng trách có ô bao nhiêu công ty bị trà trộn, cướp quyền, mà người ngoài lại không hề hay biết. chương 556, tên phản bội. Không có khả năng thì sao có thể làm được chuyện này chứ? Sau đó, Hoác Khải lại tiếp tục chạy đoạn clip thêm 3 lần nữa, muốn tìm thêm những người khác nhưng ngoài bốn người trên ra thì anh không tìm ra đối tượng hoài nghi thứ năm. Nhưng không thể nói rằng chỉ có bốn người này bị mua chuộc, có lẽ trong đám người kia vẫn đang trong thời kỳ quan sát hoặc là tâm lý của bọn họ vững vàng, che giấu được bản thân. Tóm lại, trải qua việc này, Hoắc Khải càng thêm cẩn trọng. Hiện giờ, công ty ngoài ninh thần ra thì người đáng tin nhất chính là Giản Tư Tư. Cảm xúc chân thật của cô gái này lúc sáng đã chứng minh cô ấy không bao giờ phản bội công ty, trong đầu anh không ngừng sắp xếp kế hoạch tương lai, mãi cho đến nửa đêm, anh mới về phòng ngủ. Điều khiến Hoác Khải bất ngờ là Ninh Thần cũng chưa ngủ mà đang tựa đầu giường đánh máy. Thấy Hoác Khải quay lại, cô liền gập máy tính lại, hỏi anh xong rồi hả? Ừ, sao em vẫn chưa ngủ, Hoác Khải hỏi. Anh chưa về, em không ngủ được, Ninh Thần đặt máy tính sang bên cạnh, nằm xuống ôm lấy anh. Cô đặt gối đầu lên ngực chồng, nghe tiếng tim đập của chồng, rồi nói, em cứ cảm thấy sắp có chuyện gì không ổn xảy ra nên bất an lắm. Hay là chúng ta thuê vệ sĩ đi anh, cũng chẳng tốn bao nhiêu lắm. Thị trường vệ sĩ chuyên nghiệp thường trả lương tháng từ 20.000 trở lên, tốt hơn một chút thì là 4, 50.000 cho đến 100.000. Mặc dù tiêu nhiều tiền, nhưng so với sự an toàn của chồng thì Ninh Thần cũng không quan tâm. Dù sao ban đầu bọn họ cũng làm gì có tiền, dù thế nào thì cũng không bằng hiện tại được. Anh có vệ sĩ rồi nên không cần thuê đâu, Hoắc Khải nói. Giống cái người bảo vệ em lúc trước đó sao? Hình như em đã gặp anh ta rồi, Ninh Thần nói. Ninh Thần cũng biết đến sự có mặt của Đồng Thiên Thanh, còn Đường Thế Minh thì Ninh Thần cũng không rõ là người cô gặp có phải người bảo vệ mà Hoắc Khải nói hay không. Chắc là em gặp rồi đó, lúc giáo sư Triệu Vĩnh An qua đời thì anh ta cũng tới, rất lợi hại, không kém gì người bảo vệ em đâu, Hoắc Khải nói. Vâng, thế thì tốt, Ninh Thần gật đầu hai người lại nói chuyện vài câu rồi mới nghỉ sáng hôm sau hoác khải không lên công ty mà gửi một email cho người đàn ông kia việc khó giải quyết cần gặp mặt gấp mau đến đây nhanh đây là nội dung mà hoác khải gửi đến bốn tiếng sau anh nhận được tin nhắn của đối phương đã đến một tiệm cà phê nào đó trong thành phố sau khi buông điện thoại hoác khải không đến tiệm cà phê luôn mà mở phần mềm bản đồ ra để ước lượng khoảng cách trong xã hội hiện nay công cụ giao thông có tốc độ nhanh nhất chính là máy bay. Nhưng 4 tiếng mà tới nơi được thì chỉ có thể là bay trong nước. Hơn nữa, trừ đi thời gian làm thủ tục lên máy bay và đi từ sân bay vào thành phố ra thì còn khoảng 2 tiếng, sẽ rơi vào khoảng 1.000 cây số. Tiếp theo là tàu cao tốc, tốc độ của tàu cao tốc rơi vào khoảng 300 km h trừ đi thời gian chờ thì sẽ phải ngồi tàu khoảng 3 tiếng. Cũng tức là, vị trí của người này chỉ cách anh khoảng 1.000 cây số gì đó. Hoắc Khải vẽ một vòng tròn trên bản đồ, khu ngoại vi nhất đã là vùng duyên hải. Nhìn những thành phố duyên hải gần với biên giới nhất, Hoắc Khải chìm vào im lặng, rồi tắt máy tính, đứng dậy đi về quán cà phê. Đối phương có thể xuất hiện chỉ trong thời gian ngắn như vậy tức là hắn rất coi trọng Hoắc Khải, cũng tức là bọn họ có khả năng luôn cho người theo dõi anh. Từ nước ngoài về trong nước, nhưng lại không quan sát ở khoảng cách gần. Điều này cũng có thể lý giải được khoảng cách gần có thể liên lạc với người như từ lực phàm hoặc những người đã bị mua chuộc, nên không cần phải cho người theo dõi ở gần nữa. Nếu nhỡ mà bị phát hiện thì không thể nào bù đắp nổi. Mà một ngàn cây số lại là một khoảng cách an toàn. Nhưng thành phố đó chắc chắn không chỉ tồn tại một người, có lẽ đó là một cứ điểm của đối phương trong nước. Có lẽ có người sẽ cho rằng cách đoán này thật tức cười. Nếu muốn biết người này đi từ đâu, sao không tra tin tức giao thông là ra? với sức mạnh của hy vọng mới thì làm việc này không hề khó. Bình thường muốn tra xem người này đi từ đâu, đi bằng cách nào đến thì rất dễ dàng. Nhưng đây nào phải tình huống bình thường, nếu Hoác Khải muốn điều tra lai lịch của đối phương thì ai mà biết thế lực ngầm đó có phát hiện ra Hoác Khải hay không? Nếu bọn họ biết thì sẽ phản ứng thế nào? Chỉ một cứ điểm mà thôi, Hoác Khải không muốn đánh rắn động cỏ. Nửa tiếng sau, anh đến quán cà phê, nhìn thấy người đàn ông đó sau khi về nước người đàn ông đó đã thay một trang phục khác nhưng vẫn đeo kính dâm tiết trời gần vào đông rất nhiều người đã ăn mặc dày cộp thậm chí còn mặc cả áo lông vũ mà người đàn ông này tuy mặc áo gió nhưng bên trong chỉ mặc một áo sơ mi mỏng chứng tỏ hắn ta không đến từ phương bắc mà là từ phương nam chỉ có phương nam quanh năm bốn mùa ấm áp như xuân thì mới ăn mặc vậy thôi sau khi xác định đối phương đến từ phương nam thì hoác khải đã nhanh chóng lướt qua danh sách những công ty nằm ở duyên hải miền nam mà thế lực ngầm đưa ra thông qua địa chỉ của những công ty đó mà khoanh vùng một vài thành phố lý do phán đoán rất đơn giản loại đầy tớ như này không giống với kiểu của từ lực phàm hắn ta không cần thăm dò quá sâu chỉ cần tiếp xúc với một vài người được chỉ định cho nên hắn ta không cần làm việc ở công ty đã vậy thì khả năng lớn nhất chính là sinh sống ở thành phố không có cứ điểm công ty. Chỉ như vậy thì mới giảm được khả năng bị người ta nghi ngờ. Thế lực ngầm làm việc gì cũng cẩn thận, vậy mới phù hợp với phong cách làm việc của bọn họ. Mà top 200 công ty và dòng họ của cả nước thì có phần lớn là ở phía Nam. Sau khi triệt tiêu những thành phố không liên quan ra thì chỉ còn vài nơi khả nghi. Đã đoán được đại khái thành phố của đối phương, Hoắc Khải nở nụ cười ngồi xuống rồi chủ động vươn tay ra đến nhanh thật tôi tưởng anh mai mới đến cơ đấy vừa hay có chút việc ở đây nghe nói ông chủ lý có việc nên vội vàng qua xem dù sao làm ăn cũng là quan trọng nhất mà người đàn ông đó thân thiện bắt tay trò chuyện với hoác khải ai không biết còn tưởng hai người là bạn tốt cơ đấy ông chủ lý gặp phải phiền phức gì thế nói tôi nghe nào nếu giải quyết được công ty chúng tôi sẽ giúp anh xử lý ngay người đàn ông đó nói hôm qua sau khi đến công ty tôi đã mở ngay một cuộc họp thăm dò phản ứng của nhân viên thế nào kết quả thì bọn họ đều phản đối cả không ngoài dự đoán của tôi hoác khải nói phản đối thì có ích gì tôi nghĩ đây không phải khó khăn mà ông chủ lý nói đến chứ người đàn ông đó nói đúng vậy giống như anh nói hôm trước công ty là của tôi bọn họ phản đối cũng vô dụng nhưng vợ tôi cũng không đồng ý mà anh biết đấy công ty tôi hiện đang bán ra một phần cổ phần rồi Tuy không nhiều, nhưng vẫn là có. Vợ tôi nói, nếu tôi cứ đòi bán thì cô ấy sẽ liên lạc với đám đầu tư mạo hiểm kia liên hợp lại từ chối đề nghị của tôi. Cổ phần của vợ tôi và bọn họ cộng lại cũng nhiều hơn tôi rồi. Cho nên việc này khá là nan giải, Hoắc Khải hỏi, không biết quý công ty có ý tưởng hay kinh nghiệm gì có thể chia sẻ không? Có thì có, nhưng sợ là ông chủ lý không muốn làm thôi, người đàn ông đó nói. Cách gì vậy? Hoắc Khải hỏi. Đơn giản lắm người đàn ông đó đó phất tay nói thầm vào tai hoác khải chúng tôi có thể phái người giết chết vợ anh sau đó anh muốn làm gì cũng được mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng hoác khải nghe vậy vẫn thấy sởn da gà anh lập tức lắc đầu không được không thể được thật ra không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng tôi cũng không muốn làm vậy đâu đây là con đường duy nhất rồi người đàn ông đó nói cho nên ông chủ lý mau chóng nghĩ cách thuyết phục vợ đi thật ra chúng tôi mong là có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình hơn là dùng đến cách khác. Dù sao thì đây cũng đâu phải cách hay, phải không nào. chương 557, Phàn Nàn Hoác Khải tỏ ra im lặng, không lên tiếng trả lời, nhưng ngược lại, biểu hiện của anh lại khiến người đàn ông kia hài lòng. Con người mà, nên suy xét trước rồi hãng nói. Nhất là nhân tài xuất sắc với năng lực phi phàm như hoắc Khải, nếu anh không suy nghĩ gì đã cất lời thì không cần biết anh nói gì hay làm gì, đều khiến người khác phải nghi ngờ. Bởi vì anh không nên là một kẻ lỗ mãng như vậy, trước kia không phải, sau này cũng không phải. Tôi rất yêu cô ấy. Hoác Khải ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, trầm giọng nói, tôi không hy vọng cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, thế nên, tôi cần thời gian. Trước khi việc ấy xảy ra, các anh không được phép ra tay với cô ấy. Để đề phòng điều này, sau khi quay về, tôi sẽ khuyên cô ấy công chứng quyền cổ phần của mình. Nếu cô ấy chết trước 60 tuổi, không cần biết vì bất kỳ nguyên nhân nào, quyền cổ phần sẽ tự động chuyển nhượng cho quốc gia. Tôi nghĩ, chắc các anh sẽ không mong nhìn thấy cục diện ấy đâu. Người đàn ông nhíu mày, nếu không có câu nói này của Hoác Khải, họ thực sự có khả năng phái người giết luôn ninh thần. Nhưng trước mặt hắn ta mà Hoác Khải nói rằng sẽ khuyên ninh thần công chứng quyền sở hữu cổ phần khiến người đàn ông này cảm thấy kiêng rè vì bị đả kích. Hoác Khải tỏ ra cực kỳ sẵn lòng hợp tác, đồng thời còn là một nhân tài hiếm có, họ không muốn hoàn toàn loại bỏ anh như vậy. Mà một khi người không nghe lời như ninh thần chết đi, quyền cổ phần sẽ rơi vào tay quốc gia. Một khi quyền cổ phần rơi vào tay quốc gia rồi, còn lấy về kiểu gì được nữa? Đến khi ấy cho dù giết 10 người hay giết 100 người cũng không vãn hồi được gì, ngược lại còn rước thêm phiền phức. Điều này chính là mục đích thứ hai mà Hoác Khải gọi người đàn ông này ra đây, dùng thủ đoạn nham hiểm để cảnh cáo họ không được mưu đồ với người bên cạnh anh. Thủ đoạn như thế này có thể kéo dài thời gian một cách hiệu quả, vừa giữ được liên lạc với đối phương, vừa không phải trả cái giá quá đắt. Người đàn ông kia không hề biết mục đích thực sự của Hoắc Khải, hắn ta tưởng rằng Hoắc Khải yêu Ninh Thần lắm, bèn đáp cậu làm như thế khiến tôi rất khó xử đấy, sau khi quay về, tôi phải ăn nói thế nào với cấp trên. Chuyện này dễ thôi, tuy rằng tính tình vợ tôi hơi bướng bỉnh, nhưng cô ấy rất sẵn lòng lắng nghe góp ý của người khác. Công ty chúng tôi có một cô gái tên là Giản Tư Tư, thuộc nhóm nhân viên đầu tiên do tôi tuyển dụng. Quan hệ của cô ấy và vợ tôi rất tốt, năng lực cá nhân cũng khá. Các anh có thể ra tay từ phương diện này, nếu Giản Tư Tư có thể chủ động khuyên nhủ, có lẽ vợ tôi sẽ đồng ý. Đương nhiên, về phần mình, tôi cũng sẽ cố hết sức khuyên bảo cô ấy. Nhưng một người cố gắng không thể nào hiệu quả bằng đôi bên cùng ra sức được hoặc khải nói giản tư tư người đàn ông ồ lên một tiếng ý của cậu là chúng tôi nên xâm nhập vào suy nghĩ của người phụ nữ này để cô ấy giúp chúng tôi thuyết phục sao hả không phải anh bảo công ty có thể làm được mọi thứ hả à? chuyện nhỏ nhặt này cũng không xong hoắc khải lộ ra biểu cảm thất vọng đương nhiên là được vậy cứ làm như thế đi đợi khi mọi chuyện ổn thỏa rồi chúng ta bàn bạc tiếp người đàn ông nói rồi đứng dậy hắn ta không có câu nào thừa thãi quay người bỏ đi luôn nhìn bóng lưng bỏ đi của người đàn ông kia biểu cảm của hoác khải không hề bất thường ném giản tư tư ra làm mồi nhử anh đã suy tính rất kỹ rồi giản tư tư là người tuyệt đối không bao giờ phản bội công ty mà cô ấy cũng cực kỳ căm ghét những ai muốn lôi kéo mình công ty săn đầu người từng muốn kéo cô ấy đi không biết đã bị cô ấy mắng bao nhiêu lần nếu thế lực ngầm kia muốn xâm nhập được giản tư tư chắc chắn không đơn giản như lôi kéo người khác họ phải trả cái giá đắt hơn điều động tới người ở tầng lớp cao hơn việc hoác khải cần làm bây giờ là tìm ra được mô hình tổ chức của công ty này tuy rằng biết họ dùng cách uy hiếp và xâm nhập để khống chế công ty của người khác nhưng cụ thể tiến hành như thế nào kết cấu tổ chức theo mô hình ra sao anh hoàn toàn không biết hoác khải từng dò hỏi ám giới về thông tin ở phương diện này nhưng ám giới đưa ra một đáp án với cái giá quá cao tạm thời anh không thể chấp nhận nổi kênh thông tin của ám giới khiến người ta cực kỳ giật mình hy vọng mới được mấy cân mấy lạc, họ biết rõ mười mươi cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Thế nên, ám giới biết Hoác Khải không trả nổi khoản tiền này nên không thèm đàm phán tiếp với anh nữa. Hết hy vọng ở kênh thông tin này, Hoác Khải đành phải dựa vào cố gắng của chính mình. Đồng thời, do Hoác Khải đã đặt giản tư tư ở một vị trí hết sức quan trọng, ngược lại còn khiến thế lực ngầm không dễ gì tổn thương tới cô ấy, họ sẽ nghĩ hết cách để bảo vệ cô ấy, tới khi cô ấy bị họ tẩy não. Người thường xuyên câu cá sẽ biết rằng, có một loại mồi câu phải để con cá ăn vào chúng mới chịu cắn câu. Còn một loại mồi câu khác chỉ tỏa ra hương thơm quyến rũ khiến bầy cá tụ lại xung quanh, nhưng không thể đớp được. Giản tư tư chính là loại mồi câu thứ hai. Để đối phó với thế lực trong bóng tối, Hoác Khải dùng hết sức lực để bố trí mọi kế hoạch, không dám sai sót dù chỉ một ly một tí. Bởi vì anh biết rằng mình đang đối phó với một thế lực đáng sợ nhất cuộc đời mình, một khi thất bại sẽ không còn con đường sống nữa. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hoắc Khải về nhà một chuyến, xóa sạch toàn bộ video liên quan đến cuộc họp rồi mới cắm dây mạng vào. Anh gửi một email cho cổ ngôn tài, bảo anh ta thử chủ động tiếp xúc với mấy công ty của thế lực trong bóng tối kia, xem xem có thể thu hoạch manh mối gì từ vòng vây bên ngoài hay không. Đương nhiên, môi giới để tiếp xúc không phải là công ty VR, mà là công ty khác do cổ ngôn tài âm thầm điều khiển. Mấy năm trở lại đây, tuy rằng cổ ngôn tài vẫn luôn mai danh ẩn tích, nhưng anh ta không hoàn toàn biến mất. Giống như Vương Vũ Hành vậy, một người nặc danh để làm mưa làm gió trong giới tài chính, một người phát triển sức mạnh trong bóng tối. Sau khi email gửi đi, Hoác Khải nhận được cuộc gọi từ Đường Trọng Vi. Đường Trọng Vi gọi điện tới không vì mục đích gì khác, chỉ oán trách Hoác Khải đã lâu không liên lạc với cô ấy, phải chăng phát đạt rồi nên quên hết bạn bè xưa. Hiện giờ, tên giả mạo ở nhà họ hoác gần như không còn suốt đầu lộ diện, hoác trạch minh nắm giữ nhiều quyền lực cũng trở thành ngôi sao tương lai mới. Thời gian qua đi, trong lòng đường trọng vi, bóng dáng tên giả mạo kia đã vô cùng mờ nhạt, còn bóng hình của hoác khải thì ngày một rõ ràng. Cô ấy biết rất rõ, có lẽ mình có hảo cảm với người đàn ông đã kết hôn này. Với tư cách là viên ngọc trong lòng bàn tay của tập đoàn thương mại quốc tế đường thị, là người thừa kế duy nhất của đường quốc diệu, đường trọng vi chắc chắn là một trong số những nàng công chúa hiếm có trên thế giới này với thân phận và địa vị của mình cô ấy không nên dây dưa gì tới một người đã có gia đình đường trọng vi cũng biết rõ điều này nhưng cô ấy không khống chế được bản thân người đàn ông này và chồng chưa cưới trước kia của cô ấy quá giống nhau giống đến độ cô ấy khó lòng quên được trong rất nhiều giấc mơ cô ấy mơ thấy anh trong mơ hai người có bước tiến triển rất tốt đẹp mà sau khi tỉnh dậy ngoài việc thấy xấu hổ ra đường trọng vi còn thoáng tiếc nuối tại sao anh không phải là chồng chưa cưới của mình chứ tại sao thời điểm mình gặp anh ấy lại muộn đến thế có mấy lần không kiềm chế được đường trọng vi cũng ám chỉ đôi điều với đường quốc diệu rằng nếu mình thích một người đàn ông đã kết hôn bố cô có phản đối không người ở đẳng cấp như đường quốc diệu đâu thể không hiểu được ý tứ của cô ông ấy trả lời chỉ cần con thích cho dù là sao trên trời, bố cũng sẽ hái xuống cho con. Chuyện gì người khác không làm được, bố của con nhất định sẽ làm được. Ý tứ của câu này rất đơn giản, chỉ cần con muốn, cứ việc tiến hành, không cần biết là chuyện gì, có bố chống lưng cho con. Đường Trọng Vi phân tích được câu nói này rằng bố cô không hề phản đối. Nếu thực sự bảo cô tiến hành, cô lại cảm thấy rất khó xử. Bởi vì Ninh Thần là một người phụ nữ tốt, tuy rằng mới gặp cô ấy vài lần, nhưng cô có thể nhìn ra, đôi vợ chồng này rất tình cảm. Người ta đang sống yên lành, vì lý do cá nhân mà mình chia rẽ họ à. Dù sao đường trọng vi cũng là một cô gái chưa chồng, da mặt không dày thế được, và lại tính cách của cô cũng không phải dạng người sẵn sàng tranh giành với người khác. So với Phan Tư Mễ, chỉ cần cô ấy muốn, không cần biết thế nào cũng phải giành giật cho bằng được, không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Nhưng đường trọng vi không làm được như thế, cô ấy chỉ dám gọi điện thoại cho Hoắc Khải oán thán đôi câu sau khi nhấn nhịn quá lâu. Cô em gái hàng xóm mà mình từng quan sát từ nhỏ đến lớn này khiến Hoắc Khải cảm thấy khá ái náy, tính đến thời điểm hiện tại, người thiếu sự quan tâm từ anh nhắc có lẽ là Đường Trọng Vi. Với quan hệ của hai người, thực ra Hoắc Khải có thể nói rõ chân tướng với cô, nhưng vì chuyện này quan trọng, không thể thất trách, Hoắc Khải vẫn không dám nói. Tâm tư của Đường Trọng Vi rất tinh tế, Chắc chắn cô ấy cũng phát giác được anh và người kia giống nhau đến mức nào chỉ bằng tiếp xúc thường ngày. Có lẽ cô ấy sẽ không nghĩ về phương diện này, nhưng trong thời khắc tên giả mạo kia khiến cô ấy thất vọng cùng cực, nếu Đường Trọng Vi dồn tình cảm sang phía anh, cũng hoàn toàn dễ hiểu. Đây cũng là lý do vì sao Hoắc Khải vẫn luôn tránh né phát sinh quá nhiều tiếp xúc với Đường Trọng Vi. Chương 558: Định nghĩa về bố mẹ. Thứ nhất, anh sợ Đường Trọng Vi nhìn ra được điều gì đó làm hỏng đại sự, thứ hai, anh cũng biết Đường Quốc Diệu có lòng tác hợp cho hai người, không muốn rước thêm phiền phức. Cũng không phải vì sợ Đường Quốc Diệu, mà không muốn nảy sinh xích mích chỉ vì chuyện không hề quan trọng như thế này. Nhưng suy xét tới quan hệ cá nhân với Đường Trọng Vi, Hoắc Khải vẫn nói, "Một vài ngày nữa tôi sẽ tới quốc tế Đường thị bàn bạc vài chuyện với bố của cô, tới lúc đó tôi mời cô ăn cơm." "Vài ngày nữa, chẳng lẽ chỉ khi nào anh tới tìm bố tôi mới tiện thể mời tôi ăn bữa cơm à?" đường trọng vi hỏi lại với vẻ không vui, cứ cảm thấy giống như mình là nhân vật được đính kèm, có cũng được mà không có cũng không sao. Hoác Khải bật cười, đương nhiên tôi không có ý này, nhưng gần đây tôi khá nhiều việc, thực sự không tiện chạy đi chạy lại khắp nơi. Thế này nhé, tôi sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhất có thể, à phải rồi, cô liên lạc được với Giai Minh chứ. Từ sau khi trở về từ nước ngoài, Hoác Giai Minh bị Hoác Trạch Minh điều chuyển tới bộ phận văn nghệ, thay đổi tất cả phương thức liên lạc bởi vì qua điều tra nhà họ hoắc phát hiện hoắc giai minh và hoắc khải liên lạc cực kỳ mật thiết việc xây dựng công ty con ở nước ngoài cũng do hoắc khải chủ động giúp đỡ để đề phòng hoắc khải dở trò gì đó thông qua quan hệ với hoắc giai minh hoắc trạch minh ra lệnh nghiêm cấm hoắc giai minh liên lạc với hoắc khải thậm chí còn sắp xếp người bên cạnh giám sát cậu ta 24 mươi trên bảy bây giờ hoắc giai minh trông có vẻ hết sức bận rộn thực ra cũng bị ép buộc bất đắc dĩ thôi khác nào ngồi tù đâu hoắc giai minh Lâu lắm rồi tôi cũng không liên lạc với cậu ấy nữa, nhưng trước đó cậu ấy từng đưa cho tôi một địa chỉ email, nói rằng có việc gì cứ liên lạc với cậu ấy qua hòm thư này. Đường Trọng Vi hỏi, sao thế, anh không liên lạc được với cậu ấy à? Cách thức liên lạc của cậu ấy thay đổi rồi, nhưng không nói với tôi. Dịp khác cô báo với cậu ấy một tiếng để ăn bữa cơm cùng nhau, Hoắc Khải nói. Được rồi, vậy lát nữa tôi sẽ gửi email cho cậu ấy, đường Trọng Vi đáp, không kiềm nén được mà dặn dò thêm, thế thì anh cũng phải đến nhanh nhanh đấy nhé, đừng bắt tôi đợi mãi, đợi đến khi hoa cũng tàn rồi đây. Nghe được giọng điệu như làm núng của đường trọng vi, Hoắc Khải không khỏi nhớ tới cô nhóc năm xưa lúc nào cũng léo đéo sau lưng mình và gọi anh Khải ơi, anh Khải ơi. Chuyện xưa như con thoi, khiến người ta không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải ngẫm nghĩ rồi ra chợ mua ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó đi tìm cố phi dương. Anh từng hứa với nhạc văn văn, tuần nào cũng tới thăm họ ít nhất một lần tuần này còn chưa kịp đi thời gian này cố phi dương cũng bận rộn mở công ty vũ đạo ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi thậm chí không còn thời gian trông nom nhạc văn văn đường đường thường xuyên nói rằng nhạc văn văn nhớ anh đến phát khóc khi quay về từ trường học cô nhóc này cũng rất đáng thương từ nhỏ đã không được gặp bố nên coi hoác khải như bố của mình vậy cô nhóc cực kỳ mong mỏi ngày nào cũng được gặp hoác khải như đường đường cho dù không cần thứ gì khác, chỉ cần ngày nào cũng được gặp anh, cô nhóc cũng thấy thỏa lòng lòng. Về điểm này, Nhạc Văn Văn nghĩ giống hệt Cố Phi Dương. Yêu cầu của họ rất ít ỏi, chẳng qua chỉ muốn được ở bên cạnh Hoắc Khải thôi. Đón Cố Phi Dương về đây đã lâu như vậy rồi nhưng số lần Hoắc Khải gặp cô ta đếm trên đầu ngón tay, thực sự không phù hợp với lời hẹn ban đầu. Đôi lúc Hoắc Khải cũng cảm thấy mình thật khốn nạn, nếu đã đồng ý với cô ta, tại sao còn một mực từ chối? anh biết rằng bản năng trong tiềm thức của mình đang cố gắng thuyết phục tư tưởng của mình chấp nhận chuyện này, hay nói cách khác, bản năng của anh đang thay bản thân anh tìm một lý do phù hợp để anh tiếp cận cố phi dương. Một mỹ nhân xinh đẹp thế này đặt ngay trước mặt mà không chạm tới thì đúng là đi ngược lại bản năng phồn thực của sinh vật. Nhà của cố phi dương được khóa bằng vân tay, lúc trước hoác khải đến đây cũng cài đặt rồi, thế nên có thể đi thẳng vào nhà. Trong nhà không có ai, hai mẹ con họ, một người đang làm việc, một người đang đi học, đều không có nhà. Nhưng cho dù bận rộn thế nào, ngôi nhà này vẫn luôn duy trì được vẻ ngăn nắp và sạch sẽ, không hề bẩn thỉu lộn xộn. Hoắc Khải không tiến vào những nơi khá riêng tư như phòng ngủ, chỉ mở tủ lạnh ra xem, bên trong chẳng có mấy đồ ăn. Ngày nào Cố Phi Dương cũng bận đến mức chân không chạm đất, lấy đâu ra nhiều thời gian nấu nướng. Đường đường nói rằng phần lớn thời gian nhạc văn văn tự giải quyết bữa tối bằng cách đặt đồ ăn bên ngoài, nhìn chiếc tủ lạnh gần như trống không khoác khải thở dài một tiếng bỏ một phần nguyên liệu nấu ăn vào tủ rồi cầm phần còn lại vào phòng bếp cũng không biết nên tính là vận may của ai khá tốt hôm nay cả cố phi dương lẫn nhạc văn văn đều về nhà rất sớm trong tay nhạc văn văn còn cầm một que kẹo bông gòn cô nhóc tươi cười rạng rỡ cực kỳ vui vẻ khi hai mẹ con mở cửa ra và nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp còn tưởng trộm ghé thăm nhà thế rồi mở cửa và nhìn vào thấy Hoắc Khải đang đứng đó trổ tài, cả hai không khỏi sướng sờ. Sau đó, nhạc văn văn mừng rỡ chạy tới, chú Lý. Sao chú đến đây? Đến nấu cơm cho cháu đấy, Hoắc Khải mỉm cười trả lời. Hi hi, thế cháu mời chú ăn kẹo bông gòn nè, nhạc văn văn vui vẻ dơ cao que kẹo trong tay. Hoắc Khải biết rằng mỗi động thái của trẻ con đều mong mỏi nhận được sự nhìn nhận của người khác, đó là chuyện khiến chúng vui vẻ nhất. Thế nên Hoắc Khải không từ chú ý tốt của nhạc văn văn, anh bứt một nhúng kẹo bông gòn bỏ vào miệng, mỉm cười nói, ngon lắm. Nhạc văn văn cười hi hi thành tiếng, quay đầu hô lên, mẹ ơi, là chú Lý, chú ấy tới nấu ăn cho chúng ta. Thực ra không cần cô nhóc hô hào, cố phi dương cũng nhìn ra được người bên trong là ai. Hoác khải một tay cầm dao, một tay giữ rau củ, động tác nhuần nhuyễn của anh khiến trái tim cô ta đập nhanh hơn nhiều. Trước nay cô ta không biết rằng đàn ông có thể đẹp trai như thế khi nấu nướng. Có lẽ vì cô ta quá yêu người đàn ông này nên giống như người ta hay bảo, trong mắt tình nhân hóa tây thi. Tối nay ăn sườn xào chua ngọt với cá vược hấp tương được không? Còn cả canh trứng nấu mướp hương nữa." Hoắc Khải hỏi. "Được, Cố Phi Dương hoàn hồn, vội vàng gật đầu, sau đó bước tới và hỏi, "Cần em giúp gì không?" "Không cần đâu, em dẫn Văn Văn đi nghỉ ngơi một lát, sắp có cơm rồi." Hoắc Khải đáp. Cố Phi Dương ừm một tiếng rồi kéo Nhạc Văn Văn đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Trong phòng vệ sinh, Nhạc Văn Văn vừa rửa tay vừa nói: "Mẹ ơi, quả nhiên chú Lý không nói dối, đúng là tuần nào chú ấy cũng đến." "Đương nhiên rồi, làm sao chú ấy lừa chúng ta được chứ?" Cố Phi Dương mỉm cười nói. Thấy Hoắc Khải đến, cô ta vui vẻ hơn bất kỳ ai, chẳng qua sẽ không thể hiện rõ ràng như Nhạc Văn Văn thôi. "Thế còn có thể gọi chú ấy là bố Lý không ạ?" À? Nhạc Văn Văn hỏi mặt mũi cố phi dương nhanh chóng đỏ ửng lên không được hả bây giờ vẫn không được cố phi dương bổ sung nhạc văn văn xị mặt nói thế phải đợi đến lúc nào mới được đường đường đồng ý với con rồi bạn ấy bảo được con nói với đường đường hả cố phi dương kinh ngạc hỏi vâng ạ con nói con cũng muốn có một người bố như bạn ấy bạn ấy bảo sẽ chia sẻ với con nhạc văn văn nói gương mặt cố phi dương càng thêm đỏ nếu việc ninh thần biết chuyện này khiến cô ta rất căng thẳng, thậm chí còn hơi sợ hãi, thì để con trẻ biết chuyện này chỉ khiến cô ta xấu hổ. trẻ con rất đơn thuần, không nghĩ ngợi quá nhiều như người lớn. chính vì như thế, đôi lúc sẽ thấy ngượng ngùng trước mặt con trẻ, thậm chí còn ngượng hơn trước mặt người lớn. khẽ cắn môi, cố phi dương đỏ mặt nói, tóm lại bây giờ vẫn chưa được, vẫn phải qua một thời gian nữa. thế thì phải qua bao nhiêu lâu nữa ạ? À? có phải đợi khi chú lý ngủ lại nhà chúng ta không? nhạc văn văn hỏi. mặt mũi cố phi dương đỏ như mông khỉ. con nói linh tinh gì thế? đường đường nói thế đấy ạ. À. bạn ấy bảo bố mẹ phải ngủ chung với nhau mới là bố mẹ được. nhạc văn văn nói. trẻ con hiểu biết khá mông lung, hiểu biết của chúng với rất nhiều chuyện chỉ ở riêng bề mặt. nhưng bề mặt, đâu hẳn đã là chân tướng chứ? cố phi dương thực sự không biết nên giải thích với cô nhóc chuyện này thế nào chỉ đành gắng ngượng cảm giác ngại ngùng trong lòng rửa tay xong thì chuẩn bị ăn cơm đi có chuyện gì sau này nói tiếp lại là sau này nói tiếp lần nào mẹ cũng nói thế ghét thật nhạc văn văn đáp lại với vẻ không vui sau khi rời khỏi phòng vệ sinh sắc hồng trên mặt cố phi dương cũng không giảm bớt đi bao nhiêu nhất là khi nhìn thấy hoắc khải bưng đồ ăn ra khỏi phòng bếp cô ta càng xấu hổ hơn Mấy câu nói mà Nhạc Văn Văn nói với cô trong phòng vệ sinh khiến trái tim Cố Phi Dương đập nhanh hơn không biết bao nhiêu, nhất là khi nhớ tới định nghĩa về bố mẹ của cô nhóc, cô ta cảm thấy hoảng hốt, đồng thời cũng loáng thoáng cảm thấy chờ mong. Hoắc Khải nhìn vẻ bất thường trên gương mặt cô ta, không nén được câu hỏi, sao mặt em đỏ thế? Cố Phi Dương bị hỏi vậy mà không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng liếc nhìn anh rồi cúi đầu xuống. Chương 559, về muộn một chút. Lúc ăn cơm, Hoắc Khải khách sáo gấp sau cho hai mẹ con Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn, một lớn một nhỏ ăn uống rất vui vẻ. Cố Phi Dương thỉnh thoảng cũng đỏ mặt gấp cho Hoắc Khải một miếng thức ăn, nhìn anh ăn, lòng cô ta cũng thấy rất ngọt ngào. Tuy rằng tính đến thời điểm hiện tại hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng trong mắt Cố Phi Dương, bầu không khí này rất giống người một nhà thực thụ. Chắc hẳn Nhạc Văn Văn cũng nghĩ như vậy, thế nên cô nhóc cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn ăn thêm một bát cơm ăn cơm xong hoác khải chủ động thu dọn bát đúa cố phi dương đâu thể để anh làm việc nhà vội vàng tới giúp đỡ để anh làm là được rồi em cứ nghỉ ngơi đi hoác khải nói anh đã nấu cơm rồi đương nhiên phải để em rửa bát cố phi dương giành lấy cô ta túm hoác khải lôi ra ngoài hoác khải muốn đẩy cô ra ngoài qua qua lại lại có lẽ vì sàn nhà trong bếp có dính nước hoặc vì cố phi dương bước không vững nên hô ẩm lên một tiếng rồi ngã vào lòng hoác khải Hoắc Khải cũng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy cô ta, trùng hợp làm sao, đúng lúc này, nhạc văn văn chạy tới cửa phòng bếp. Vốn cô nhóc định gọi Hoắc Khải xem TV cùng mình, thế rồi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bịt mắt lại, ý. Xấu hổ ghê, mặt mũi cố phi dương càng thêm đỏ, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hoắc Khải rồi đứng thẳng người dậy, đang định ngẩng đầu lên thì Hoắc Khải cũng cúi đầu xuống. Kết quả, cứ như thế, đôi môi của hai người vô tình chạm vào nhau vì nguyên nhân tranh lệch chiều cao đôi môi mềm mại dính sát vào nhau khiến hai người sững sờ, không tách khỏi nhau ngay lập tức. Hoác Khải vẫn có khả năng kiềm chế rất tốt nên không nhân cơ hội này mà, chấm mút, gì đó, nhưng khi anh định ngẩng đầu lên thì không biết cố phi dương lấy đâu ra dũng cảm, cô ta ôm chặt cổ ta, nhiệt tình đáp trả nụ hôn. Cô ta nóng bỏng như vậy đúng là một dịp buông thả, thể hiện phong tình khác hẳn với trước kia. Cho dù không có tình cảm sâu sắc với cố phi dương như với ninh thần, nhưng bầu không khí này và bản năng của cơ thể thúc giục Hoắc Khải hồi đáp và tôn trọng cô ta một cách đúng đắn. Tận một phút sau, hai người mới tách nhau ra. Đôi môi của cố phi dương rất đỏ, mặt và tai còn đỏ hơn, màu ửng đỏ này thậm chí còn lan xuống cổ. Có lẽ từ đầu đến chân cô ta không có chỗ nào không đỏ. Nhưng cô ta vẫn ôm chặt lấy Hoắc Khải, vùi mặt vào lòng anh, dùng cách này để che giấu sự ngượng ngùng của chính mình. Hoắc Khải không biết nên nói thế nào mới tốt, càng không biết nên bế cô ta ra ngoài hay nên yêu cầu cô ta buông ra. Đúng lúc này, cố Phi Dương đột nhiên thì thầm nói, hay là Tối nay anh đừng đi. Câu nói này như thuốc độc vậy, khiến người ta không thể nào dễ dụa. Hoác Khải vẫn chưa kịp nghĩ xem nên từ chối thế nào, cố Phi Dương đã nói, em cũng có thể ngủ cùng văn văn. Câu nói này hiển nhiên là dấu đầu hở đuôi, càng kiếm cứ càng lộ liễu. Nếu cô đã muốn ngủ cùng con gái thì còn muốn Hoắc Khải ở lại làm gì? Thế nên cô ta nói như vậy cũng chỉ vì muốn Hoắc Khải yên tâm khi ở lại, cũng cho bản thân cô ta một lý do chính đáng để níu giữ người đàn ông này. Hoắc Khải biết rất rõ, người phụ nữ như Cố Phi Dương mà phải võ vào một mình trong khuê phòng là chuyện khó chịu đến mức nào. Dục vọng sinh lý của nhân loại không nên bị đè nén, cũng không nên bị kỳ thị. Không có thứ dục vọng này thì con người không thể sinh sôi đây chẳng phải chuyện gì mất thể diện. Nếu bản thân anh đã chọn chấp nhận cô ta, vậy thì một số chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu như trần trừ mãi không làm, ngược lại, còn là một loại vô trách nhiệm. Giống như hoàng đế thời cổ đại chiêu dụ bao nhiêu phi tần nhưng bắt người ta phải sống trong lãnh cung, suốt đời không biết tư vị làm phụ nữ là thế nào. Hành vi này, không cần nghi ngờ gì, chính là một thứ tàn khốc và mất nhân tính. Hoác Khải không phải hoàng đế, nhưng anh cũng không muốn mắc phải sai lầm này mình cũng đâu phải thần thánh nếu đã là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hà tất phải kéo dài lâu đến thế chẳng qua lòng anh vô thức nhớ tới ninh thần nghĩ rằng không biết phản ứng của cô sẽ thế nào ninh thần chắc hẳn không mong anh ở lại đây nhưng đối với cố phi dương như thế là không công bằng ngẫm nghĩ trong chốc lát hoác khải nói anh nên báo với ninh thần một tiếng cơ thể cố phi dương thoáng khựng lại sau đó khách hàng gật đầu anh gọi đi cứ như thế hai người ôm nhau đứng trong phòng bếp hoác khải lấy điện thoại ra gọi cho ninh thần lúc này ninh thần vẫn còn ở công ty vừa giải quyết xong công việc cần làm khi nhận được điện thoại của hoác khải cô hỏi sao thế hoác khải duy trì sự im lặng trong vài giây có lẽ cũng chỉ vì hồi im lặng này khiến ninh thần ý thức được điều gì đó cô cũng không truy hỏi chỉ lặng lẽ chờ đợi qua một lúc Hoác Khải mới thở dài, cô nhóc văn văn quấn chân không để anh đi, có lẽ phải muộn mới về được. Lòng bàn tay đang cầm điện thoại của Ninh Thần lập tức siết chặt lại, cô cắn môi, cảm thấy tim mình hơi khó chịu. Tuy rằng Hoác Khải nói rằng nhạc văn văn quấn chân không để anh đi, nhưng Ninh Thần có dự cảm rằng sự việc không đơn giản như thế. Chồng cô nói rằng anh trở về rất muộn, có lẽ sẽ phát sinh việc gì đó mà mình không nghĩ tới. Nhưng chính miệng cô đồng ý cố phi dương, Cô và Hoắc Khải đều biết rằng một số sự việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tối nay không làm thì ngày mai cũng sẽ làm, không thể nào duy trì mối quan hệ kỳ quặc này cả đời được. Sau khi hít sâu một hơi, Ninh Thần cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh nhất có thể, "Được, vậy anh chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô ấy, nếu thực sự muộn quá." Do so dự trong chốc lát, Ninh Thần thở dài, "Nếu thực sự muộn quá thì sáng mai hắn về." Nghe được câu nói này của cô, Học khải không hề thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn thấy áy náy. Bất kể thế nào thì suy cho cùng hành vi của anh vẫn là không đúng với xã hội này. Cho dù Ninh Thần đồng ý rồi, không đồng nghĩa với việc anh có thể làm gì tùy thích. Nếu không suy xét tới cảm nhận của vợ mình, như thế còn gọi là tình yêu không? Anh, em hiểu rồi, yên tâm đi, em không phải dạng người nhỏ mọn. Cô cố là một người phụ nữ rất tuyệt, nếu đổi lại là em em cũng sẽ rung động, ninh thần bật ra tiếng cười trong điện thoại, và lại, là cô nhóc nhạc văn văn giữ anh ở lại, em không thể nào so đo với con trẻ được, đúng không? Thế thì cứ như vậy đi, nếu không còn chuyện gì khác thì em cúp máy trước đây, công việc bên này vẫn chưa xong. Hoác Khải biết lúc nào có nói thêm điều gì cũng trở nên óng ẹo lắm điều, anh chỉ nói anh biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, ninh thần bỏ điện thoại xuống, thở dài một tiếng. Ngày này cuối cùng cũng đến, điều này khiến nội tâm cô cực kỳ mâu thuẫn không biết nên đau khổ hay nên thế nào nữa trước bàn làm việc giản tư tư đứng ở đấy tuy rằng không nghe được nội dung trong điện thoại nhưng cô nhìn ra được vẻ khác thường của ninh thần bèn hỏi tổng giám đốc ninh xảy ra chuyện gì thế cô cố là ai một người bạn thôi ninh thần không giải thích quá nhiều với cô ấy dù quan hệ với giản tư tư tốt đến mức nào thì suy cho cùng không phải người một nhà làm sao có thể kể những chuyện riêng tư với cô ấy được? Ừm, um, thế bây giờ chị về nhà ạ?" À? Giản Tư Tư hỏi. "Về?" Ninh Thần nói được một nửa thì dừng lại, sau đó hỏi, "Tối nay không có việc gì chứ?" "Không có việc gì ạ, à, sao thế chị?" Giản Tư Tư hỏi. "Tìm một chỗ nào đó chị em mình ăn cơm đi." Ninh Thần nói. Thực ra cô muốn nói rằng tìm nơi nào đó uống cùng nhau chén rượu. Ninh Thần không biết uống rượu có thể giải sầu được không nhưng bây giờ cô rất muốn tìm nơi nào đó để ăn vài muốn, uống chén rượu, hoặc làm việc gì khác. Bất kể làm gì cũng được, tốt hơn việc đầu óc cứ mãi nghĩ tới chuyện của Hoác Khải và Cố Phi Dương. Cô cần ngay một số việc để thu hút sự chú ý của mình. Giản tư tư biết tâm trạng ninh thần không vui lắm, bèn nói, được, vậy để em lái xe đưa chị đi, có một nhà hàng cũng khá ổn đấy. Ở bên khác, Hoác Khải bỏ điện thoại vào túi áo, nói với Cố Phi Dương, không thể qua đêm ở đây, đã hứa với cô ấy sẽ quay về rồi. Có lẽ vì sợ cố phi dương nghĩ ngợi nhiều nên Hoác Khải bổ sung thêm một câu, nhưng có thể về muộn hơn một chút. Có lẽ đây không phải đáp án mà cố phi dương mong muốn nhất, nhưng chắc chắn tốt hơn cách họ chung sống trước kia nhiều. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, gật đầu, được. Cố phi dương không tranh giành chuyện rửa bát với Hoác Khải nữa, mà vào phòng khách gọi nhạc văn văn làm bài tập, sau đó xem tivi cùng cô nhóc. Đến khoảng 9 rưỡi tối, cô nhóc tắm rửa rồi đi ngủ. Đợi khi dỗ con gái chìm vào giấc ngủ đã là 10 giờ rồi. Lúc này, Hoác Khải đang ngồi trên sofa, không biết suy nghĩ chuyện gì. Cố Phi Dương đỏ mặt bước tới, nói em đi tắm trước đây, anh muốn tắm không? mươi 560, ở bên nhau. Hoác Khải ngẩn người, không rõ ý của cô ta là tắm cùng nhau hay thế nào, bèn lắc đầu nói em tắm trước đi, anh chờ ở đây. Cố Phi Dương, vâng, rồi vào phòng lấy khăn tắm, chuẩn bị đi tắm. Bình thường, cô ta tắm nhanh nhất cũng mất gần một tiếng, nhưng hôm nay chỉ chưa đến 40 phút là đã xong, coi như phá kỷ lục. Cố Phi Dương mặc một bộ ngủ mỏng manh, nói với Hoác Khải đang ngồi trên sofa, em tắm xong rồi, anh vào tắm đi, đồ để thay em cũng lấy cho anh rồi. Mặc dù Hoác Khải chưa từng vào đây ở, nhưng Cố Phi Dương đã chuẩn bị cho anh hai bộ ngủ từ lâu. Lúc Hoác Khải quay lại thì nhìn thấy Cố Phi Dương đi vào phòng. Anh xem đồng hồ treo tường, đã gần 11 giờ rồi. Nếu còn kéo dài nữa thì trời sẽ sáng mất. Chuyện đã đến nước này rồi thì có gì mà phải nghĩ nữa, Hoác Khải dứt khoát đi vào tắm rửa sạch sẽ. Anh mặc bộ ngủ mới mà Cố Phi Dương mua cho, đứng trước cửa phòng. Cửa không khóa, gần như là đang mở ở đó, nhưng đèn trong phòng đã tắt. Có thể lờ mờ nhìn thấy Cố Phi Dương đang nằm trên giường. Hoắc Khải do dự vài giây rồi mới đi vào phòng, cũng khóa cửa lại. Hai bọn họ không tính là tiểu biệt, tạm xa nhau, lại càng không phải tân hôn. Mãi cho đến nửa đêm, hai người mới ôm nhau nằm trên giường. Cố Phi Dương nằm dựa lên vài Hoắc Khải, dùng tay xoa ngực Hoắc Khải, anh về bây giờ chứ? Hay là chờ thêm lúc nữa? Chờ em ngủ anh sẽ về, Hoắc Khải nói. Động tác tay của Cố Phi Dương ngừng lại, đáp thật ra anh không cần nghĩ cho em như vậy đâu. Người thật sự buồn phải là cô Ninh kia. Em không sao đâu, mà hôm nay em vui lắm, vui hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng có một người đàn ông thật sự thuộc về em. Nghe những lời nói tràn đầy tình cảm của cố Phi Dương, hoắc khải thở dài, hôn lên chán cô ta và nói, thật ra, có những lúc anh thấy rất có lỗi với em. Vì anh không thể đối xử với em như với Ninh Thần được. Có những việc không thể công bằng hoàn toàn. Em hiểu, cố Phi Dương đáp, anh và cô Ninh đồng ý chấp nhận em là em đã bất ngờ lắm rồi. Em không mong gì khác, thật đó, giờ anh về đi, em ổn mà. Em đừng cứng đầu nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, em ngủ rồi tính, Hoác Khải trả lời. Cảm nhận được sự ấm áp của Hoác Khải, cố Phi Dương không nói nhiều nữa mà ngoan ngoãn nằm lên ngực anh nhắm mắt ngủ. Khoảng một tiếng sau, cố Phi Dương dần dần thở đều, chắc là đã ngủ say. Hoắc Khải nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người Cố Phi Dương rồi khẽ khàng đứng dậy, mặc quần áo. Lúc ra khỏi phòng, Hoắc Khải còn quay lại nhìn Cố Phi Dương, giúp cô ta đắp chăn rồi mới rời đi. Khi cửa đóng lại, Cố Phi Dương cũng mở mắt. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy cảm xúc của cô ta hết, nhưng cô ta biết mình đang nở nụ cười rất tươi. Cô ta hôm nay rất thỏa mãn, về cả thể chất lẫn tinh thần. Hai rưỡi sáng, Hoắc Khải về đến nhà điều khiến anh bất ngờ là giản tư tư cũng đang ở đây. Thấy Hoác Khải giờ này mới về, cô ấy khó hiểu hỏi, sếp, sao giờ anh mới về? Thế sao cô lại ở đây, Hoác Khải ngơ ngác. Tổng giám đốc ninh say, tôi đưa chị ấy về. Chị ấy còn nôn mấy lượt nữa, nên tôi có dám về đâu, giản tư tư đáp. Lúc ăn cơm, ninh thần một mình uống hết nửa chai rượu vang. Một người chưa từng uống rượu như cô ấy đã say bí tỉ rồi. Cũng may giản tư tư tử lượng khá, mà cũng chưa uống bao nhiêu, nên mới có thể đưa Ninh Thần về nhà an toàn và chăm sóc cho Ninh Thần lâu như vậy. Hoắc Khải sướng sờ, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Lúc anh và Cố Phi Dương đang triền miên với nhau thì Ninh Thần lại đau đớn hơn bao giờ hết. Sự rộng lượng của cô chỉ là vẻ bề ngoài, sâu trong tâm trí, Ninh Thần sao có thể chấp nhận chuyện này? Đây là một điều hết sức bình thường, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều không muốn chia sẻ chồng của mình cho người khác. Cô về trước đi. Để tôi chăm sóc cho cô ấy, Hoắc Khải nói, vất vả cho cô quá. Tôi thì không sao, nhưng tổng giám đốc Ninh có vẻ không vui lắm đâu, hai người cãi nhau hả?" À, giản Tư Tư hỏi. "Không, có lẽ là có chút chuyện chưa giải quyết xong thôi," Hoắc Khải trả lời cho có. Giản Tư Tư cũng không phải mới quen anh ngày một ngày hai, đương nhiên là biết thừa Hoắc Khải không nói thật. Nhưng cô ấy không định hỏi nhiều, huống hồ đã muộn thế này, một mình cô ấy ở lại cũng không ổn có cần tôi tiến cô không? Hoắc Khải hỏi. Thôi, tài xế vẫn đang chờ tôi mà, là nữ, không sao đâu, giản tư tư đáp. Hoắc Khải đưa cô ấy ra cửa nhà, thì nhìn thấy có một người phụ nữ mặc đồng phục tài xế đang đứng cạnh con xe Porsche Panamera mà giản tư tư mới mua. Vậy cô đi cẩn thận, có gì thì gọi tôi nhé, Hoắc Khải nói. Giản tư tư đáp lời rồi vẫy tay với anh, anh chăm sóc tổng giám đốc ninh đi, tôi đi đây, bye bye. Bye bye, Hoắc Khải đưa mắt nhìn cô ấy rời đi. Cơn gió khét thổi qua khiến mùi hương của hai người thổi về phía nhau. Hoắc Khải ngửi được một mùi rượu nhạt và cả mùi nước hoa nhẹ nhàng. Còn giản tư tư thì ngửi được một mùi hương không nên xuất hiện trên người Hoắc Khải. Đó là mùi hương của một người phụ nữ nào đó, nhưng chắc chắn không phải của ninh thần hay là bất kỳ ai cô ấy quen. Điều này khiến giản tư tư bất giác liên hệ đến cuộc điện thoại mà ninh thần gọi trước khi uống rượu, cô cố. Ninh Thần nói đó là một người bạn, nhưng Giản Tư Tư không thể không nghi ngờ, người bạn này có mối quan hệ gì đó với sếp mình. Gần 3 giờ sáng mới về nhà, sếp ra ngoài làm gì mà muộn thế? Tổng giám đốc Ninh đang yên đang lành sao lại đi uống rượu? Ninh Thần chưa bao giờ như vậy cả. Những câu hỏi này làm Giản Tư Tư nghĩ đến một loại khả năng. Khi khả năng này xẹt qua đầu cô ấy, Giản Tư Tư bất chợt im lặng, cũng cảm thấy kinh ngạc. Không lẽ sếp ngoại tình? nhưng nếu thật sự là như vậy tổng giám đốc ninh cũng biết thì sao lại nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế người phụ nữ dù có yếu đuối thế nào thì cũng không nên phản ứng như vậy chứ giản tư tư không hiểu ninh thần bị làm sao cũng không tiện hỏi rõ hoác khải chỉ đành quay về với sự nghi ngờ trong lòng hoác khải cảm giác được giản tư tư đã hoài nghi điều gì nhưng cô ấy không hỏi thì anh cũng sẽ không nói dĩ nhiên cho dù có hỏi thì anh cũng chưa chắc đã nói sau khi đóng cửa, Hoắc Khải về phòng, trong phòng toàn mùi rượu và mùi bãi nôn. Giản tư tư dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng mùi này rất khó mà tan đi được. Chắc là cô ấy đã xịt nước hoa vào, trong phòng vẫn còn mùi, gớm nghiếc không chịu được. Nhìn ninh thần đang nằm trên giường, Hoắc Khải thở dài, đi qua ngồi cạnh cô. Anh không người hôm nhẹ lên chán ninh thần rồi nói, vợ, anh về rồi. Vì đang say mềm nên ninh thần dường như chẳng nhận ra người bên cạnh là ai cô bất giác nắm lấy tay Hoắc Khải, áp mặt mình vào tay anh rồi cọ sát, lẩm bẩm như mèo kêu, chồng. Anh có biết em không muốn mất anh cỡ nào không? Giọng của cô rất nhẹ, lại tỏa ra sự yếu ớt đến lạ. Trước giờ Ninh Thần vẫn luôn tự ti, cảm giác mình không xứng với một người giỏi như Hoắc Khải. Cô liều mạnh học tập, làm việc, cố gắng làm tốt bất cứ chuyện nào Hoắc Khải giao cho. Cô chỉ mong có thể dùng sự cống hiến của mình để bù đắp lại khoảng cách giữa hai bên, nhưng bất luận thế nào thì cô vẫn luôn cảm thấy khoảng cách này ngày càng lớn, dường như cô vĩnh viễn cũng không đuổi kịp được anh. Chỉ có mình cô mới hiểu được sự đau đớn này, người khác sao có thể biết và đồng cảm được. Nhìn khuôn mặt rõ ràng là đã khóc rất nhiều của ninh thần, hoắc khải xấu hổ đến cực điểm. Anh nằm sang bên cạnh ninh thần, sờ nhẹ tóc cô và nói, anh cũng không muốn rời đi, càng không muốn xa em. Trên đời này, chỉ có em và đường đường mới là người anh yêu nhất cũng không biết ninh thần có nghe được không mà đôi mày đang trao của cô đã dần dần giãn ra rất nhiều. Hoác Khải xoa mái tóc của cô, cứ thế mà nằm cạnh trông cô ngủ. chương 561, câu hỏi. Sáng sớm hôm sau, lúc ninh thần tỉnh lại thì thấy Hoác Khải đang nằm bên cạnh. Việc này khiến ninh thần rất kinh ngạc, cô cứ tưởng rằng chồng mình sẽ không về, nhưng nhìn dáng vẻ này có lẽ là đã về từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, anh không nằm trên giường mà lại nằm bò ở bên cạnh. Cô bất giác cảm thấy hơi đau lòng, những sự tức giận hôm qua bỗng chốc tiêu tan đi rất nhiều. Cảm giác đau đầu vì say rượu khiến Ninh Thần vô tình kêu ra tiếng lúc đứng dậy, làm Hoắc Khải tỉnh lại luôn. Anh mở mắt ra thì thấy Ninh Thần đang nhìn mình với vẻ thương xót, bèn cười nói, "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Ninh Thần nhìn anh, hỏi, "Sao anh không nằm trên giường?" "Anh sợ đánh thức em." Hoắc Khải nói bất kể là hoác khải nói thế để nịnh cô hay là lời thật lòng thì ninh thần cũng thấy khá cảm động điều cố phi dương muốn là ở bên cạnh hoác khải cho dù là không danh không phận mà điều ninh thần muốn cũng không nhiều là hoác khải thật lòng yêu cô còn những chuyện mà ninh thần từng sợ sẽ mất đi thì bây giờ cô đột nhiên cảm thấy tranh giành cũng chẳng có ý nghĩa gì thứ cô có được đã nhiều hơn người khác lắm rồi có biết bao nhiêu cô gái muốn như cô mà còn không được cô còn tham lam gì nữa chứ anh về lúc nào vậy?" Ninh Thần hỏi. "Chắc khoảng 2, 3 giờ sáng." Hoắc Khải đáp. "Vậy còn cô Cố, cô ấy không trách anh sao?" Ninh Thần lại hỏi. "Không trách." Hoắc Khải lắc đầu đáp. Ninh Thần lại thở dài nói, "Anh không nên về đâu, dù gì cũng phải ở cạnh cô ấy một đêm chứ." Hoắc Khải không đáp lời, vì anh không biết Ninh Thần đang có ý gì. Là nói bản thân cô đang rất để ý, hay là nghĩ cho Cố Phi Dương thật? nhưng dù thế nào thì cứ coi như chưa nghe thấy cái chủ đề này thì hơn sự im lặng của anh làm ninh thần hiểu được chồng mình đang né tránh cô bèn nói anh yên tâm thật ra em đã nghĩ thông rồi có những chuyện bắt buộc phải xảy ra mà em không thể ngăn cản nổi hơn nữa em cũng không muốn ngăn cản em không có tư cách độc chiếm một người đàn ông giỏi như anh như vậy là không công bằng với những cô gái khác mặc dù em cũng sẽ ghen không thích chia sẻ anh với người khác nhưng cũng phải tùy người Cô cố một thân một mình nuôi con, lại từng cùng anh vượt qua hoạn nạn, nếu em còn tính toán với cô ấy. Đây không phải tính toán, mà là hành động bình thường. Nếu em thật sự không đếm xỉa gì đến anh thì mới làm anh đau lòng hơn, Hoắc Khải cười nói, thật ra anh rất thích em ghen, vì như vậy anh mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu của em cho anh. Còn Cố Phi Dương thì em cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Và cách anh chung sống với Cố Phi Dương và cách sống của cô ta đều không giống với em. Hơn nữa anh cũng không đối xử với cô ta giống như cách anh đối xử với em đâu em là vợ của anh không một ai có thể thay thế em cả ninh thần nhìn anh một lúc sau cô ôm anh nói nhỏ vì anh dù có phải chết em cũng không sợ cho nên em hiểu rõ hơn ai hết vì sao cô cố lại nguyện chết vì anh cô ấy và em đều giống nhau có hai người phụ nữ vì hoác khải mà chết một là cố phi dương hai là phan tư mễ kết quả của bọn họ khác nhau hoàn toàn cho dù phan tư mễ suýt chết vì nhảy lâu nhưng cuối cùng cô ta cũng không có được sự công nhận của hoác khải mà lại càng không được ninh thần thoải mái chấp nhận vì tình cảm của phan tư mễ với hoác khải không phải là thật cô ta chỉ muốn thỏa mãn mục đích của mình vì nguyên nhân tâm lý mà thôi mà cố phi dương lại khác cô ta đơn giản là yêu hoác khải để khiến hoác khải thoát khỏi rắc rối cô ta chọn cái chết một người vì để giảm bớt gánh nặng mà chết còn một người chết vì muốn thêm gánh nặng rõ ràng là phải đối xử khác nhau rồi. Hoác Khải vẫn không đáp lời, mặc dù anh đã biết được ninh thần thật sự không quan tâm chuyện này. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tự do làm những việc đó. Vẫn là câu nói đó, cảm thụ cá nhân của ninh thần phải được đưa lên hàng đầu. Hai người cứ ôm nhau như vậy vài phút rồi mới rời giường. Lúc làm vệ sinh cá nhân, bọn họ nhìn nhau, không khí càng tốt hơn. Nghe giản tư tư nói tối qua em uống nhiều lắm hả, Hoắc Khải hỏi. Anh gặp cô ấy hả? Hay là cô ấy tìm anh?" Ninh Thần bĩu môi, nói "Con bé này, sao cứ phải phô với anh thế nhỉ? Cô ấy không nói thì anh vẫn ngửi được căn phòng đầy mùi rượu này đấy." Hoắc Khải thở dài, sớm biết em đau lòng như vậy thì anh đã chẳng ở lại rồi. "Ôi trời, đã bảo là vì tối qua em chưa nghĩ thông, mà cảm xúc của con người cũng phải được bộc phát qua một phương thức hợp lý chứ. Không lẽ anh mong em một khóc hai nháo ba thắt cổ thì mới được hả?" Ninh Thần nói đương nhiên là Hoắc Khải không mong thế rồi, Ninh Thần có thể dùng rượu để giải tỏa khúc mắc trong lòng có lẽ là kết quả tốt nhất. Nếu không thì Hoắc Khải thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Mặc dù anh giỏi về tâm lý học nhưng khúc mắc tâm lý thì còn khó chữa hơn cả bệnh thường. Tác dụng của bác sĩ tâm lý là cho bạn một cảm giác thoải mái, thả lòng, cho bạn cơ hội để giải tỏa cảm xúc. Đại đa số bệnh nhân đều là tự chữa mà khỏi. À, cái chuyện mấy hôm trước anh nói đó, giờ sao rồi, ninh thần hỏi cũng coi như một phương thức chuyển chủ đề hợp lý hoác khải biết cô hỏi về chuyện gì bèn đáp tiến triển cũng được nhưng còn rất lâu nữa mới có thể hoàn thành em có thể giúp gì cho anh không ninh thần lại hỏi em không giúp được gì nhiều đâu chuyện này phức tạp lắm cũng rất đặc thù em chỉ cần cứ vận hành công ty như cũ là giúp đỡ lớn nhất với anh rồi hoác khải đáp ninh thần vâng một tiếng tỏ vẻ hơi thất vọng việc cô mong muốn nhất chính là có thể giúp đỡ được chồng mình nhưng hiện giờ năng lực của cô có hạn vẫn chưa thể đạt được như kỳ vọng thấy sự buồn bã của ninh thần hoác khải nói em đừng nghĩ nhiều chuyện này không chỉ có mình em không giúp được anh đâu mà kể cả là đường quốc diệu chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế đường thị cũng không giúp được trên đời này có rất nhiều người nhưng chỉ có một vài người có thể giúp được anh thôi chủ yếu là không thể dựa vào người khác để giải quyết chuyện này được mà anh cũng không thể nói hết với em trong một hai câu nói được. Sau này có cơ hội anh sẽ kể rõ ràng cho em. Ninh thần gật đầu, cô biết anh đang an ủi mình, nhưng cô vẫn vừa tò mò vừa nghi ngờ, lại vẫn biết điều mà không hỏi tiếp. Chồng cô không phải kiểu hay bô bô lắm lời, nếu anh nói chuyện này rất phức tạp thì nó đúng là như vậy. Nếu cứ cố chấp giúp đỡ thì sẽ thành phá hoại thôi. Hai người lại nói một lúc rồi ăn uống, đi làm. Hoác Khải lại đến công ty, làm một việc mà khiến tất cả đều nghi ngờ cùng bất an, đó là gặp từng nhân viên quản lý cấp cao một. Chủ đề nói chuyện cũng rất đơn giản, ý kiến về việc bán công ty của anh chị là gì? Thoải mái nói, bất kể tốt hay xấu. Hầu như tất cả đều phản đối việc này, chỉ có hai người nói rằng, bán đi cũng không phải là không thể. Hoác Khải và Ninh Thần chỉ mới hơn 30 tuổi, còn trẻ như vậy mà có tài sản hơn chục tỷ, đã là siêu hơn 99,99% ,99 số người trên thế giới này rồi. Người giàu hơn được họ chắc chưa đến con số hàng ngàn. Trong số mấy trăm triệu người mà chỉ có từng đó người giàu hơn bạn, bạn còn muốn gì nữa? Mấy chục tỷ là con số tiêu cả đời cũng không hết. Cho dù đi gửi tiết kiệm thì một năm tiêu chỉ hết có mấy trăm triệu thôi, có lẽ đây là cuộc sống mà ai cũng hằng mong muốn. Hai người này không khiến Hoác Khải bất ngờ vì họ chính là hai trong số những người ở diện tình nghi đã bị mua chuộc mà Hoác Khải tìm được. Nhưng hai người còn lại thì lại rất thông minh, không nói thật ý kiến của mình ra mà lại đồng tình với số đông. Lần gặp mặt này, mục đích của Hoác Khải rất đơn giản, chính là xác nhận lần thứ hai qua việc gặp mặt đơn độc. Với kiến thức về tâm lý của anh, không khó để đoán ra việc người đó nói thật hay nói dối. Bao nhiêu người trong công ty như vậy, sẽ không chỉ có mấy người nói dối đâu, ít cũng phải 7-8 người. Điều này chứng tỏ rằng, đám nhân viên quản lý cấp cao này không hề cứng rắn như những gì người ngoài nhìn thấy. Chương 562, 100 tỷ. Vẫn còn có rất nhiều người sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân, không thành tâm nỗ lực phát triển công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nếu họ có ý tưởng như vậy thì cũng không có nghĩa là họ sai, cũng không thể nói rằng họ là những người dễ bị chiêu dụ hay phản bội. Tại sao mọi người lại đến đây làm việc? chẳng phải là để kiếm tiền hay sao? Bây giờ có cơ hội kiếm tiền, tại sao lại không nắm lấy chứ? Từ góc độ này mà nói thì họ không hề sai. Chỉ có điều những người có ý tưởng như vậy thì sau này sẽ có nguy cơ cao trở thành những gián điệp bị các thế lực bên ngoài cài cắm vào đây. Hoắc Khải đã viết ra tất cả các ứng viên có nguy cơ cao trong tương lai mà anh nghĩ tới, kể từ giờ phút này, số phận của những người đó sẽ không còn được kết nối với hy vọng mới. Tương lai của họ trong công ty này đã kết thúc. Hoắc Khải sẽ không đuổi họ đi ngay lập tức, nhưng đến khi thế lực ngầm được giải quyết xong thì sẽ không ai trong số những người đó được ở lại. Người cuối cùng mà anh gặp hôm nay là Giản Tư Tư. Vừa bước vào văn phòng, Giản Tư Tư đã nóng lòng hỏi, "Ông chủ, anh thật sự muốn bán công ty sao?" Cô ấy đã hỏi câu hỏi tương tự một lần vào ngày hôm qua, nhưng Hoắc Khải đã không đưa ra câu trả lời chính xác cho cô ấy. Hôm qua đã không cho biết câu trả lời, nên tất nhiên hôm nay cũng sẽ như vậy anh chỉ cười nói cô đừng căng thẳng chẳng phải tôi đang hỏi ý kiến của mọi người sao sao vậy cô cũng cho rằng tôi sẽ bán công ty đi à nếu là bình thường tôi chắc chắn không nghĩ rằng anh sẽ bán công ty anh có năng lực và tham vọng nếu không thì định giá cổ phiếu của chúng ta đã không cao như vậy nhưng hôm nay tôi đã nhận được một email người trong email nói với tôi rằng họ là người sẽ có được hy vọng mới họ muốn tuyển tôi làm tổng giám đốc công ty họ nói rằng chắc chắn công ty sẽ bị thâu tóm, nếu tôi đồng ý ngay thì họ có thể cho tôi mức lương hàng năm trên 10 triệu, công với một số cổ phần lớn. Và để làm cho tôi tin tưởng, bây giờ họ có thể ứng trước cho tôi lương trong 2 năm. Chính email tuyển dụng đặc biệt này đã khiến cho giản tư tư hoảng sợ, cô ấy cảm thấy hoắc khải hẳn là đang rất muốn bán công ty đi. Nếu không thì tại sao cô ấy lại bị chiêu dụ, hơn nữa còn được hứa hẹn về việc sở hữu cổ phần. Cho dù hôm nay Hoắc Khải không gọi cô ấy, khi Giản Tư Tư cũng sẽ chủ động đến tìm anh. Hoắc Khải không ngạc nhiên về việc Giản Tư Tư bị chiêu dụ, bởi vì chính anh đã bảo người ta làm điều đó. Có vẻ như thế lực ngầm đang rất khẩn trương, đã bắt đầu hành động sớm như vậy. Thành thật mà nói, những điều kiện mà bọn chúng đưa ra cho Giản Tư Tư cũng không đặc biệt hấp dẫn. Xét trên tiềm lực của công ty Hy vọng mới, trả lương cho vị trí tổng giám đốc 10 triệu mỗi năm hoàn toàn không phải là một con số quá cao, nếu có tăng gấp 3 gấp 4 lần con số đó thì có khi còn chưa xứng đáng. Lý do tại sao bọn chúng không đưa ra mức giá cao hơn là vì bọn chúng muốn thăm dò Giản Tư Tư trước. Nếu Giản Tư Tư bị dao động dù chỉ là một chút thì bọn chúng có thể giữ nguyên mức giá này, hoặc nâng lên thêm một chút để hạ gục cô ấy hoàn toàn. Dù gì thì bọn chúng cũng đang để mắt đến công ty, nên sẽ không khó để đoán ra Giản Tư Tư đang nghĩ gì. Nhưng nếu như Giản Tư Tư từ chối một cách dứt khoát và không đồng ý tiếp tục thương lượng, thì bọn chúng đương nhiên sẽ tăng giá cho đến khi chiêu dụ cô ấy thành công. Hoắc Khải nhìn Giản Tư Tư và hỏi, "Vậy cô đã trả lời như thế nào?" "Đương nhiên là tôi bảo bọn họ biến đi rồi." Giản Tư Tư bất giác đáp lời, sau đó mới phản ứng lại, khó chịu nói, "Điều tôi muốn nói không phải là chuyện này, mà là chuyện tại sao anh lại muốn bán công ty?" Tuy rằng số tiền 10 tỷ nghe có vẻ nhiều, nhưng so với tiềm năng của công ty thì nó chẳng là cái gì cả. Nếu anh nghĩ rằng bây giờ công ty đang kiếm được ít tiền hơn trước, thì tôi cũng có thể làm thêm giờ cùng với những người khác và bắt đầu tiến hành một vài dự án hoặc hoạt động có lợi nhuận hơn. Đừng vội vàng lo lắng, không phải tôi vừa mới nói sao, tôi chỉ đang nói chuyện phiếm vài câu, sao lại nghiêm túc như vậy chứ?" Hoắc Khải nói. Giản Tư Tư tức đến mức sắp khóc, ngay cả cổ phần cũng muốn giao ra rồi, vậy mà vẫn còn nói là chỉ đang nói chuyện phiếm. Anh đang muốn lừa ai vậy? Bây giờ cả công ty đều biết rằng anh đang dò hỏi về vấn đề bán công ty, tất cả mọi người đều đang hoảng sợ và cảm thấy rằng có thể anh đã thật sự muốn bán công ty đi. Một người nói thì còn có thể xem đó là tin giả, nhưng tất cả mọi người đều nói thì đó chính là sự thật rồi. Cô vẫn còn quá non nớt, mặc dù bình thường làm mọi việc một cách bình tĩnh, nhưng khi gặp những trường hợp khẩn cấp thì cô liền cảm thấy bối rối. Cô cần phải cố gắng rèn luyện hơn nữa. Nhân tiện gần đây Ninh Hạo Bân thường làm việc chung với cô phải không? Giờ cậu ta thế nào? Hoắc Khải hỏi. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến anh ta, giản tư tư tức giận nói, tôi chỉ muốn biết, ông chủ, anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, rốt cuộc là anh có bán công ty hay là không? Hơn nữa những người đó xem chúng ta là những kẻ ngu ngốc chăng? Công ty của chúng ta chỉ có giá trị 10 tỷ à? Chỉ cần một lời từ ông chủ, dù cho có định giá công ty 100 tỷ thì tôi tin rằng vẫn có người chịu chi ra. Vậy ý của cô là, nếu như có thể bán được với mức giá 100 tỷ thì cũng có thể cân nhắc đúng không? Khoác Khải hỏi. Giản tư tư sướng sờ, sau đó ngay lập tức nói, tôi không có ý đó, tôi chỉ nói họ. Ý tứ của giản tư tư rất đơn giản, chính là muốn nói những người đó không có mắt nhìn mới xem hy vọng mới như một công ty bình thường để mà ép giá. Đây rõ ràng là một sự xúc phạm, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cô ấy sẽ đồng ý bán công ty với giá 100 tỷ. Tiền rất quan trọng đối với giản tư tư, nhưng nó cũng không quan trọng đến mức cần phải bán công ty để thu về tiền mặt. Cô ấy hoàn toàn không vui vẻ gì với chuyện này. Tuy nhiên, giản tư tư còn chưa kịp nói gì thì Hoác Khải đã xua tay nói cô đi ra ngoài trước đi. Ông chủ, tôi, đi ra ngoài trước đi, sau này có thời gian lại nói chuyện sau, Hoác Khải tiếp tục xua tay, giọng điệu nghiêm túc hơn trước. Giản tư tư thấy anh không muốn nói về chuyện đó nữa, nên cô ấy không thể làm gì khác hơn là vác vẻ mặt đưa đám đi ra ngoài. Ngay sau khi rời khỏi văn phòng, cô ấy liền bị một vài người đồng nghiệp cấp trung và cấp cao vây quanh hỏi, xếp giản, ông chủ đã nói gì? Có thật sự muốn bán công ty không? Tôi hình như nghe được cô nói là cần 100 tỷ hả? Giản tư tư chừng mắt nhìn họ và nói, ai cho phép các người nghe trộm cuộc nói chuyện của sếp? các người không biết như vậy là vi phạm quy chế làm việc à. Chúng tôi không muốn nghe trộm, nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh của mọi người trong công ty, ai mà chịu cho được chứ, có người bức xúc nói. Đúng đó, nếu như không phải do ông chủ muốn bán công ty đi thì chúng tôi cũng không lười biếng ở đây mà đã sớm ai làm việc nấy rồi. Giản tư tư tức giận nói, đúng vậy, ông chủ đang định bán công ty với giá 100 tỷ, các người đã hài lòng chưa? Đi làm việc hết đi, nếu các người không có việc gì làm thì tôi sẽ cho nghỉ phép hết thấy giản tư tư tức giận như vậy nên mọi người cũng không dám hỏi thêm đành phải từ bỏ nói thế nào đi chẳng nữa giản tư tư là phó tổng giám đốc của công ty hơn nữa còn là bạn tâm giao của ninh thần và hoác khải địa vị của cô ấy ở trong công ty vẫn rất cao ngay cả khi có vài người khác cũng vào công ty cùng đợt với cô ấy ngay cả giám đốc chi nhánh lúc này cũng phải có mấy phần nể nang khi nói chuyện với cô ấy ngay sau đó, một tin tức đã lan truyền khắp công ty. Ông chủ không bán công ty với giá 10 tỷ, mà là 100 tỷ. Khi tin tức được lan truyền, rất nhiều người đã bất ngờ và chết lặng. 100 tỷ. Đây là một con số mà họ thậm chí còn không thể nghĩ tới, trong lịch sử các thương vụ thâu tóm trên thế giới, con số này chắc chắn nằm trong top đầu của bảng xếp hạng. Có ai thật sự sẵn sàng chi nhiều tiền như vậy cho hy vọng mới không? Tuy nhiên khi mọi người nghĩ lại thì thấy khả năng này cũng không lớn lắm. Vì dù sao thì trước mắt công ty hy vọng mới chỉ được định giá hơn 30 tỷ một chút, nên chỉ những nhà đầu tư mạo hiểm điên rồ lắm mới đi thu mua với niềm tin rằng mức định giá có thể lên tới hơn trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, những nhà đầu tư mạo hiểm vẫn luôn là như vậy, dù sao tiền mà họ dùng để đầu tư cũng không phải của bản thân họ, bất quá có thất bại thì cũng chỉ bị mắng cho một trận thôi, không mất đi miếng thịt nào. Nhưng nếu thành công, thì họ có thể khoe khoang cả đời. Do đó, định giá của họ đối với công ty chỉ có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo, không đáng tin cậy. Khi tin tức được lan truyền, mọi người trong công ty mỗi khi đang làm việc gì đó cũng đều sẽ luôn bất giác bàn luận đôi câu. Mặc dù rất nhiều người lo lắng về nơi họ sẽ đi sau khi công ty bị người khác mua lại, nhưng không có nhiều người sẵn sàng chủ động rời khỏi hy vọng mới trước, lý do là vì họ đã rút được một bài học từ tình huống khó khăn của công ty trước đó. Chỉ một số ít người trong số họ đã bị chiêu dụ bởi các công ty môi giới việc làm, nhưng hầu hết những người khác đã chọn cách bám vào công việc hiện tại của mình. Hiện tại đây chỉ là một tin tức chưa được xác nhận. Chưa nói đến việc ông chủ chưa bao giờ công khai thừa nhận rằng mình muốn bán công ty, nhưng nếu ông chủ thật sự thừa nhận điều đó thì sao chứ? Chỉ cần một ngày công ty còn chưa bị thu mua thì chắc chắn tình hình sẽ vẫn còn nhiều biến động bất ngờ. Bên cạnh đó, tiềm năng của hy vọng mới lớn đến mức dù có thâu tóm được thì chỉ những nhà quản lý cấp trung và cấp cao mới phải lo lắng. Những nhân viên bình thường về cơ bản sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Cho nên bọn họ không có việc gì phải buồn lo vô cớ, cứ tiếp tục làm việc mà mình nên làm là được rồi. Chương 563: Thay đổi. Thời gian này trôi qua thật nhanh, tình hình của Hắc Khải mấy ngày nay vẫn rất tốt. Cứ 2-3 ngày là anh lại đến chỗ của Cố Phi Dương một lần. Vì mối quan hệ của họ đã được chấp nhận, nên mối quan hệ đó cũng đã phát triển hết sức nhanh chóng. Buổi sáng khi Hoác Khải đến đó lần thứ hai, vừa mở cửa liền nhìn thấy nhạc văn văn đang đứng chờ, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, liền kêu to chào buổi sáng, bố lý. Cách xương hô này khiến cho Hoác Khải có chút giật mình. Tuy rằng đã trải qua hai kiếp người, thân phận cũng không bình thường, nhưng việc bị một đứa trẻ gọi lớn như vậy cũng làm cho anh ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Cố Phi Dương bước ra cửa, đôi má ửng đỏ, cảm giác quá hạnh phúc và hồi hộp. Cô ta cũng giống như nhạc văn văn, từ rất lâu trước đây, cô ta đã mong chờ đến một ngày cô bé có thể sử dụng cách xưng hô này. Và bây giờ, mục tiêu cuối cùng cũng đã đạt được. Mẹ, con bỏ chữ lý đi và gọi là bố thôi được không? Nhạc văn văn đột một hỏi. Cố Phi Dương không trả lời mà nhìn về phía Hoắc Khải, việc xưng hô như thế nào tuy rằng không gây thương tổn gì, nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vì vậy, cô ta không thể đưa ra quyết định cô ta vẫn phải xem hoác khải sẽ nghĩ gì hoác khải im lặng trong hai giây sau đó đi về phía của nhạc văn văn ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé rồi nói đương nhiên có thể rồi con gái của bố lúc này mắt của cố phi dương đỏ hoe cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một sự thay đổi chức danh lại có thể khiến cho cô ta cảm động đến như vậy đặc biệt là khi hoác khải gọi nhạc văn văn là con gái của bố bốn chữ này đã khiến cho cô ta cảm thấy rằng mình sống trên đời đã không còn gì phải hối hận. Nhạc văn văn hạnh phúc ôm trầm lấy anh hoan hô, hay quá. Con cũng đã có bố rồi. Đối với mẹ con cố phi dương mà nói, ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất đối với họ trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi trở về, Hoác Khải cũng đã nói chuyện với Ninh Thần về điều đó. Sau khi Ninh Thần nghe được chuyện này, trong lòng cô cũng có chút không thoải mái. Sưng hô sao cũng được, nhưng tài sản không thể chia cho bọn họ, đây là điểm mấu chốt Ninh Thần nói. Giống như Hoắc Khải, cô không hề có tư tưởng gia trưởng, nhưng đối với tài sản của gia đình thì khác. Đây là do gia đình tôi khổ cực lắm mới tự kiếm được, không thể tiêu xài hoang phí, phải để lại cho con cháu. Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn đều là người ngoài, đối với bọn họ cũng có thể chi ra một ít, nhưng muốn thừa kế thì tuyệt đối không được. Tất nhiên Ninh thần không hề muốn những người khác cạnh tranh với đường đường về vấn đề tài sản của gia đình trong tương lai, cũng như cô sẽ không cạnh tranh với cố phi dương. Vũ đoàn do cố phi dương điều hành hiện đang có lãi, được nhiều công ty để mắt đến nhằm muốn thúc đẩy mối quan hệ với hy vọng mới, vì vậy số lượng học viên đến ghi danh rất nhiều, tốc độ tăng trưởng cũng nhanh hơn nhiều so với chi nhánh ở các thành phố khác. Một số công ty đầu tư mạo hiểm đã chú ý đến vũ đoàn duy nhất trong hệ thống VR của hy vọng mới được định giá khoảng 100 triệu, một số người thậm chí đã tiếp cận cố phi dương để thương lượng về việc mua lại. Có thể thấy trong tương lai, vũ đoàn của cố phi dương chắc chắn sẽ phát triển với quy mô lớn. Dù không được như hy vọng mới, nhưng muốn kiếm được số tiền lên đến 90 con số trong vòng một năm cũng không phải là một giấc mơ quá xa vời. Đó là tài sản riêng của cố phi dương, ninh thần cũng không có ý nghĩ muốn lấy nó, cho dù cố phi dương chủ động đưa nó cho cô thì cô cũng sẽ không nhận ngoại trừ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống thì hiện tại mọi người dường như đã tiêu hóa được tin tức thất thiệt nội bộ vào hai ngày trước của công ty nói rằng hoác khải muốn bán công ty cho người khác họ đều đã chuẩn bị tâm lý cho tương lai không còn hoảng sợ như lần đầu tiên nghe được tin này nữa ngay cả giản tư tư bây giờ cũng vậy vì không có cách nào dò hỏi được suy nghĩ thật của hoác khải nên cũng không thèm hỏi thêm nữa dù sao thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ đồng ý bán công ty nhưng cùng lúc đó Giản Tư Tư cũng đã nói chuyện với Ninh Thần về mùi lạ trên người Hoắc Khải từ hai ngày trước. "Em đừng suy nghĩ nhiều, anh ấy chỉ ra ngoài giao thiệp, giữa hai người bọn chị không có mâu thuẫn gì. Việc chị uống rượu hôm đó hoàn toàn là vì áp lực công việc mà thôi." Ninh Thần giải thích. "Thật sao?" Giản Tư Tư nghi ngờ hỏi, cô ấy luôn cảm thấy hai vợ chồng này dường như có điều gì đó muốn giấu giếm người khác, nhưng cô ấy không biết điều đó là gì. Về việc cô cố là ai, Giản tư tư đã nghĩ đến cố phi dương, nhưng cô ấy không thể chắc chắn, mà ninh thần cũng không thừa nhận, chỉ nói rằng đó là một người bạn cũ. Vài ngày sau, Hoác Khải đã gửi email cho người đàn ông của thế lực ngầm, chủ động hỏi về vấn đề chiêu dụ giản tư tư đã diễn ra như thế nào. Thật ra thì Hoác Khải biết rõ về tình hình của giản tư tư, vì mỗi khi có người muốn chiêu dụ cô ấy, giản tư tư đều sẽ chủ động báo cáo. Lần này công ty môi giới việc làm thật sự hoạt động rất mạnh, chỉ mới mấy ngày trước mà thù lao đã tăng hơn gấp đôi. Ngoài tiền lương hàng năm gần 30 triệu, còn có thể nắm số cổ phần trị giá khoảng 50 triệu, cộng lại đã lên đến gần 100 triệu. Đổi thành bất kỳ người nào ở trong tình cảnh này thì cũng sẽ cảm thấy dao động. Giản tư tư có dao động hay không thì không biết, nhưng cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu đối với công ty này. Bởi vì phần thưởng của bên kia càng cao, thì điều đó càng chứng minh quyết tâm thâu tóm được công ty hy vọng mới từ bọn chúng. Vì vậy, mỗi khi Giản Tư Tư nhận được email, cô ấy sẽ chuyển thẳng nó đến hộp thư của Hoắc Khải và Ninh Thần. Một mặt cô ấy muốn thể hiện rõ thái độ, mặt khác cũng chứng tỏ cô ấy là người không bị cám dỗ và có thể tin tưởng 100%. Suy nghĩ của cô gái này vẫn rất sâu sắc, cô ấy dường như đang làm mọi thứ ở trên bề nổi, nhưng thực tế khi chúng ta suy ngẫm đến tận cùng thì sẽ thấy, suy nghĩ của cô ấy còn thâm sâu nhiều hơn vẻ bề ngoài. Vì những email này Ninh Thần đã có chút bất an khi thảo luận với Hoắc Khải về việc muốn tăng lương cho Giản Tư Tư. Mặc dù hiện tại Giản Tư Tư đã có mức lương hàng năm đạt đến vài triệu, đây không phải là một con số quá nhỏ, nhưng so với con số 30 triệu mà bên kia hứa hẹn thì quả thật là thua xa. Trong trường hợp cô ấy thật sự bị dao động thì chẳng phải Ninh Thần sẽ mất đi một cánh tay phải đắc lực hay sao? Có rất ít người trong công ty làm việc được giống như Giản Tư Tư mọi việc giao cho cô ấy đều được thực hiện nhanh chóng và đúng quy trình ninh thần vốn đang rất thoải mái với sự trợ giúp của giản tư tư cho nên đương nhiên cô không muốn nghĩ đến việc thay thế người khác vào vị trí đó về vấn đề này hoác khải cho rằng cô có thể tăng lương hay không tăng lương cho cô ấy đều được chỉ cần ninh thần thấy tốt thì cô có thể làm bất cứ điều gì sau khi email được gửi đến hộp thư của người đàn ông đó anh nhanh chóng nhận được hồi âm mọi chuyện thuận lợi đang chờ tin vui khóe miệng hoác khải khẽ cong lên. Qua email này, anh có thể nhận định một điều, đó chính là người trong thế lực ngầm chỉ báo tin tốt chứ không báo tin xấu. Nhưng điều này cũng phù hợp với mục đích của anh. Chỉ cần bên kia có thể kiên nhẫn thì dù có phải chờ đợi bao lâu Hoác Khải cũng sẵn lòng. Bởi vì việc anh yêu cầu người bên kia chiêu dụ giản tư tư cũng chỉ là để trì hoãn thời gian. Anh biết rằng giản tư tư không phải là loại người có thể dễ dàng bị chiêu dụ, mà càng khó chiêu dụ thì thời gian trì hoãn sẽ càng lâu. Cho dù cuối cùng giản tư tư có bị chiêu dụ thành công thì cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể kéo thời gian cho đến khi mọi bố trí của Hoắc Khải hoàn toàn hoàn tất, thì thế lực ngầm kia mới có thể bị nhổ bỏ tận gốc. Một khi thế lực ngầm này đã bị nhổ bỏ, thì chuyện ai bị chiêu dụ, ai không bị chiêu dụ cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Vì người bên kia đã bảo anh hãy đợi tin tốt, nên Hoắc Khải cũng không nhiều lời thêm. Sau khi nói chuyện với Ninh Thần và Cố Phi Dương, anh đã đi một chuyến đến quốc tế đường thị quốc tế đường thị hiện đã có rất nhiều hạng mục hợp tác với hy vọng mới. Bản thân quốc tế đường thị đã là một loại hình doanh nghiệp siêu lớn với phạm vi kinh doanh rất rộng và hoạt động kinh doanh chính của họ tập trung ở nước ngoài, chính điều này đã khiến cho Hoác Khải cảm thấy vui nhất. Bởi vì các công ty nằm trong thế lực ngầm chỉ chiếm một tỷ lệ lớn trong nước và không có nhiều ở nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là khó kiểm soát nguồn vốn, cho dù có muốn kiểm soát thì đây cũng không phải chuyện mà ai cũng có thể kiểm soát được tăng cường hợp tác kinh doanh ở nước ngoài có lợi cho việc giảm khả năng hy vọng mới bị tấn công, hơn nữa nếu như cuộc đối đầu thất bại thì Hoắc Khải cũng có đường rút lui. Lần này đến quốc tế đường thị, anh muốn quốc tế đường thị sử dụng ảnh hưởng ở nước ngoài của bọn họ để tổ chức một hội nghị công khai quy mô lớn. Chuyện này chủ yếu là để thúc đẩy ngành công nghiệp VR. Ngoài ra, hy vọng mới hiện cũng đang chuẩn bị thành lập một chi nhánh mới. Ngành kinh doanh duy nhất của chi nhánh này là làm trò chơi. Mục tiêu cuối cùng của ngành VR là xây dựng một thế giới mới, và thế giới này sẽ thu hút vô số người bước vào. Mặc dù theo cao thủ vô danh thì thế giới ảo sẽ gần giống với thế giới thật, nhưng suy cho cùng thì điều có cũng không có khả năng cao. Thực tế dù cho công nghệ này có tiên tiến đến đâu, thì đối với hầu hết mọi người cũng chỉ giống như đang chơi một trò chơi mà thôi. Do đó, một trong những bước phát triển ngành công nghiệp VR tiếp theo của Hoác Khải chính là tạo ra các trò chơi liên quan phải cho những người bước vào thế giới ảo biết họ nên làm gì. Tất nhiên, đối với một ngành công nghiệp lớn như vậy thì không thể chỉ phát triển một dự án. Tiếp theo sẽ có thêm những dự án khác nhau, và Hoác Khải đã hình thành sẵn một đường hướng phát triển trong đầu. Nhưng theo tình hình hiện tại, muốn thực hiện hết thì cần số kinh phí quá lớn. chương 564, Mục tiêu mới Hơn nữa, khi thế giới ảo VR chưa hoàn thiện mà đã mở thêm quá nhiều hạng mục thì sẽ gây phân tán lực lượng, cũng tương tự với hành động ép cây lớn nhanh một cách không cần thiết khi cội rễ của nó vẫn chưa cắm sâu xuống đất vậy. Mục đích của buổi họp báo công khai là để quảng bá cho công ty trò chơi sắp được thành lập, trước tiên phải thu hút sự chú ý của những người khác. Ngoài ra, vẫn còn có một số vấn đề hợp tác nhỏ cũng cần được thảo luận với Đường Quốc Diệu. Gặp gỡ Đường Trọng Vi cũng là một mục đích trong đó. Đường Quốc Diệu bày tỏ sự chào đón nồng nhiệt đối với sự xuất hiện của Hắc Khải thậm chí còn đến đón anh tại sân bay. Mặc dù tầm cỡ hiện tại của hy vọng mới không thể so sánh với quốc tế đường thị, một doanh nghiệp siêu lớn với khối tài sản hàng trăm tỷ. Tổng giá trị tài sản hiện tại của hy vọng mới còn chưa tới 20 tỷ, nhưng tiềm lực tương lai của công ty quá lớn và hệ thống liên minh VR mà Hoác Khải xây dựng thực sự quá tuyệt vời. Không ai dám đánh giá thấp anh, kể cả đường quốc diệu. Những doanh nhân thuộc thế hệ cũ như đường quốc diệu hiểu rất rõ một điều, trong xã hội hiện đại, ngay cả một công ty bắt đầu từ con số không thì cũng sẽ chẳng cần mất đến 100 năm để phát triển đến quy mô như công ty của ông ấy. Có thể chỉ cần từ 10 đến 20 năm nữa là họ đã có thể bắt kịp sự phát triển của công ty ông ấy rồi. Điều này còn đặc biệt đúng đối với một ngành siêu tiềm năng như ngành VR. Toàn thế giới hiện đang hướng về việc nghiên cứu công nghệ thực tế ảo VR, đây chính là lối thoát lớn nhất trong tương lai, người nào nắm được thì người đó có thể bay cao hơn người khác hy vọng mới bây giờ chỉ đang phát triển công nghệ này ở những bước đầu tiên đợi đến khi công nghệ này chính thức được đưa vào sử dụng thì nó sẽ trở thành bom tấn điều khiến cho hắc khải ngạc nhiên mừng rỡ là khi anh và đường quốc diệu còn chưa ra khỏi sân bay thì cầu ngôn tài đã bất ngờ gọi điện thông báo cho anh một việc vô cùng quan trọng việc đó chính là cao thủ vô danh đã sửa đổi chương trình và tạo ra được một công thức lập trình hoàn toàn mới công nghệ cụ thể có phần phức tạp Nói một cách đơn giản hơn thì có nghĩa là cao thủ vô danh đã xây dựng nên được bộ khung của thế giới ảo, còn việc lấp đầy các chi tiết, anh ta cảm thấy tốn quá nhiều thời gian và sức lực. Nếu chỉ có anh ta tự làm, hay thậm chí làm cùng với toàn bộ đội ngũ kỹ thuật thì có lẽ cũng khó để có thể hoàn thành mục tiêu trong vòng 30 đến 50 năm tới. Dẫu sao thì mục tiêu của họ là làm cho thế giới ảo giống với thế giới thực. Mã của các chương trình liên quan thì nhiều như cát trên sa mạc, nhiều đến mức khiến ra đầu tê dại. Vì vậy, sau khi cao thủ vô danh cân nhắc, anh ta đã thiết lập nên một chương trình mới. Bất cứ ai bước vào thế giới ảo đều có thể tự mình xây dựng mọi thứ như trong thế giới thực. Vai trò của cao thủ vô danh và đội ngũ kỹ thuật bí mật là duy trì các quy tắc vật lý của thế giới ảo và cố gắng giữ cho các vật thể thực tế do người khác tạo ra nằm trong sự ràng buộc của các quy tắc trong thế giới thực. Với những ràng buộc như vậy, thì cho dù muốn làm gì cũng không thể làm một cách quá đáng cao thủ vô danh hy vọng có thể sử dụng phương pháp này để đạt được mục tiêu phổ biến công nghệ VR đến tất cả mọi người. Mọi người đều có thể xây dựng nên một thế giới mà bọn họ muốn, khi hàng tỷ người trên khắp thế giới cùng nhau xây dựng nên thế giới đó, thì con đường đưa thế giới thực vào bên trong thế giới ảo sẽ không còn xa nữa. Ý tưởng này cũng không thể nói là quá mới lạ, trong một trò chơi cách đây mấy năm cũng đã có những lập trình viên tiến hành làm những việc tương tự chỉ là sự mở rộng và phát triển hiện thực được thể hiện trong trò chơi đó quá thiếu chân thật, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trong khuôn khổ được xây dựng bởi cao thủ vô danh thì có rất nhiều điều mà người tham gia phát triển có thể làm được. Ví dụ, nếu như người tham gia phát triển là sinh viên kiến trúc, họ có thể bắt đầu xây dựng các tòa nhà cao tầng trong thế giới ảo cùng với một nhóm người thân thiết khác. Tòa nhà này có thể được xây dựng không? Nó sẽ trông như thế nào sau khi được xây dựng? và sau khi xây dựng nó có thể đứng vững hay không. Tất cả cũng sẽ căn cứ vào quy tắc thực tế mà tạo ra hiệu quả tương ứng. Hơn nữa sau khi xây xong thì họ còn có thể tham gia mua bán thành phẩm của mình. Nói chung, những điều có thể thực hiện được trong thế giới thực thì đều có thể thực hiện được ở đây. Những gì mà người tham gia phải làm là chuyển mọi thứ mà họ thấy trong thực tế sang thế giới ảo. Nghe thì có vẻ khó tin, vì suy cho cùng không phải ai cũng biết lập trình làm sao tất cả mọi người có thể làm được những việc như thế này nhưng đừng quên bản thân ngành công nghiệp VR là một hướng đi rất thông minh và thế giới ảo này còn được truy cập thông qua sóng não bằng cách đọc sóng não của mọi người thông qua một hệ thống ai thông minh nó có thể tiến hành làm theo những gì mọi người đang nghĩ trong đầu khi chúng ta tưởng tượng rằng có một cái bánh quy đang xuất hiện trước mặt hệ thống sẽ ngay lập tức tạo được ra cái bánh quy mà chúng ta đã tưởng tượng trong đầu nếu tưởng tượng rằng có một viên gạch trong tay thì cũng tương tự như vậy. Hệ thống AI thông minh sẽ thay thế hệ thống lập trình truyền thống. Những gì chúng ta nghĩ sẽ là những gì mà chúng ta nhận được, chỉ đơn giản vậy thôi. Vấn đề duy nhất bây giờ là làm thế nào để kết nối sóng não với thế giới VR. Theo cổ ngôn tài thì trong đội ngũ kỹ thuật của họ có rất nhiều người xuất sắc và đã đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực này. Nhưng chỉ dựa vào những người này thôi là chưa đủ cần phải có thêm nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác tham gia. Chẳng hạn, sự giúp sức của các bác sĩ chuyên môn ở khoa ngoại thần kinh là không thể thiếu, vì suy cho cùng, việc tiếp cận sóng não có ảnh hưởng đến sức khỏe con người hay không vẫn đang gây tranh cãi rộng khắp trên thế giới. Nếu không có sự tham gia của các chuyên gia này thì không thể đánh giá chính xác rủi ro của dự án. Một khi có lỗi ảnh hưởng đến sức khỏe xảy ra thì nó sẽ giáng một đòn mạnh vào tương lai của công ty trước khi sự an toàn được đảm bảo ngay cả khi thế giới VR đã hoàn chỉnh thì cũng không được chính thức tải lên mạng lưới những gì cổ ngôn tài đã làm trong suốt những năm qua chỉ là công việc kinh doanh anh ta hầu như không tham gia vào lĩnh vực y tế do đó cổ ngôn tài hy vọng rằng hoác khải có thể giúp đỡ tìm được một vài chuyên gia trong lĩnh vực này càng sớm càng tốt tốt nhất là người biết cả kỹ năng y tế và lập trình những người như vậy nghe thì có vẻ hiếm nhưng thực tế cũng không khó tìm Rốt cuộc, một bác sĩ có thể được công nhận bởi cổ ngôn tài thì ít nhất cũng phải thuộc hàng tiến sĩ hay giáo sư. Một người có trình độ học vấn như thế, việc người đó có thể lập trình được cũng không phải là một điều lạ lùng hay khó hiểu. Chỉ là số người thành thạo cả hai phương diện này không có nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm, và tôi sẽ cho anh biết nếu tôi tìm thấy, Hoác Khải nói. Sau khi cúp điện thoại, Hoác Khải nhìn đường quốc diệu hỏi, tôi nhớ quốc tế đường thị đã đầu tư vào mấy bệnh viện phải không? Đúng vậy, chúng tôi có ba bệnh viện tư nhân, những bệnh viện này rất nổi tiếng. Sao vậy, cậu Lý có bạn muốn đi khám bệnh à? Hay là cậu đang quan tâm đến việc đầu tư vào bệnh viện, Đường Quốc Diệu hỏi. Bệnh viện tư nhân không hiếm ở nước ngoài, nhưng ở trong nước vẫn khá ít và không được người khác tin tưởng. Tôi có ý định đầu tư vào một cái, nhưng chúng tôi không đầu tư vào người khác mà muốn tự mình làm. Có quá ít nhân tài trong lĩnh vực này nên tôi muốn hỏi liệu chủ tịch Đường có thể giúp tìm một số nhân tài hay không, Hoắc Khải nói. Việc này không khó, chúng tôi đang có liên hệ với một số cơ sở y tế chuyên nghiệp lớn và các trường y nổi tiếng. Cậu muốn chuyên gia như thế nào? Hãy đưa cho tôi danh sách yêu cầu, tôi sẽ bảo người trong công ty đi hỏi, Đường Quốc Diệu nói. Vậy thì cảm ơn chủ tịch Đường, Hoắc Khải lễ phép nói. Đường Quốc Diệu bật cười nói, sao lại khách sáo như thế? chưa nói đến quan hệ đối tác giữa hai công ty chúng ta, chỉ nói về quan hệ cá nhân giữa cậu và Vi thì tôi cũng đã nên giúp đỡ rồi. Trong công việc thì tôi là anh lớn của cậu, trong cuộc sống thì tôi cũng như là chú của cậu, cậu khách sáo với tôi làm cái gì? Hoác Khải mỉm cười, anh biết rằng đường quốc diệu đang cố tình tạo nên mối quan hệ thân thiết hơn. Mấy lời như vậy, nghe một chút rồi thôi, không có ai sẽ quá tin là thật. Trên thương trường thì không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng như không có bạn bè vĩnh viễn. Bây giờ quốc tế đường thị đang hợp tác với hy vọng mới cho nên đường quốc diệu mới ăn nói lịch sự, nhưng một khi giữa hai bên xảy ra xung đột lợi ích, ông ấy sẽ không bao giờ mềm lòng chỉ vì giữa Hoắc Khải và đường trọng vi có quan hệ cá nhân. Làm chủ tịch của một công ty có quy mô lớn như vậy, nếu như là một kẻ mềm lòng thì chắc chắn sẽ không thể điều hành việc kinh doanh một cách tốt đẹp được. Sau đó, cả hai trở lại công ty bằng ô tô và thảo luận tiếp tục về các khía cạnh hợp tác khác. Cuối cùng, Hoắc Khải đưa cho đường quốc diệu một danh sách theo yêu cầu của cổ ngôn tài, hy vọng có thể giúp tìm được nhân tài mà anh ta cần. Tuy nhiên, Hoắc Khải cũng không đặt hết hy vọng vào đường quốc diệu. Người ta sẵn sàng giúp đỡ, cũng chỉ có thể giúp đỡ một cách thủ tục, kết quả có khiến mình hài lòng hay không thì lại là một chuyện khác. Hoắc Khải không có thói quen đặt tất cả trứng vào trong một cái giỏ, cho nên sau khi nói chuyện với đường quốc diệu thì anh lại tiếp tục đi nói chuyện với nhiều nhân vật lớn khác nhờ họ hỗ trợ có những người này hỗ trợ, anh tin rằng sẽ không khó để có thể tìm được bác sĩ thành thạo cả kỹ năng lập trình mà cổ ngôn tài cần. Bàn chuyện hợp tác từ sáng đến chiều, khi rời khỏi công ty thì trời cũng đã tối. Đường Quốc Diệu nhiệt tình mời Hoắc Khải ghé qua nhà mình, dù sao anh cũng đã tới đây nhiều lần, nên nếu không đến thăm nhà của ông ấy thì quả thật cũng có hơi thất lễ. Chương 565: Đến nhà làm khách. Hoắc Khải đương nhiên sẽ không từ chối lời mời của Đường Quốc Diệu. Kết bạn với người đứng đầu quốc tế đường thị thì cũng không có gì là xấu. Chưa kể đến việc hy vọng mới vẫn chưa đạt được thành quả như mong đợi, cho dù công ty của anh có đạt đến quy mô ngàn tỷ thì quốc tế đường thị vẫn là một đối tác có trình độ cao. Trước khi về nhà, Đường Quốc Diệu đã đặc biệt gọi điện cho Đường Trọng Vi, Đường Trọng Vi rất vui khi biết rằng Hoắc Khải sẽ đến nhà mình. Khi cả hai về đến nhà, bảo mẫu đã đi tới thông báo, hôm nay cô chủ muốn tự mình nấu ăn nên không để cho người khác giúp ông chủ có muốn gọi cô ấy ra ngoài không? Đường Trọng Vi không phải là một cô gái chỉ biết ăn rồi nằm chờ chết, cô ấy thông hiểu piano, cờ vua, thư pháp, hội họa và nấu ăn cũng rất giỏi. Cô ấy còn đặc biệt bị ảnh hưởng bởi Hoắc Khải, vì anh rất thích nấu ăn. Nhưng vì thân phận cao quý của cô ấy, bảo mẫu luôn sợ cô ấy sẽ cắt chúng tay của mình, lỡ có chuyện gì xảy ra với cô chủ cành vàng lá ngọc thì bảo mẫu không thể nào chịu trách nhiệm nổi. Đường Quốc Diệu cười, xua xua tay nói con bé muốn làm thì cứ để cho con bé làm chỉ cần vui vẻ là được cô hãy đi pha một ấm trà đi cô bảo mẫu vâng giả rồi đi lấy bộ ấm trà cùng lúc đó vợ của đường quốc diệu là doãn tuệ tính cũng bước xuống cầu thang nhìn thấy hoác khải đến doãn tuệ tính cũng không có ý chào hỏi nhưng đường quốc diệu đã chủ động gọi bà ta tuệ tính đây là cậu lý cậu lý đây là vợ của tôi doãn tuệ tính bà chủ tịch trông thật trẻ đẹp Tôi không biết nên gọi là chị hay gọi là gì cho phải phép nữa, Hoắc Khải buông lời nịnh nọt đúng lúc. Trên thực tế, anh và Doãn Tuệ Tĩnh không hề xa lạ với nhau, họ thường gặp nhau khi anh còn là cậu chủ của nhà họ Hoắc. Ấn tượng của Doãn Tuệ Tĩnh về Hoắc Khải rất tốt, ngoài ra, giữa hai bên có quan hệ liên hôn nên bà ta đã luôn coi anh như con rể. Để rồi cuối cùng, nhà họ Hoắc hủy bỏ hôn ước, biến Đường thị thành trò cười. Tuy nhiên, Doãn Tuệ Tĩnh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ theo quan điểm của bà ta, trên đời chỉ có một người đàn ông là Hoắc Khải mới có thể xứng đáng với con gái của bà ta. Hoắc Khải sống lại trong thân xác của Lý Phong, lại tiếp xúc với Đường Trọng Vi sau khi nhà họ Hoắc hủy bỏ hôn ước, mà Đường Trọng Vi cũng có cảm tình với Hoắc Khải. Đường Quốc Diệu không hề giấu giếm chuyện này với bà ta, thậm chí còn hỏi ý kiến của bà ta. Đương nhiên, việc hỏi ý kiến chỉ là trong giai đoạn bắt đầu, chứ càng về sau thì Đường Quốc Diệu lại càng thích Hoắc Khải. Nhà họ Hoắc chỉ là có xuất phát điểm cao hơn, nhưng năng lực cá nhân của Lý Phong này cũng đã quá đủ, chỉ cần chăm chỉ thì có lẽ sau này cũng sẽ có thể đạt đến trình độ như vậy, thậm chí còn có thể vượt qua nhà họ Hoắc. Nhưng điều này làm cho Doãn Tuệ Tĩnh cảm thấy không hài lòng, dù thế nào đi nữa thì bà ta cũng hy vọng Đường Trọng Vi có thể trở lại với ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc. Vì vậy, khi tình cảm của Đường Trọng Vi dần chuyển sang một người đàn ông khác đã khiến cho Doãn Tuệ Tĩnh cảm thấy chẳng có gì tốt đẹp. Chính vì vậy, Trước khi nhìn thấy Hoắc Khải, bà ta đã rất bất mãn với người đàn ông mà chồng và con gái mình thường nhắc đến. Dù có năng lực đến đâu thì cũng không được trêu ghẹo con gái của bà ta, hơn nữa người này lại còn là một người đàn ông đã có gia đình. Doãn Tuệ Tĩnh và Đường Quốc Diệu đã tranh cãi nhiều lần về vấn đề này. Đường Quốc Diệu cảm thấy không có nhiều sự khác biệt giữa đàn ông đã kết hôn và chưa kết hôn, đặc biệt là ở cấp độ của bọn họ, nơi lợi ích mới là thứ quan trọng nhất. Vì vậy, chỉ cần con gái thích và có thể mang lại đủ lợi ích cho công ty thì không có gì phải lo lắng cả. Doãn Tuệ tính càng bất mãn hơn khi nghe điều đó, con gái mình xinh đẹp như thế, đâu phải là không thể lấy được chồng. Những người theo đuổi con bé thực sự có thể xếp hàng từ đây đến tận nước ngoài, tại sao nhất định phải tìm đến một người đàn ông đã có gia đình. Khi chuyện này truyền ra ngoài, bà ta còn biết giấu mặt mũi của mình ở đâu? lần này hoác khải đến nhà với tư cách khách được chính đường quốc diệu mời đến và giới thiệu với doãn tuệ tĩnh nhưng bây giờ khi đường quốc diệu gọi bà ta xuống thì doãn tuệ tĩnh chỉ ở một tiếng rất lãnh đạm không có chút nhiệt tình nào đường quốc diệu biết tại sao vợ mình lại có thái độ như vậy nên nói với hoác khải trước tiên hãy ngồi xuống uống trà sau đó chờ xem hôm nay vivi sẽ làm ra món gì ngon con bé rất ít khi vào bếp hôm nay được ăn món do nó nấu cũng là nhờ cậu con gái nấu ăn thì có gì vui lắm à, doãn tuệ tĩnh thờ ơ nói. Đường quốc diệu cười, cũng không quan tâm, xem như là không nghe thấy. Người có thân phận như ông ấy, cho dù đứng ở bờ vực thì nét mặt cũng có thể không chút thay đổi, ông ấy làm sao có thể cảm thấy lúng túng chỉ vì vài câu nói của vợ mình. Chuyện này cũng đúng đối với Hoắc Khải, hơn nữa anh cũng biết rằng thái độ thờ ơ của Doãn Tuệ Tĩnh đối với anh có lẽ là do đường trọng vi có cảm tình với anh. Dựa trên những hiểu biết trước đây về Doãn Tuệ Tĩnh, anh biết bà ta không thích người đàn ông nào khác ngoại trừ ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc. Vì vậy, Hoắc Khải nói, tôi không kịp mang quà khi đến thăm nhà lần này. Tôi sẽ bù vào lần sau vậy. Lần này còn chưa đi mà đã muốn có lần sau. Thật sự không nghĩ bản thân là người ngoài nhỉ, Doãn Tuệ Tĩnh bĩu môi nói. Đường Quốc Diệu có chút bất lực nói, bà bớt nói vài câu được không, xuống bếp giúp Vivi đi, đừng để con bé tự cắt vào tay tôi có nói gì sai à? Nếu không thích nghe thì tôi cũng chẳng thèm nói, doãn tuệ tính hừ một tiếng rồi đi vào bếp. Đường quốc diệu nhìn hoắc khải, nói với vẻ mặt áy náy, tôi thật sự xin lỗi, tính bà ấy là như vậy, cậu đừng để trong lòng nhé. hoắc khải cười nói, tôi nghĩ tính tình này rất tốt. Đạt đến sự sung túc thế này thì cũng không có mấy người có thể thực sự quan tâm đến hạnh phúc của con cái. Chủ tịch đường có một người vợ như vậy, cô đường cũng có một người mẹ như vậy, đúng là sự may mắn cho cả hai người. Hoác Khải nói rất hay, đường quốc diệu rất vui khi nghe điều đó, ông ấy nói đúng vậy. Mặc dù đôi khi bà ấy quá thẳng thắn nên dễ xúc phạm mọi người, nhưng bà ấy thực sự là một người vợ tốt hiếm có trong cuộc sống. Vì vì có mối quan hệ tốt với mẹ hơn tôi rất nhiều. Nếu có bất kỳ mối quan tâm nào, con bé cũng sẽ tâm sự với mẹ. Nhưng tôi cảm thấy chủ tịch đường cũng không phải là không quan tâm nhiều đến con cái, ngược lại ông rất nguyện ý cho con của mình được tự do. Điều này cũng rất khó có được, cô Đường quả thực quá may mắn mới có thể có bố mẹ tốt như vậy, hoắc Khải nói. Đây không phải là lời nịnh nọt, mà chính là lời nói chân thành của anh. Hầu hết con cháu từ các gia đình giàu có không có quyền tự do của họ trong việc lựa chọn vợ chồng, họ muốn lấy ai đều phụ thuộc vào ý kiến của bố mẹ. Nếu bố mẹ cảm thấy cuộc hôn nhân có thể mang lại lợi ích cho công ty thì sẽ đồng ý ngược lại thì họ sẽ cố gắng hết sức để cản trở. Con cháu trong những gia đình giàu có nhìn bề ngoài thì hào nhoáng, không thiếu cơm ăn áo mặc, nhưng thực chất lại rất túng quẫn, còn túng quẫn hơn cả những người bình thường. Đặc biệt là trong đời sống gia đình sau này, sống cả đời với người mình không thích chắc chắn là một cực hình. Vì vậy, tại sao nói người giàu dễ bị sa ngã, khía cạnh này cũng chiếm một phần lớn nguyên nhân. Ai mà không muốn ở bên cạnh người mình thực sự thích? Sau khi thỏa mãn tham vọng của gia đình, thì họ sẽ dễ dàng buông thả bản thân và đi tìm kiếm tình yêu đích thực hơn người khác. Tất nhiên, không phải người giàu nào cũng muốn có tình yêu đích thực, một số lượng lớn coi tình cảm chỉ là chuyện vặt vãnh, điều này cũng khiến nhiều người có ấn tượng xấu về người giàu và cảm thấy họ không đủ chân thành. Hoắc Khải cũng là một trong số những người giàu có, anh trước nay chưa bao giờ tự coi mình là một quý ông, anh đã làm rất nhiều điều mà người bình thường sẽ căm ghét. Nhưng bây giờ khi anh đã được tái sinh thành một con người mới thì anh cũng đã thay đổi luôn suy nghĩ của mình. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì suy nghĩ của Đường Quốc Diệu và Doãn Tuệ Tính cũng như sự quan tâm của họ dành cho Đường Trọng Vi là rất hiếm có ở trong thế giới thượng lưu này, cho nên Hoắc Khải luôn ngưỡng mộ họ. Đối với họ thì con gái chỉ là con gái của họ, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy con gái của mình đi đổi lấy lợi ích. Cho dù vì quốc tế Đường thị đã đủ mạnh để không cần dựa vào hôn nhân vì lợi ích hay vì đường quốc diệu và doãn tuệ tính thật sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, thì đây cũng là điều mà hầu hết mọi người không thể làm được. Cậu Lý nói lời này có phải là có tâm sự trong lòng hay không? Tôi nhớ có người nói rằng bố của cậu là người đứng đầu dòng chính của nhà họ Lý, nhưng đã chết vì một tai nạn đường quốc diệu hỏi. Cái gọi là nghe người ta nói, kỳ thực là do ông ấy đã cử người đi điều tra. Chỉ là ông ấy muốn tìm một lý do tốt hơn để hỏi mà thôi. Hoắc Khải cũng không thắc mắc về nguồn tin của đường quốc diệu đến từ đâu, cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu nói, đúng vậy, cái chết do tai nạn của bố tôi luôn là nỗi đau lớn nhất đối với tôi và gia đình. Cho đến nay, vẫn không ai có thể quên được. Vì vậy, khi tôi nhìn thấy những bậc cha mẹ như vợ chồng chủ tịch đường thì tôi cảm thấy rất xúc động. Điều đó khiến cậu đau lòng, đường quốc diệu thở dài nói, tôi cũng nghe người ta nói ban đầu cậu sống ở nhà họ lý không hề tốt, bị nhiều người nhắm tới. Nhưng bây giờ chắc tốt hơn nhiều rồi, nắm trong tay một công ty như hy vọng mới thì không ai dám làm khó cậu nữa. Chương 566, Doãn Tuệ Tính. Coi như là vậy đi, Hoắc Khải Đáp qua loa, không muốn nói quá nhiều về chuyện của nhà họ Lý. Đường Quốc Diệu mỉm cười nói, "Vậy cậu Lý cảm thấy thế nào về cuộc sống hiện tại? Ví dụ như hôn nhân đi." Ninh Thần vợ cậu tôi cũng gặp rồi, là một cô gái rất đặc biệt. Nghe nói hai vợ chồng cậu rất yêu thương nhau. Ừm. Tôi rất yêu cô ấy, cô ấy cũng rất yêu tôi, cả đời này chúng tôi sẽ không xa nhau." Hoắc Khải đáp. Đường Quốc Diệu, "Ồ, oh, một tiếng, ánh mắt khẽ thay đổi." Nói đến vấn đề này là vì ông ấy muốn thăm dò thái độ về hôn nhân của Hoắc Khải. Nếu Hoắc Khải tỏ ra bất kỳ sự khác lạ nào, Đường Quốc Diệu sẽ giúp Đường Trọng Vi làm mối. Người đàn ông từng kết hôn thì sao? Chỉ có đàn bà mới để ý tiểu tiết. Với Đường Quốc Diệu Đàn ông từng có vợ mới thật sự là đàn ông trưởng thành, biết nguyên nhân thất bại của một cuộc hôn nhân thì có thể thay đổi phương diện đó mà không đi vào vết xe đổ nữa. Chứ cái loại chưa lấy vợ hay là chưa yêu ai bao giờ thì sao mà biết cách yêu thương phụ nữ. Hơn nữa, người đàn ông mà sở hữu khối tài sản lên đến chục tỷ, chắc phải đến 99,99% ,99 người trên thế giới này không quan tâm người đó có kết hôn hay chưa ấy. Sự bất mãn của doãn tuệ tính được đường quốc diệu cho là gây sự vô cớ là tư tưởng quá cổ hủ. Mà câu trả lời của Hoắc Khải thì cũng như thế. Anh nghe ra được ý thăm dò của Đường Quốc Diệu, cho nên mới trả lời cực kỳ quyết đoán. Hai vợ chồng chúng tôi rất ân ái, không bao giờ rời xa nhau. Dù các người định làm gì thì cũng vô ích. Nghe được đáp án này, Đường Quốc Diệu không khỏi cảm thấy thất vọng. Tại sao tình cảm của họ lại tốt như vậy? Nếu hai người cứ cãi nhau, đánh nhau đi thì có phải là hay không? suy nghĩ này về mặt đạo đức là không nên nhưng phận làm cha như đường quốc diệu thì không nghĩ nhiều đến thế cùng lúc đó doãn tuệ tính nhìn con gái đang bận rộn nấu cơm trong bếp vẻ mặt phức tạp mẹ mẹ đừng đứng đó nữa đến giúp con rửa rau thái hành đi ạ à, đường trọng vi nói con bé này có giúp việc mà không dùng mẹ vừa đến đã bắt vào bếp rồi kiếp trước mẹ nợ con hay gì doãn tuệ tính bĩu môi đi qua vẻ mặt bất mãn nhưng động tác vẫn rất nhanh lẹ ôi trao người khác sao có thể tỉ mỉ bằng mẹ được chỉ có mẹ giúp thì con mới yên tâm được đường trọng vi cười hì hì con chỉ biết định thôi coi mẹ như đồ mốc hay sao doãn tuệ tĩnh nói đâu có đâu nhà mình ai dám coi mẹ là đồ mốc chứ chán sống hay sao đường trọng vi nhìn ra phòng khách hỏi bố nói gì với anh ấy vậy ạ à? đang nói chuyện cưới xin của con đấy định gả con cho cậu ta sao có vui không doãn tuệ tĩnh hỏi mặt đường trọng vi bỗng chốc đỏ bừng lên cô ấy vội vàng hỏi mẹ mình cưới xin gì cơ ạ à? bố nói thật sao mẹ con mơ đi doãn tuệ tính duỗi tay dí vào chán cô ấy nói lý phong này có vợ rồi đầu óc con có vấn đề hay sao mà thích người như thế hả trên đời thiếu gì đàn ông đâu không lẽ ngoài nhà họ hoác ra thì con chỉ tìm được loại này thôi à mẹ nói rõ cho con biết này mẹ vẫn còn ở đây thì con đừng có nghĩ đến chuyện làm gì không danh không phận mẹ không có mặt mũi đâu ơ kìa mẹ mẹ nói đi đâu đấy con có nói con thích anh ấy đâu đường trọng vi ngại ngùng nói miệng thì nói vậy nhưng cảm xúc đã bán đứng cô hoàn toàn doãn tuệ tĩnh là người từng trải nên biết rõ con gái có phải thích thật hay không mà đường trọng vi cũng không coi lời mẹ mình nói là thật từ nhỏ đến lớn doãn tuệ tĩnh quản cô ấy rất nhiều nhưng tất cả chỉ là khẩu xà tâm phật bất luận bà ta có tỏ ra nghiêm khắc cỡ nào thì cuối cùng cũng đều chiều theo ý đường trọng vi còn Đường Quốc Diệu thì lại càng là người bố chiều con gái. Chỉ cần Đường Trọng Vi muốn thì ông ấy nhất định sẽ làm theo, kể cả là hái sao trên trời xuống. Sống trong gia đình như vậy từ nhỏ làm Đường Trọng Vi thật sự như một bông hoa trong lồng kính. Vụ hủy hôn của nhà họ hoác cũng chỉ như cho cô ấy một bài học mà thôi. Đường Trọng Vi đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. À, Lý Phong không thích ăn chua quá đâu ạ. À. Cho nên không cần nấu củ cải chua cay đâu mẹ. Không thích ăn chua sao mà giống thằng khốn nhà họ hoắc kia thế doãn tuệ tĩnh lẩm bẩm nghe thấy bà ta nhắc đến nhà họ hoắc động tác của đường trọng vi bỗng xứng lại cảm xúc cũng lắng xuống rõ ràng là rất đau lòng nhìn dáng vẻ đó của con gái doãn tuệ tĩnh đau lòng không thôi bà ta hối hận vô cùng vội vàng nói trời ạ à, con xem cái miệng của mẹ này mẹ không sao đâu ạ à. có những người có những việc không phải nói quên là quên luôn được dù gì thì con cũng là thanh mai trúc mã của anh ấy, cho dù chỉ là một con chó thì cũng không thể quên nhanh được đâu. Với cả, là do họ mù chứ không phải do con mà, đường trọng vi nói. Nói đúng lắm, nhà họ hoác đều mù hết thì mới bỏ con, cũng chẳng biết họ nghĩ cái quái gì mà chọn con bé nhà họ đinh đấy. Con bé đó bằng con được chắc, tức cười thật, doãn tuệ tính, hư, một tiếng, con xem kết cục của thằng cha đó đi, giờ bị loại ra khỏi vị trí nòng cốt và mất tích rồi kìa tiêu cao thì ngã đau mà, đáng đời nó lắm." Đường Trọng Vi lại thở dài đáp, nói thật, con sợ anh ấy xảy ra chuyện lắm. Mặc dù không thể cùng nhau bạc đầu, nhưng bọn con cũng không thể là kẻ thù chứ. "Con vẫn thích thằng đấy à?" Doãn Tuệ Tĩnh do dự rồi hỏi. "Không ạ, à, con đã không thích anh ấy nữa rồi." Đường Trọng Vi lắc đầu nói. Xảy ra chuyện như vậy, nếu còn thích thì chỉ có ngu thôi. Đường Trọng Vi không ngu ngốc, biết chuyện gì làm được chuyện gì không? cô ấy sẽ không bao giờ giống đám phụ nữ ngu mốc mặt dày đi tìm trai cho dù tên trai đó không coi bản thân ra gì có phải vì cái người tên lý phong kia rất giống thằng đó nên con mới chuyển sang thích cậu ta không con gái nếu thật vậy thì lý phong đó chỉ là một thế thân của hoác khải mà thôi như vậy là không công bằng với hai con con hiểu không doãn tuệ tĩnh lo lắng khuyên nhủ huống hồ cậu ta đã lấy vợ sinh con cho dù cậu ta chịu bỏ vợ để bên con thì cũng sẽ bị người đời dị nghị thôi dù con có quan tâm hay không thì người ta vẫn sẽ nói con này nọ. Sắc mặt đường trọng vi càng đỏ hơn, mẹ, mẹ nói đi đâu vậy? Con đã bảo mẹ rồi mà, con không thích anh ấy đâu, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường, thế sao mặt con lại đỏ như đít khỉ thế? Không phải là trột giả hay sao? Doãn tuệ tĩnh nói thẳng, mẹ là mẹ con, mẹ lại chẳng đi guốc trong bụng con rồi. Đường trọng vi biết mình không lừa được mẹ, chỉ đành chuyển chủ đề, rơi ạ mẹ cứ nói với con mãi rau sắp nát rồi đây này thôi thôi mẹ không cần ở đây phụ con đâu mẹ cứ ra kia ngồi đi cái con bé này mẹ còn chưa nói xong đâu doãn tuệ tính còn đang lẩm bẩm thì đã bị đường trọng vi đẩy ra khỏi bếp doãn tuệ tính đứng ngoài cửa bếp nhìn con gái bận bịu không ngừng một lúc sau bà ta mới thở dài quay đi bà ta thật sự không đồng ý việc đường trọng vi và lý phong gần gũi nhưng nếu con gái đã kiên trì thì làm thế nào được nữa con gái đã bị hoắc khải làm tổn thương một lần rồi, nếu không thật sự chủ động đi thích người khác thì có lẽ sẽ không có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của con gái nữa. Mà bà ta và chồng lại không muốn ép hôn con, không lẽ lại phải trừng mắt nhìn con bé cô độc đến già? Hai vợ chồng bà ta còn đang ở tuổi khỏe mạnh, vẫn chăm sóc được con gái, nhưng đến khi bọn họ già rồi, hoặc là qua đời thì ai sẽ chăm sóc con bé đây? Với tính cách mềm yếu của Đường Trọng Vi, nếu không có núi dựa vững chắc thì sợ là sẽ phải chịu khổ mất. Lý Phong Doãn tuệ tính nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sofa nói chuyện với đường quốc diệu, trong lòng bắt đầu tính toán người này có khả năng chăm sóc con gái mình hay không. Mặc dù bình thường Doãn tuệ tính không thích tham gia vào chuyện công ty, nhưng để làm vợ của đường quốc diệu thì cũng phải có năng lực kinh doanh. Cho dù năng lực không quá mạnh nhưng vẫn cần biết những kỹ năng cơ bản. Tiềm lực của hy vọng mới rất lớn, Đường Quốc Diệu nói rằng tương lai sẽ rất rộng mở, có khả năng sẽ trở thành một trong những công ty đứng đầu thế giới. Người đàn ông như vậy cũng không kém gì thằng khốn nhà họ hóc kia, mà người ta còn không hề mượn danh gia tộc để phát triển, chỉ tự dựa vào bản thân để tạo nên kỳ tích. chương 567, khen ngợi. Nhưng chữ tiềm lực này nói thật là tràn đầy sự không xác định. Từ xưa đến nay, có vô số thanh niên đều được gọi là thiên tài, cả thế giới tưởng họ sẽ thành công trong sự nghiệp, nhưng đến lúc lại quay về mở nhạt. Cho nên, người thanh niên tên Lý Phong này rốt cuộc có trở thành như ngôi sao hy vọng của nhà họ Hóc hay không thì còn cần thời gian kiểm chứng. Khi anh chưa đạt đến bước đó thì Doãn Tuệ Tính vẫn sẽ không thay đổi suy nghĩ về người con rể lý tưởng của mình đâu. Tư tưởng mâu thuẫn này làm bà ta không thể có thái độ tốt với Hoác Khải được. Ít nhất cũng không thể quá nhiệt tình. Khi đường quốc diệu và Hoác Khải nói chuyện trong phòng, Doãn Tuệ Tính chỉ ngồi cạnh nghe là chủ yếu, rất ít khi nói ra ý kiến của mình. Cho dù đường quốc diệu có hỏi thì bà ta cũng tỏ vẻ không hứng thú gì. Dần ra đường quốc diệu cũng biết bà xã mình hôm nay sẽ không nể mặt, bèn bỏ ý định luôn. Khoảng 40 phút sau, đường trọng vi gọi với vào, ăn cơm thôi ạ. À. Cậu Lý, đi thôi, thử tài nghệ của Vi Vi nào. Chắc cậu chưa được ăn cơm do con gái tôi tự tay nấu đâu nhỉ, đường quốc diệu cười khà khà nói con gái tôi nấu ăn hơi bị đỉnh cho dù là đầu bếp trong nhà cũng không bằng nó đâu. Câu này đường quốc diệu nói hơi lố quá, đường trọng vi đúng là nấu ăn ngon thật, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường mà thôi. Đầu bếp tư nhân của đường quốc diệu là người đạt 3 sao Michelin, lương tháng mấy trăm ngàn liền. Người ta cả đời nghiên cứu cái này, mà đường trọng vi thì chỉ coi nấu cơm là một cách để kết nối với hoác khải mà thôi, sao có thể so sánh với dân chuyên được. Nhưng với đường quốc diệu thì đồ ăn của con gái là ngon nhất trần đời đúng là tôi chưa ăn bao giờ, hôm nay coi như được hưởng ké của chủ tịch đường rồi, Hoắc Khải cười đáp. Đâu có, phải là tôi hưởng ké cậu chứ, cậu không đến thì con bé này còn lâu mới chịu nấu ăn cho tôi, đường quốc diệu nói. Doãn tuệ tính bất mãn lên tiếng, sao, ông còn định bắt con gái đứng trong bếp mỗi ngày à? Ôi dào, tôi chỉ nói vậy thôi mà bà lại tưởng thật làm gì chứ, đường quốc diệu bất lực nói. Riêng chuyện về con gái, Doãn tuệ tính luôn luôn tính toán rất cặn kẽ. Đường quốc diệu cũng đã quen, nên không nói gì nhiều. Bàn ăn đã được bày biện đủ món, chai mặn đầy đủ, không thiếu thứ gì. Mùi thơm tỏa ra làm người ta thèm ăn vô cùng. Việc này làm Hoác Khải cảm thấy bất ngờ, xem ra đường trọng vi đã tiến bộ trong hai năm qua rồi. Sao, nhìn được chứ, đường quốc diệu đắc y nói. Đúng là rất được, thật kinh ngạc, Hoác Khải trả lời. Đường trọng vi bưng canh ra, nghe thấy vậy thì không khỏi đỏ mặt, trong lòng vui vẻ vạn phần. Anh Lý thích là được, nếu không thì tôi chẳng phải làm phí công hay sao, đường trọng vi nói. Hoác Khải mỉm cười đáp, tôi đâu dám không thích chứ, nếu không chủ tịch đường sẽ ăn thì tôi mất. Thế ý anh là bị bố tôi ép phải thích à, đường trọng vi hỏi. Cũng không phải, Hoác Khải nhìn đồ ăn trên bàn, nói ít nhất thì có thể thấy là cô nấu với cái tâm, như vậy đã rất giá trị rồi trên đời này có nhiều người nấu có tâm nhưng vì người khác mà bỏ tấm lòng vào nấu thì lại rất ít đường trọng vi nghe vậy thì mặt càng đỏ hơn không biết hoác khải nói vậy có ý gì không lẽ hoác khải biết cô ấy có cảm tình với mình chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu cả dù sao đường trọng vi đã biểu hiện ra mấy lần rất rõ ràng rồi hoác khải không nhận ra mới lạ doãn tuệ tính hừ một tiếng nói dù thế thì nó cũng làm vì ngôi sao hy vọng của nhà họ hoác chứ không phải cậu đâu đừng có tưởng bờ. Đường quốc diệu ho khan một tiếng, lại khiến doãn tuệ tĩnh bất mãn, sao? Khó chịu thì đi nghỉ, đừng có đứng đây nữa. Trong công ty, đường quốc diệu nói là làm, cả thế giới cũng không có nhiều người dám nói với ông ấy như vậy. Nhưng về nhà thì doãn tuệ tĩnh lại là người làm chủ, cho dù là đường quốc diệu cũng phải cúi đầu. Nói bà ta quản nghiêm hay ông ấy tôn trọng phụ nữ cũng được, tóm lại không ai dám cãi lời doãn tuệ tĩnh hết. Đương nhiên, đây là khi không vượt quá giới hạn thôi nếu thật sự chạm đến nguyên tắc thì đường quốc diệu cũng không nhượng bộ chút nào mẹ mẹ nhắc đến anh ấy làm cái gì đường trọng vi không vui nói cái người của nhà họ hoác đó đã đoạn tuyệt quan hệ với cô có lẽ cả đời này cũng sẽ không có liên hệ gì với người đó nữa đường trọng vi vẫn đang cố quên anh ta nhưng chuyện này nói thì dễ làm mới khó thế mà doãn tuệ tính cứ nhắc đến người đó trước mặt cô ấy như sợ cô ấy quên mất vậy nhất là khi có mặt hoác khải ở đây doãn tuệ tĩnh nói vậy làm đường trọng vi lúng túng vô cùng cô ấy nói doãn tuệ tĩnh xong thì nhìn qua hoác khải hoác khải dường như chẳng hề bất mãn vì câu nói của doãn tuệ tĩnh cảm xúc của anh vẫn rất bình thản mỉm cười như kiểu chuyện hai mẹ con cô ấy nói chẳng liên quan gì đến mình điều này làm đường trọng vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm tuy hoác khải không bất mãn về chuyện này nhưng sự bình thản của anh lại khiến đường trọng vi thấy thất vọng có lẽ nhiều người phụ nữ cho rằng đàn ông ghen vì mình thì mới lại yêu mình hoặc khải không ghen tức là không yêu sao nghĩ đến đây cảm xúc của đường trọng vi trở nên u ám đường trọng vi thấy con gái không vui liền vội vàng nói ăn cơm đã nào không lại nguội mất lâu lắm rồi chưa được ăn cơm của con gái yêu nấu bố nôn nóng quá đi mất câu nói nịnh nọt này của đường quốc diệu làm đường trọng vi vui vẻ hơn một tí bất kể thế giới có thay đổi thế nào bất kể người cô ấy thích có thích lại cô ấy không thì ít nhất trên đời này vẫn còn một người đàn ông thật lòng thương yêu cô ấy sau đó bọn họ ngồi xuống ăn cơm không thể không nói là trình độ nấu ăn của đường trọng vi đã tăng lên đáng kể làm hoác khải khen thêm mấy câu khiến đường trọng vi vui vẻ vô cùng hoác khải không hề nịnh cô mà là nói lời thật lòng đường trọng vi đúng là nấu rất có tâm mà còn nấu vì người nào đó hoác khải cũng biết người nào đó chính là anh anh cũng cảm nhận được cảm tình mà Đường Trọng Vi dành cho mình, mà cũng không có gì là lạ cả. Từ nhỏ Đường Trọng Vi đã thích anh, đến giờ đã hơn 20 năm. Cảm tình suốt bao nhiêu năm nay, nếu hỏi ai hiểu hoắc khải nhất trên đời thì người đó chính là Đường Trọng Vi. Đường Trọng Vi cảm nhận được bóng hình xưa kia trên người anh, có lẽ cô ấy cũng nghi ngờ. Nhưng sau khi tên giả mạo kia làm cô ấy đau lòng thì Đường Trọng Vi đã chuyển tình cảm lên người khác, điều này cũng lý giải được. Cho nên, Hoắc Khải vẫn luôn cảm kích Đường Trọng Vi vì luôn ở đằng sau ủng hộ anh suốt bao nhiêu năm qua. Có lẽ đời này hai người rất khó để trở thành vợ chồng chính thức, nhưng nếu có kiếp sau, Hoắc Khải tình nguyện bù đắp cho cô ấy. Ăn cơm xong, Đường Quốc Diệu lại mời Hoắc Khải đến thư phòng quan sát những đồ cổ mà ông ấy thu thập. Phần lớn đều là giáp chiến, đao kiếm thời trung cổ. Đường Quốc Diệu rất thích những thứ này, ông ấy cảm thấy chiến sĩ thời đó rất đáng để bội phục và tôn vinh. Vì chiến tranh thời đó khác hẳn bây giờ. Thời đại vũ khí đơn thuần, khi bạn đối diện với vô số đao kiếm của kẻ địch, bạn vẫn phải xông lên đầu tiên. Dũng khí này không phải ai cũng có. Mà có vô số chiến sĩ trung cổ có dũng khí như vậy, thật khó để tưởng tượng làm cách nào mà bọn họ lại đè nén được sự sợ hãi trong lòng. Chiến tranh bây giờ là chiến tranh kỹ thuật cao, bạn còn chưa kịp thấy kẻ địch là ai thì cuộc chiến đã kết thúc rồi. Thỉnh thoảng cũng có đánh nhau đấy nhưng đều là đạn bắn từ xa cả. Kẻ địch sẽ không để bạn nhìn thấy dễ dàng, cũng sẽ không lộ mặt. Bạn sẽ bị đánh chết hoặc bị thương. Chỉ là nỗi đau thì lại không khiến người ta quá sợ hãi. Ít nhất vẫn tốt hơn cái cảm giác bị đau kiếm chém nứt đầu. Quốc tế đường thị đạp bằng mọi trông gai, nhìn đời bằng nửa con mắt, chính là vì tính cách của đường quốc diệu luôn muốn đi trinh phạt. Thế lực càng lớn, phong cách càng mạnh, càng dễ thành công. Chương 568, lo lắng vớ vẩn. Mà cứ do dự, nhìn trước ngó sau thì mới gây ra thất bại. Những việc này đã gây dựng nên uy danh cho Quốc tế Đường Thị, khiến mọi người đều biết, chủ tịch Đường không phải là kẻ dễ chọc. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi nhà họ Cơ gặp phải sự uy hiếp của nhà họ Hoắc, Hoắc Khải lại đưa Cơ Hương ngưng đến tìm Đường Quốc Diệu. Có Quốc tế Đường Thị làm chỗ dựa, gần như không có công ty nào trong nước dám ra tay với nhà họ Cơ mà sự thật cuối cùng đã chứng minh phán đoán của Hoác Khải là đúng. Cho dù nhà họ Hoác gần như trở mặt với quốc tế đường thị thì chỉ đành nhượng bộ chứ không dám đối phó với nhà họ cơ. Thật ra, Hoác Khải đã xem những đồ vật mà đường quốc diệu siêu tầm rất nhiều lần, nhưng lúc này, anh vẫn tỏ ra như lần đầu, nhìn thấy. Đường quốc diệu hào hứng giới thiệu nguồn gốc và công dụng của những đồ vật này, Hoác Khải vừa mỉm cười vừa nghe, thỉnh thoảng nói mấy chuyện liên quan đến chúng điều khiến đường quốc diệu kinh ngạc là hoác khải có hiểu biết rất sâu sắc về những đồ vật này bao gồm cả một số tư liệu mà ông ấy còn không biết trước đây cũng có một người khiến ông ấy kinh ngạc như thế là ngôi sao hy vọng của nhà họ hoác còn bây giờ là một người cũng tầm tuổi đó địa vị thân phận và dáng vẻ của hai người hoàn toàn khác biệt nhưng lại tạo cho người khác ảo giác như là cùng một người đường quốc diệu bỗng hiểu ra vì sao con gái lại thích chàng trai trẻ này đến vậy quả thật anh quá giống ngôi sao hy vọng nhà họ hoắc Nếu che mặt lại chỉ nghe giọng nói thì quả thật sẽ nhầm tưởng là một người. Tại sao cậu biết những điều này, đường quốc diệu không nhịn nổi hỏi. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường đến thư viện đọc ít sách chuyên ngành. Hơn nữa tôi cũng biết một ông chú thích siêu tầm những đồ vật này giống như chủ tịch đường. Tôi thường xuyên được ông ấy gọi đến nói chuyện, lâu dần thành quen, mưa dầm thấm lâu nên cũng biết một chút, Hoác Khải cười nói. Ông chú trong lời của Hoác Khải, thật ra chính là đường quốc diệu nhưng đường quốc diệu không biết chuyện này ông ấy vừa phấn khởi vừa tò mò hỏi người đó đang ở đâu có thể giới thiệu cho tôi gặp mặt không ở trong nước những người siêu tầm đồ vật này không ít nhưng thật sự có thể hiểu biết về nó thì lại cực kỳ hiếm thấy đa số đều lấy cho đầy nhà nhưng thực tế lại rốt đặc cắn mai thân phận ông chú của tôi khá đặc biệt có lẽ không tiện gặp mặt mong chủ tịch đường hiểu cho khoác khải thuận miệng nói cho qua người anh nói đến chính là đường quốc diệu sao có thể để hai người gặp mặt chứ đường quốc diệu ồ một tiếng có chút thất vọng bạn tri âm trong công việc thì dễ tìm nhưng tìm người cùng sở thích mấy thứ nón giáp sắt đao kiếm này thì mới khó không phải đường quốc diệu chưa từng gặp những nhà siêu tầm nổi tiếng nhưng hơn nửa trong số bọn họ đều là hàng dởm lúc này đường trọng vi lên tiếng bố mỗi lần nhà có khách là bố lại đưa người ta đi xem những đồ vật này mấy thứ này không ăn được cũng không mặc được, cứng ngắc, chết lặng, cũng không biết có cái gì hay mà nghiên cứu chứ. Thế kỷ 21 rồi, ai còn thích chúng nữa? Đường Quốc Diệu có chút ngại ngùng nói, con nói gì thế? Những thứ này đều là tác phẩm nghệ thuật, cho dù trải qua bao lâu vẫn đều có người thưởng thức. Hơn nữa, cậu Lý cũng là người hiểu về ngành này, nếu đã hiểu rồi thì chắc chắn sẽ thích. Nhưng con không thích, Đường Trọng Vi đi tới kéo tay Hoắc Khải, nói, đi, đi dạo với tôi rốt cuộc là anh đến tìm bố tôi hay là đến tìm tôi vậy? Tôi đến đây chủ yếu để bàn công việc với chủ tịch đường, Hoắc Khải trả lời nói. Đường Trọng Vi chừng mắt nhìn anh tức giận, tôn chỉ của nhà tôi là chuyện công việc thì bàn ở công ty. Bây giờ hết giờ làm rồi, không bàn công việc, dù gì tôi cũng làm cho anh một bữa cơm thì vẫn nên đi dạo cùng tôi một vòng để cảm ơn chứ. Điều này không quá đáng đâu nhỉ. Yêu cầu này đúng là không hề quá đáng chút nào, thậm chí rất nhiều người tha thiết mơ ước có được cơ hội này. Nhưng nếu có thể, Hoác Khải thà chọn lựa bàn luận về công việc với đường quốc diệu. Có con quái vật khổng lồ như quốc tế đường thị phát huy tác dụng của hệ thống VR thì có lợi ích rất lớn đối với kế hoạch trong tương lai. Nhưng lời nói của đường trọng vi cũng không sai, người ta bận rộn lâu như thế, cho dù là với quan hệ lúc trước hay là bây giờ thì cũng nên cảm ơn. Hoác Khải nhìn đường quốc diệu, mà ông ấy cũng hiểu ý của anh, Khẽ gật đầu, nói, nếu con gái đã nói như thế thì đành phiền cậu Lý rồi. Con gái rượu của tôi cái gì cũng tốt, nhưng thích nhất là bám lấy người khác. Từ lớn đến bé, không bám mẹ nó thì lại bám tôi. Bây giờ thì tốt rồi, có thể đẩy nó cho người khác. Đường trọng vi nghe thấy thế thì trong lòng rất ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói, bố phải biết tự hài lòng đi chứ. Bình thường con tới công ty tìm bố, bố còn chê con làm chậm chế công việc của bố. Đường Quốc Diệu cười khà khà, không nói thêm nữa. Đúng như Đường Trọng Vi đã nói, từ trước đến nay nhà họ Đường vẫn luôn công tư phân minh. Ở công ty là nơi làm việc, không nên nói quá nhiều chuyện riêng. Kể cả Đường Trọng Vi, sau khi đến công ty thì phần lớn thời gian cũng chỉ đành ở trong văn phòng của mình cầm điện thoại tìm người nói chuyện hoặc cày phim chứ Đường Quốc Diệu không có nhiều thời gian để chơi với cô ấy như thế. Từ lớn đến bé đều như vậy nên bố con họ đã hình thành thói quen. Sau đó, Hoắc Khải bị Đường Trọng Vi kéo ra khỏi phòng trưng bày. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Doãn Tuệ Tĩnh đang đứng đó. Doãn Tuệ Tĩnh nhìn chầm chằm hai người, hỏi: "Đi đâu đấy?" Tầm mắt của bà ta rơi vào cánh tay Hoắc Khải đang bị Đường Trọng Vi kéo đi. Đường Trọng Vi thấy vậy thì hai má ửng hồng, vội vàng buông tay ra nói: "Con muốn anh Lý đi dạo với con." Đi dạo với ai chẳng được, việc gì mà cứ phải tìm cậu ta? Nếu không có người thì mẹ đi với con, Doãn Tuệ Tĩnh nói. Đường trọng vi vội vàng lắc đầu, không cần đâu, mẹ toàn đi đến những chỗ sang trọng, con không thích. Hơn nữa bọn con đã hẹn với Hoác gia Minh rồi, tối nay không về ăn cơm. Không về ăn cơm, Doãn Tuệ tính cao mày, lầu bầu nói con mới bao nhiêu tuổi mà đã chạy lung tung bên ngoài. Còn Hoác gia Minh kia nữa, nhà họ Hoác bây giờ dối như tơ vò, sao con còn dây dưa với họ làm gì? Ôi mẹ, việc nào ra việc đấy, từ nhỏ con đã có quan hệ rất tốt với gia Minh rồi mà. Cậu ta cũng không làm gì có lỗi với con, sao không thể làm bạn, đường trọng vi mất kiên nhẫn nói, dù sao nói với mẹ, mẹ cũng không hiểu. Bọn con đi trước đây, bye bye. Nói xong, cô ấy kéo hoắc khải đi. Thấy bóng lưng hai người rời đi, một lát sau, doãn tuệ tĩnh mới thở dài. Con bé này thật sự lớn rồi, lời nói của bố mẹ sợ rằng không để vào tai nữa. Đường quốc diệu từ phòng trưng bày đi ra, thấy bà ta đứng ở đó im lặng thì nói, con cháu tự có phúc của con cháu, bà không cần lo lắng linh tinh đâu. Cái gì mà lo lắng vớ vẩn, tôi chỉ muốn tốt cho con thôi mà, Doãn Tuệ Tĩnh bất mãn nói. Đường Quốc Diệu cười khà khà, nói thật sự muốn tốt cho con thì nên để con tự lựa chọn cuộc sống mà con thích. Mắt nhìn của đường Quốc Diệu về cuộc sống rất cởi mở. Tiền thì ông ấy đã kiếm đủ rồi, nửa đời còn lại chỉ cần hưởng thụ cuộc đời. Còn con gái, không cần thiết vì bố mẹ đều là những người mạnh mẽ tài giỏi mà bắt buộc cô ấy thừa kế tất cả. Mỗi người đều có tự do riêng, họ có thể lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Việc mà Đường Quốc Diệu muốn làm chính là cổ vũ cho con gái chứ không phải gây nên bất kỳ trở ngại nào cho cô ấy. Trong việc giáo dục con cái, quan điểm của Đường Quốc Diệu và Doãn Tuệ Tĩnh hoàn toàn khác biệt. Doãn Tuệ Tĩnh cảm thấy, con cái còn nhỏ, không hiểu chuyện, bố mẹ phải chỉ đường dẫn lối nhiều một chút. Nhưng bà ta nào hiểu được, cho dù con cái lớn đến đâu thì trong mắt bố mẹ vẫn luôn là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Chuyện gì cũng muốn lo giúp con, chuyện gì cũng muốn chú ý thay con mà quên mất rất nhiều chuyện trên đời này con người không thể làm chủ được. Sau khi ra khỏi cửa, Hoắc Khải hỏi, thật sự là cô đã liên lạc với Hoắc Gia Minh sao? Cậu ta ở đâu? Tại sao tôi cảm thấy anh thật sự không phải đến tìm tôi mà tìm Hoắc Gia Minh nhỉ? đường trọng vi hừ một tiếng nói, nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ không nói cho anh biết cậu ta ở đâu đâu. Dáng vẻ trẻ con này khiến Hoác Khải bật cười, đành nói, không phải tôi đến nhà cô trước sao, sao có thể là đến tìm Hoác Giai Minh được. Nhưng thật sự là lâu rồi không liên lạc với cậu ta. Tin được anh mới lạ, miệng lưỡi người đàn ông toàn là dối trá, đường trọng vi bĩu môi nói. Nói thì như thế nhưng cô ấy vẫn nói cho Hoác Khải biết tin tức của Hoác Giai Minh sau khi đường trọng vi gửi mail cho Hoác Giai Minh, nói cho cậu ta biết Hoác Khải muốn đến thì Hoác Giai Minh vô cùng vui mừng. Bây giờ, cậu ta phải trải qua những ngày tháng vô cùng nhàm chán, thật sự nhớ nhung tự do của hai năm trước. Cho nên, sau khi biết Hoác Khải muốn đến, Hoác Giai Minh lập tức báo lại sẽ tìm mọi cách để cắt các đuôi người phụ trách theo dõi cậu ta trong dòng họ, sau đó sẽ qua chỗ gặp nhau. chương 569, suy đoán. Nếu không, ăn cơm, nói chuyện đều bị người khác nhìn chằm chằm vào thì cũng chẳng có gì vui nữa. Chúng ta đi dạo trước, sau khi Giai Minh xử lý xong chuyện bên đó sẽ chủ động liên lạc với chúng ta, đường Trọng Vi nói. Hoác Khải không từ chối. Đối với anh mà nói thì gặp đường Trọng Vi và Hoác Giai Minh chỉ để có chút liên hệ với những ngày tháng trước đây chứ không có nhiều lợi ích đối với sự nghiệp của anh. Trước đây còn được, ví dụ như liên hệ với quốc tế đường thị, lợi dụng Hoác Giai Minh để đánh vào nội bộ nhà họ Hoác vân vân, nhưng bây giờ hy vọng mới đã bước đầu hình thành quy mô lớn, không cần quá nhiều lực tác động từ bên ngoài nữa. Khi hình thành một hệ thống hoàn chỉnh thì tự thân vận động đã đủ để tạo thành lực lượng lớn mạnh hơn, ngoại lực chỉ có tác dụng dệt gấm trên hoa mà thôi. Sau đó, đường trọng vi đưa Hoác Khải đi dạo chỗ này chỗ kia ở phố thương mại, mua không ít đồ. Trời trạng vạng tối, hai người mới đến vào một nhà hàng nào đó. Trong phòng bao của nhà hàng, Hoác Giai Minh đã đợi khá lâu lúc hoác khải đi vào nhìn thấy cậu ta đeo kính đen trùm khăn đội một chiếc mũ che kín toàn thân trên dưới nếu không cởi bỏ những thứ này thì gần như không thể nhận ra cậu ta là ai sao phải cải trang thành thế này hoác khải bật cười hỏi còn không phải bị người nhà ép sao hoác giai minh than thở nói anh không biết đâu bây giờ bố tôi ngày nào cũng cho hai người từng giây từng phút nhìn chằm chằm tôi có bất kỳ chuyện gì đều báo cho bố phiền chết mất Vậy lần này cậu cắt đuôi họ thì không sợ bị cáo trạng sao?" Hoắc Khải hỏi. "Tôi không sợ, cùng lắm là không về nữa." Hoắc Gia Minh cười hi hi, nói: "Anh Lý, bây giờ công ty anh phát triển tốt thật. Tôi nghe những người trong dòng họ nói, chi nhánh kia của tôi có giá trị liên thành." "Sao nào, muốn quay lại à?" Hoắc Khải hỏi. "Tôi không có ý nghĩ đó. Lúc đầu lập chi nhánh là nghe kiến nghị của anh, muốn tùy tiện lừa gạt người trong nhà, ai ngờ có thể làm lớn như vậy." quy mô càng lớn thì tôi càng không muốn động vào, có quá nhiều chuyện cần xử lý, Hoác Giai Minh lắc đầu nói, nhưng bây giờ bảo tôi phụ trách mấy kiểu quan hệ công chúng gì đó thì nhàm chán không chịu được. Tôi nói thật, công ty kia của anh có chức vụ nhàn hạ nào phù hợp với tôi không? Lương nhiều ít không quan trọng, dù sao cũng chỉ cần tương đối tự do là được. Hoác Khải dở khóc dở cười, kiểu người như Hoác Giai Minh thật sự rất hiếm có trên đời này lúc đầu anh cho rằng chú nhỏ hoác trạch minh của mình cũng là loại người này nhưng sự thật đã chứng minh hoác trạch minh chỉ giả bộ không màng thế sự mà thôi ông ta lén lút móc ngoặc với thế lực ngầm cuối cùng trở thành chủ nhà họ hoác đứng trên bao nhiêu người cái gì mà chỉ yêu cầm kỳ thi họa cái gì mà du ngoạn thế giới đều chỉ để che giấu mục đích thực sự của mình mà thôi mà hoác giai minh thì không như vậy cậu ta thật sự không muốn làm gì chỉ muốn chơi chơi mấy đồ nghệ thuật nghĩ một lát Hoác Khải nói, trong công ty tôi thật sự không có chức vụ như vậy, nhưng tôi nghĩ đến một nơi khá thích hợp với cậu. Ở đâu? Hoác Sai Minh Tò mò hỏi. Gần đây công ty tôi chuẩn bị thực hiện lập trình mô phỏng thế giới ảo, chính là lợi dụng cốt lập trình phục chế toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo. Đây là công trình vô cùng lớn, bởi vì phải làm thật 100%, không phải một công ty là có thể làm xong mà kế hoạch trong tương lai là toàn thể loài người cùng tham gia. Nếu cậu có hứng thú thì đến thử nghiệm trước. Thế giới ảo cũng có thể làm được tất cả những gì cậu muốn làm ở thế giới thực, ví dụ như đánh đàn, vẽ tranh. "Thật sao? Nghe có vẻ hay đấy." Hoắc Gia Minh nói. "Cũng có thể nấu ăn sao?" Đường Trọng Vi tỏ ra hứng thú hỏi. "Có lẽ là được." Hoắc Khải gật đầu nói. "Nhưng nấu ăn trong thế giới hiện tại có dùng mấy cách phán đoán thông qua sắc hương vị, còn trong thế giới ảo thì màu sắc khá dễ làm, nhưng mùi vị và khẩu vị thì giải quyết thế nào?" Đường Trọng Vi lại hỏi. Đương nhiên là dựa vào trí thông minh nhân tạo AI mô phỏng trên siêu máy tính rồi. Bởi vì phải dùng sóng não để bước vào thế giới ảo, cho nên kết quả mà máy tính mô phỏng được sẽ thông qua thần kinh truyền vào trong bộ não của cô. Thật ra mọi thứ trong thế giới thực cũng đều như vậy. Những gì cô ngửi thấy, nhìn thấy đều là một loại cảm giác mà thần kinh não bộ tạo ra cho cô. Vậy làm thế nào phán đoán được thứ mà máy tính mô phỏng giống với hiện tại? Hoắc Gia Minh nghi ngờ nói. Cậu cảm thấy mọi thứ trong thế giới thực là thật sao?" Hoắc Khải cười nói, "Giống như quả cam, có người ăn thấy chua, có người lại thấy không chua. Chúng ta có thể nói là vấn đề về mặt thể chất, nhưng thể chất cũng là kết quả của tổ hợp thần kinh và tế bào. Vậy nên cho dù cảm giác miệng, mùi vị, thậm chí bao gồm cả màu sắc mà mỗi người cảm nhận được đều không giống nhau. Chuyện này đúng là có thể giải thích, giống như màu sắc mà người mù màu và người bình thường nhìn thấy không giống nhau, đúng chứ?" Hoắc Gia Minh nói gần giống như vậy, Hoắc Khải nói, cho nên không cần lăn tăn nhiều về tính chân thực, bởi vì ngay cả trong thế giới thực chúng ta còn không làm rõ được thật giả mà. Không phải rất nhiều người đã cho rằng chúng ta chỉ là một dạng sinh vật có trí tuệ và năng lực của con người sao, hoặc là kết quả của một trò chơi công nghệ cao, thậm chí là ở bên trong tế bào của một vật khổng lồ khó thể tưởng tượng được. Có quá nhiều điều thần bí ở trong vũ trụ mà người bình thường không nghĩ tới. Nghe anh nói thì cảm thấy rất phức tạp nhưng thế giới ảo mà anh nhắc đến thì có vẻ khá thú vị. Hoác Giai Minh tỏ ra mong đợi hỏi, vậy lúc nào có thể đi? Ngày mai được không? Ngày mai thì chắc chắn không được, đợi thời điểm thích hợp, tôi sẽ thông báo cho cậu, Hoác Khải nói. Cao thủ vô danh vẫn đang thử lập trình kết cấu nền tảng của thế giới ảo, còn muốn hoàn thành chương trình cụ thể thì phải đợi một thời gian nữa. Lâu thì mấy tháng, nhanh thì vài tuần, dù sao đó chắc chắn không phải là chuyện có thể giải quyết trong 2, 3 ngày. Hoác Giai Minh nghe thấy thế thì hơi thất vọng, cậu vô cùng chán ghét sự sắp xếp của dòng họ, không thể chờ đợi được muốn đến một môi trường mới. Nếu bây giờ Hoác Khải có thể tìm một công việc nhàn hạ cho cậu ta thì cậu ta thật sự sẽ cắt đứt quan hệ với dòng họ. Nhưng bây giờ Hoác Khải không muốn trở mặt hoàn toàn với nhà họ Hoác, tình hình trước mắt lấy việc phát triển ổn định làm chủ đạo, đến khi sức mạnh được tích lũy đến một mức nhất định thì mới làm những cái khác được. Ba người rất lâu không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói. Hoác Khải cũng hỏi vài câu về kẻ giả mạo kia. Theo lời của Hoác Gia Minh thì kẻ giả mạo kia đã rất lâu không xuất hiện trước mặt người nhà họ Hoác. Nghe nói sau khi kết hôn cùng con gái nhà họ Đinh thì vẫn luôn đi du lịch thế giới, cũng không biết lúc nào mới trở lại. Nhưng nếu hắn quay lại cũng không có tác dụng gì, vì bây giờ quyền lực của nhà họ Hoác đã chính thức giao vào tay Hoác Trạch Minh. Thanh thế và sức ảnh hưởng mà Hoác Khải Gian khổ xây dựng từ đầu đã suy yếu đi nhiều trong hai năm nay chưa nói đến việc nền tảng của kẻ giả mạo không bằng năng lực của hoác khải nếu có thì cũng rất khó quay lại thời kỳ đỉnh cao không phải ai sau khi nắm được quyền lực thì đều sẵn lòng buông tay hoác khải nghe thấy vậy thì im lặng vài giây sức ảnh hưởng cuối cùng của mình ở nhà họ hoác mất đi khiến trong lòng anh không tránh khỏi có chút thất vọng dù sao đó cũng là nơi đã sinh thành và dưỡng dục anh nhưng bây giờ dường như tất cả những vết tích đều bị xóa bỏ thật sự khiến người ta thổn thức không thôi Hoác Giai Minh cho rằng anh cảm thán về sự xa suốt của ngôi sao hy vọng, bèn nói, thật ra, chuyện anh ba mất tâm không rõ nguyên nhân, tôi luôn cảm thấy bên trong còn vấn đề nào khác. Nói không chừng anh ba đang tính toán chuyện lớn gì đó, giả vờ xa suốt chỉ để che mắt người khác mà thôi. Hoác Khải ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi cậu thật sự nghĩ như thế sao? Đương nhiên, Hoác Giai Minh than thở nói, dù sao năm đó anh ba sáng trói như thế khiến nhiều người tự ti mặc cảm, tôi thật sự rất khó tưởng tượng được trong thời gian ngắn mà anh ấy đã chìm đắm trong trụy lạc. Hơn nữa, nghĩ một cách kỹ càng thì bắt đầu từ hai năm trước, anh ấy làm rất nhiều việc, đều trái ngược lại hoàn toàn trước đây, giống như đổi một người khác. Tuy vẫn là hình dáng đó, giọng nói, biểu cảm không thay đổi nhưng tôi có thể cảm thấy anh ấy thay đổi rồi. Cảm giác đó, giống như đổi một linh hồn khác, chỉ còn lớp ra bên ngoài của anh ấy thôi, đường trọng vi bỗng nhiên nói chen vào. Hoác Giai Minh kinh ngạc nhìn cô ấy, hỏi chị Vi Vi cũng cho rằng như vậy sao? Không sai, em cũng cảm thấy như anh ba đổi một linh hồn khác. Dưới lớp da đó, có thật sự là anh ấy không? Không chừng, mấy chuyện bị người khác chiếm đoạt thân xác xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết lại xảy ra trong thế giới thực. Đường Trọng Vi yếu ớt nói, tuy tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn cảm thấy không đáng tin cho lắm. Anh Lý, anh cảm thấy thế nào? mươi 570, lo lắng. Hơn nữa, anh nhìn thấy trong ánh mắt đường trọng vi còn che giấu một loại ý nghĩ khác. Có lẽ những lời hoác sai minh nói đã khiến đường trọng vi nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra. Trên giới này không thể có hai chiếc lá giống hệt nhau, cũng không thể nào tồn tại hai linh hồn tương đồng. Hơn nữa, trong đó một người đột nhiên thay đổi, gần như phù hợp với chuyện thể xác bị chiếm đoạt mà Hoác Giai Minh đã nói. Năng lực tiếp nhận của người trẻ tuổi khá mạnh mẽ, suy nghĩ khá cởi mở nên rất dễ tiếp thu những sự việc không thể tưởng tượng nổi có một thời khắc nào đó hoác khải rất muốn nói mọi chuyện xảy ra với họ họ đoán không sai trên thế giới này thật sự có chuyện linh hồn chiếm đoạt thể xác nhưng không phải là mình bị chiếm đoạt mà là sau khi anh chết thì lại được sống lại trên thân thể của người đàn ông khác còn kẻ giả mạo ở nhà họ hót thì chỉ là kẻ có bề ngoài giống hệt anh mà thôi nhưng sau khi hít thở sâu một hơi hoác khải đã bình tĩnh lại không nói ra hết sự thật dù sao nói ra với họ cũng chỉ có hại chứ không có lợi một khi để người khác biết anh được sống lại thì không biết sẽ bị bao nhiêu người để ý tới bây giờ hoác khải hy vọng anh là người vô hình tốt nhất không ai nhìn thấy anh cho nên anh khẽ lắc đầu nói tôi cảm thấy tính khả thi của chuyện này không lớn quá huyền ảo sợ rằng hai người nghĩ quá nhiều rồi đường trọng vi nhìn anh chăm chú một lát hồi lâu vẫn không nói câu nào thực ra lúc hỏi vấn đề này trong lòng đường trọng vi vẫn có hy vọng nhiều năm như thế tình cảm của cô với hoác khải từ lâu đã không còn chỉ vì vẻ bề ngoài mà đã thăng cấp đến sự rung động trong tâm hồn nếu đứng trước mặt người này thật sự là linh hồn chồng chưa cưới của cô chiếm giữ vậy thì đổi thành bộ dạng khác cô ấy cũng chấp nhận nhưng hoác khải lại chọn lựa che giấu khiến cô ấy rất thất vọng có lẽ mình thật sự nghĩ nhiều rồi sao chuyện thần kỳ như vậy sao mình có thể gặp được chứ Bị Hoác Giai Minh gợi nhớ đến chuyện đau lòng, tâm trạng của đường trọng vi bị ảnh hưởng rõ ràng. Hoác Giai Minh cũng biết mình không nên nhắc tới quá nhiều chuyện trong quá khứ nên cười ha ha rồi nói, không nói những chuyện này nữa. À, lát nữa chúng ta đi đâu? Đừng nói với tôi là ăn xong đi ngủ nhé, như vậy thật tẻ nhạt. Vậy cậu muốn làm gì? Hoác Khải hỏi. Hoác Giai Minh nghĩ một lát, bỗng nhiên tỏ ra thần bí nói, hay là chúng ra đi bắt ma đi? Bắt ma? theo bảng xếp hạng ở bên Hương Giang, thật ra là sẽ đi đến những nơi có yêu ma quỷ quái đã từng nói đến trong truyền thuyết để tìm kiếm, thăm dò, rất kích thích đấy. Hoác Giai Minh mỉm cười nói, tôi biết ở đây có một nơi rất nổi tiếng, mỗi năm đều có người đến. Nghe nói có không ít người xảy ra chuyện ở đó. Thế nào, hai người có gan đi một chuyến không? Thôi, vừa nghe đã thấy không phải chỗ hay ho gì, đường trọng vi vội vàng nói. Cô ấy là con gái, trời sinh sợ mấy thứ kỳ quái. Hoắc Khải thì không sao cả, bản thân anh đã tự trải nghiệm cả chuyện sống lại, trên ý nghĩ nào đó thì cũng coi như là một dạng quỷ quái, đương nhiên sẽ không sợ những thứ này. Nhưng vì đã tự mình trải qua nên Hoắc Khải cảm thấy, trên thế giới này có thể tồn tại rất nhiều sinh vật không thể lý giải được. Giống như hành động đi bắt ma này, ít làm thì tốt hơn, nhớ gặp phải phiền phức gì thì anh cũng không biết phải giải quyết thế nào. Đối với những chuyện không nắm chắc Hoắc Khải cho rằng sự lựa chọn tốt nhất là không tiếp xúc với nó. Thấy hai người đều không hào hứng, Hoắc Giai Minh bĩu môi, nói, hai người đều không muốn đi vậy thì thôi, sau này có thời gian tôi tự đi vậy. Cậu không có việc gì thì đi đến mấy nơi đó làm gì. Rảnh rỗi như thế không bằng nghĩ một chút xem sau này bước vào thế giới ảo muốn làm gì thì hơn đấy, Hoắc Khải nói. Hoác Giai Minh rất tin tưởng và nghe theo Hoác Khải, ngoài mặt thì đồng ý nhưng theo biểu cảm của cậu ta rõ ràng là không quá quan tâm đến chuyện này. Nhóc con này rất tò mò, thật sự muốn đi đến những nơi trong truyền thuyết cũng là chuyện bình thường. Tuy Hoác Khải quan tâm đến cậu ta, nhưng cũng biết không thể nhìn chằm chằm cậu ta 24 giờ, nên cũng không nói nhiều nữa. Sau khi ăn cơm xong, ba người đến cây TV hát mấy bài. Giọng hát của Hoác Khải rất hay, cổ họng của thân thể Lý Phong này còn tốt hơn trước đây một chút, cộng thêm kỹ thuật hát của Hoác Khải khiến Đường Trọng Vi và Hoác Giai Minh nghe thấy thì rất kinh ngạc. Họ không nghĩ tới, Hoác Khải hát hay như thế. Sau khi ra khỏi cây tivi, Hoác Giai Minh còn cảm khái nói, những cái khác thì không biết, nhưng về mặt hát hò này thì anh giỏi hơn anh ba tôi một chút, thật sự là quá chuyên nghiệp. Hoác Khải mỉm cười, nói có một vài thứ do trời sinh mà nếu mà cùng một thân thể thì tôi chưa hẳn đã tốt hơn anh ấy. Vốn dĩ, Đường Trọng Vi cảm thấy không thoải mái với câu nói này của Hoác Giai Minh nhưng bây giờ nghe cách nói khiêm tốn của Hoác Khải thì trong lòng cô chợt dễ chịu hơn, ấn tượng với Hoác Khải cũng tốt hơn. Đến khi mấy người chơi thỏa thích thì đã hơn 12 giờ đêm rồi, Hoác Giai Minh nhìn đồng hồ, nói tôi phải về rồi. Hôm nay ra ngoài lâu như thế, nếu không trở về sợ là hai ông bà kia sẽ báo cảnh sát tìm người. Trên đường về cẩn thận nhé, Hoắc Khải nhắc nhở nói. Anh yên tâm, tôi là người trưởng thành, không ai làm gì được tôi đâu, Hoắc Sai Minh cười hi hi vẫy tay với hai người, nói, vậy đợi đến khi nào có thể đi vào thế giới ảo thì nhớ gọi tôi nhé. Tôi sẽ đi vào trải nghiệm đầu tiên. Nhất định rồi, Hoắc Khải khẽ gật đầu. Không biết tại sao khi nhìn Hoắc Sai Minh quay người rời đi, trong lòng Hoắc Khải bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Anh rất muốn kêu Hoắc Sai Minh quay lại nhưng nghĩ một lát lại không làm vậy. Bởi vì dự cảm không tốt chỉ là một loại cảm nhận, không phải hiện thực. Nếu gọi người quay lại thì làm gì? Lẽ nào phải đưa cậu ta theo 24 giờ sao? Đường Trọng Vi thấy biểu hiện khác thường của anh, hỏi anh Lý, anh sao thế? Hoác Khải nặng nề nói, không có gì, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Là vì thấy Hoác Giai Minh bị dòng họ trói buộc quá nhiều sao, đường Trọng Vi hiểu lầm ý của anh, nói con cháu của dòng họ lớn là như vậy luôn luôn thân bất do kỳ tôi đã khá may mắn rồi từ nhỏ bố đã không ép tôi làm gì lời nói này không phải là những gì anh nghĩ nên anh cũng không biết nên giải thích thế nào đành nói vậy chúng ta về thôi đã rất muộn rồi đường trọng vi vâng một tiếng rồi gọi tài xe lại lái xe mà hoác khải nhìn lại lần cuối hướng hoác giai minh rời đi bỗng nhiên nhớ đến một ngày trước khi giáo sư triệu vĩnh an mất ngày đó anh cũng có cảm giác bất an như thế. Do sự một lát, sau khi Hoác Khải lên xe thì điện cho Hoác Giai Minh một cuộc, lúc nào về đến nơi thì gửi cho tôi một tin báo bình an nhé, sau này thường xuyên liên lạc, gặp chuyện gì thì đừng nóng vội, gọi cho tôi trước nhé. Anh Lý, sự quan tâm của anh khiến tôi vừa mừng vừa lo đấy, Hoác Giai Minh cười lớn, nói yên tâm đi, tôi không còn là trẻ con nữa. Cuống hồ, lúc nào bên người cũng có bảo vệ, không sao đâu hai người về rồi thì sớm nghỉ ngơi đi, không cần lo cho tôi. Hoác Khải lại dặn dò vài câu mới cúp điện thoại. Đường Trọng Vi nhìn anh, hỏi anh Lý, sao anh có vẻ lo lắng vậy, Giai Minh gặp rắc rồi gì sao? Không có, nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an, Hoác Khải cũng không che giấu suy nghĩ của mình. Đường Trọng Vi cười nói, không ngờ anh lại quan tâm Hoác Giai Minh như thế. Chẳng trách lúc nào cái miệng cậu ta cũng nhắc để anh các anh giống như bạn tốt từ khi mới sinh ra, biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi nghĩ có lẽ anh nghĩ quá nhiều. Hai người bên cạnh Giai Minh vừa là giám sát vừa là vệ sĩ của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta tính cách mềm yếu, bình thường ít xảy ra xô sát với ai, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hy vọng là như thế, hoắc khải thở dài. Khi giáo sư Triệu Vĩnh An mới mất, anh cũng nghĩ không thể có chuyện đó, nhưng đến ngày hôm sau mới biết, giáo sư đã không còn nữa rồi. Có lúc trực giác không phải dùng lẽ thường để Lý giải dược. Sau đó, hai người ngồi xe về nhà. Điều khiến họ ngạc nhiên là Doãn tuệ tính vẫn đang ngồi trên sofa, nhìn thấy hai người họ trở về thì lập tức hừ lạnh một tiếng, còn biết về hả, mẹ tưởng con ngủ luôn ở bên ngoài chứ. Nào có ạ, à? không phải là đã quay lại sao? Hơn nữa, có anh Lý đi cùng con rồi, đừng trọng vi nói. Tuy hai người lớn nhà họ đường không cấm con gái làm những chuyện cô ấy thích, nhưng gia giáo rất nghiêm khắc. Trừ khi Đường Trọng Vi nói rõ tình hình trước, nếu không bình thường cũng không cho phép cô ấy tùy tiện ở bên ngoài đi chơi đến nửa đêm. Nếu muốn qua đêm bên ngoài thì cho dù là ở cùng với bạn gái thì cũng phải có vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ. Giống mấy lần trước Đường Trọng Vi lén lút chạy đi tìm Hoắc Khải, đều là nhân lúc vệ sĩ không chú ý mà trốn đi. Chương 571: Từ chối. Ý của Doãn Tuệ tính rất rõ ràng chính là không hy vọng Đường Trọng Vi và Hoắc Khải phát sinh chuyện gì khi đường trọng vi hiểu ý của bà ta thì phản ứng đầu tiên không phải là buồn phiền mà là xấu hổ vì ý nghĩ này của doãn tuệ tĩnh giống như hoác khải đã làm gì cô ấy không bằng mẹ mẹ nghĩ đi đâu thế con và anh lý chỉ là bạn bè thôi đi với anh ấy thì có gì mà mẹ không yên tâm đường trọng vi xấu hổ nói doãn tuệ tĩnh trừng mắt nhìn cô ấy nói con còn giả ngốc phải không đừng cho rằng mẹ không biết con thích thằng nhóc này nhưng con không xem xem nó có thích con không hả hơn nữa cậu ta là một người đàn ông đã kết hôn rồi một cô gái chưa chồng như con lại suốt ngày bám dính lấy một người đàn ông đã kết hôn nếu người khác nhìn thấy thì sẽ nói con như thế nào tại sao con không hiểu chuyện chút nào vậy doãn tuệ tĩnh trách móc khiến đường trọng vi không biết nên đáp lời thế nào bản thân cô ấy chỉ có ấn tượng tốt với người đàn ông này mà thôi thật sự cũng không có xảy ra chuyện gì với anh nhưng trong lời của mẹ tại sao cứ như là mình đã ngủ chung với anh ấy vậy mẹ bọn con thật sự không có gì không đợi đường trọng vi giải thích doãn tuệ tính đã hừ một tiếng nói hai đứa có gì hay không cũng không phải lý do để con về muộn như thế còn cậu tuy rằng trong những người cùng tuổi có lẽ cũng được coi là giỏi giang nhưng muốn là con rể nhà họ đường thì còn quá sớm hơn nữa cậu là người đàn ông đã kết hôn rồi phải biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm nếu cậu muốn đến với con gái tôi thì ly hôn trước đi không chừng tôi có thể miễn cưỡng cân nhắc đường trọng vi nghe thấy lời nói này của bà ta bỗng chốc vừa ngại vừa gấp vội vàng đi qua kéo bà ta mẹ mẹ nói cái gì thế con và anh lý không có gì sao mẹ phải nói những lời này miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt của đường trọng vi lại bất giác nhìn sang hoác khải mà trên khuôn mặt của hoác khải không thấy có nét cười không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình chỉ có sự bình tĩnh anh nhìn doãn tuệ tính nói di doãn vivi là một cô gái tốt theo tôi thấy cô ấy gần như hoàn mỹ không tì vết đáng nhận được sự thương yêu của bất kỳ người đàn ông nào nghe hoác khải nói lời này hai má đường trọng vi nhanh chóng trở nên ửng hồng mà ai cũng có thể nhận ra cô ấy tỏ vẻ đầy ngượng ngùng nhìn hoác khải trái tim đập dồn dập đúng như một câu trong tim có con nai đang chạy loạn thường viết trong tiểu thuyết nhưng giây tiếp theo lời nói của hoác khải lại khiến sắc mặt cô ấy trở nên tái nhợt nhưng tôi không có tình cảm nam nữ với vi vi tôi vẫn luôn đối xử với cô ấy như em gái có lẽ bà hiểu lầm điều gì rồi nhưng tôi có thể khẳng định với bà tôi sẽ không ly hôn cũng sẽ không làm con rể nhà họ đường về điểm này bà có thể yên tâm nếu gì doãn hiểu lầm về chuyện tôi có mặt ở đây vậy thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức lời nói của hoác khải nghe thản nhiên như thế mà lại tuyệt tình như thế tôi tuyệt đối không ly hôn cũng tuyệt đối không thể trở thành con rể của nhà họ Đường. Lời nói này khiến viền mắt Đường Trọng Vi chợt đỏ hoe. Cô ấy luôn cho rằng có lẽ Hoắc Khải cũng có cảm tình với cô ấy. Mỗi lần tìm anh ấy đều là xin gì được nấy, bao gồm chuyện bảo vệ cô ấy ở trường đua, tức giận vì cô ấy. Những điều này lẽ nào không phải là biểu hiện của việc thích cô ấy sao? Nhưng anh lại nói không có tình cảm nam nữ với cô ấy, chỉ coi cô ấy là em gái. Doãn tuệ tính cũng có chút kinh ngạc, bao năm qua, người theo đuổi đường Trọng Vi nhiều không đếm xuể. Cho dù sau này, đường Trọng Vi và Hóc Khải đính hôn khiến rất nhiều người ngoài mặt tỏ ra là đã từ bỏ suy nghĩ nhưng trên thực tế, ở sau lưng vẫn có nhiều kẻ nghĩ cách tiếp cận đường Trọng Vi. Dù gì, cô ấy cũng là người thừa kế duy nhất của đường Quốc Diệu, là người điều hành quốc tế đường thị trong tương lai. Lấy đường Trọng Vi làm vợ, đâu chỉ đơn giản là không cần phấn đấu 10 năm mà việc có thể ăn không ngồi rồi ba đời vẫn còn là ít. Cho nên, bà ta đương nhiên cho rằng, hoắc khải tiếp cận đường trọng vi cũng là vì tài sản của quốc tế đường thị, muốn dựa vào quan hệ với đường trọng vi đạt được lợi ích gì đó từ quốc tế đường thị. Nhưng bà ta không ngờ, hoắc khải lại nói ra những câu tuyệt tình như thế. Đã nói đến vậy rồi thì sau này hai người còn có hy vọng sao? Nhưng chỉ cần là người đàn ông có chút liêm sỉ thì chắc chắn sẽ không thể trở thành con rể nhà họ đường, nếu không thì cũng quá mất mặt doãn tuệ tĩnh nhướng mày nhìn chằm chằm hoác khải hồi lâu như muốn phán đoán xem lời nói của chàng trai trẻ tuổi này là thật hay là cố ý nói cho bà ta nghe nhưng bà ta không thể nhìn ra bất kỳ thông tin gì từ khuôn mặt anh biểu cảm trên gương mặt anh bình tĩnh đến nỗi bà ta không biết anh nói thật hay chỉ là giả bộ nhưng nếu cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc thì có vẻ bà ta hơi lép vế doãn tuệ tĩnh nghiến răng nói ai biết cậu nói thật hay giả con gái tôi sắc nước hương trời, cả thế giới cũng chỉ có vài người có thể so với nó. Cậu dám nói không có chút cảm tình nào với nó không? Hoắc Khải im lặng vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng, tôi vẫn nói câu nói đó, cho dù là có tình cảm như thế nào thì tôi chỉ đối xử với cô ấy như em gái. Lời nói này giống như giọt nước tràn ly. Doãn Tuệ Tĩnh còn muốn nói gì nữa nhưng bị Đường Trọng Vi ngăn lại. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt cô ấy, nghẹn ngào nói, mẹ mẹ đừng nói nữa được không con với anh lý sao mà không nói rõ ràng là cậu ra nói dối tại sao lại không có chút cảm tình nào với con mẹ không tin doãn vệ tĩnh nói lúc này đường quốc diệu từ cầu thang đi xuống đanh giọng nói bà làm loạn đủ chưa nhất định phải khiến mọi chuyện trở nên bế tắc như thế mới được sao tuy rằng lúc trước đường quốc diệu ở trong phòng ngủ nhưng ông ấy đều biết rõ những chuyện xảy ra bên dưới những lời nói của hóc khải Đường Quốc Diệu cũng nghe thấy, trong lòng rất khó chịu. Nhưng ông ấy càng không thích hành vi của Doãn Tuệ Tính, không thấy con gái đang rất buồn sao, vẫn còn muốn đứng đó nói tiếp. Thấy đường Quốc Diệu đi xuống, đường Trọng Vi cũng không có cách nào chịu đựng thêm, ôm mặt chạy luôn lên lầu. Sau đó có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ trong phòng của cô ấy. Đường Quốc Diệu mang vẻ mặt xám xịt đi xuống tới trước mặt Hoắc Khải, Doãn Tuệ Tính đứng bên cạnh nói, tôi nói gì sai sao, vốn dĩ chính là cậu ta. Đủ rồi, đường quốc diệu quát lên. Ông ấy rất ít khi tức giận ở nhà. Bình thường thì có vẻ là đường quốc diệu sợ doãn tuệ tính, nhưng khi ông ấy nóng lên thì doãn tuệ tính cũng phải biết điều. Người đàn ông nhà bà ta không phải là người bình thường, không ai dám coi thường thể diện ông ấy, cho dù là bà ta cũng vậy. Cho nên, bà ta chỉ đành lau bầu rồi cũng không dám hé môi nói một lời nào nữa. Đường quốc diệu nhìn chằm chằm hoác khải, giọng nặng nề nói cậu lý nếu cậu đã không thích con gái tôi thì không nên thân thiết với nó như thế cậu cảm thấy đó là một sự hiểu lầm nhưng cậu có từng nghĩ chính vì cậu thân thiết như vậy mới khiến con bé hiểu lầm hay không hả sau này cậu hãy tránh xa con bé một chút tôi không muốn con bé phải khóc vì bất kỳ lý do gì và vì bất cứ người đàn ông nào từ nhỏ đến lớn những yêu cầu của đường trọng vi đều được đường quốc diệu dốc sức đáp ứng con gái phải khóc khiến ông ấy còn đau lòng hơn tổn thất mấy trăm triệu. Cho nên sự việc ngày hôm nay khiến đường quốc diệu không thoải mái chút nào. Cũng chính vì coi trọng chiến lược hợp tác với hy vọng mới, nếu không đổi thành một người khác thì đã bị ông ấy đạp một cước bay ra ngoài rồi. Dám làm cho con gái của đường quốc diệu khóc, thằng nhãi cậu chán sống rồi à. Hoác Khải biết hai người này không chào đón anh ở đây. Anh thở dài rồi nói, nếu đã như vậy, tôi xin phép về trước thật sự xin lỗi về chuyện hôm nay. Xin lỗi có tác dụng gì, đường quốc diệu không vui nói. Hoác Khải biết nói nhiều cũng vô dụng nên lập tức rời đi. Thấy bóng lưng của anh càng ngày càng xa, đường quốc diệu càng tức giận. Thằng nhóc này, nói đi là đi luôn. Cậu không biết dỗ dành người khác sao? Nếu không dỗ chúng tôi thì cũng nên đi dỗ con bé Vi Vi chứ. Doãn tuệ tính cũng vô cùng tức tối, nói đây là con rể lý tưởng mà ông nói sao? Ông xem dáng vẻ của cậu ta xem, vốn dĩ không coi nhà chúng ta ra gì. Bà nói ít thôi, nếu không phải bà cứ đòi đợi ở đây, nói lung tung nhiều như thế thì cũng không khiến chuyện này trở nên nát bét như vậy, Đường Quốc Diệu bực bội nói. "Ơ, ờ, bây giờ ông quay sang trách tôi đấy à? Không phải tại ông nói cậu ta tốt đẹp lắm, nhất định kêu đến đây ăn cơm. Cậu ta không đến thì có xảy ra chuyện này không?" Doãn Tuệ Tĩnh nói. Đường Quốc Diệu biết không thể nào nói lại bà ta dứt khoát phung tay đi lên lầu Đến trước cửa phòng đường Trọng Vi Xuyên qua cánh cửa khép hờ thấy con gái đang nằm dạp trên bàn trang điểm không ngừng khóc Đường Quốc Diệu do dự một lát thì vẫn đi vào Nói đừng khóc nữa Lớn như thế rồi còn khóc nhẹ hả chương 572 Khuyên Nhủ Đường Trọng Vi không hề quan tâm đến ông ấy mà trái lại còn khóc to hơn Đường Quốc Diệu bất lực nói Không phải chỉ là một gã đàn ông thôi sao Có gì đâu chứ bố sẽ tìm cho con người tốt hơn, bảo đảm tốt hơn cậu ta 100 lần. Làm gì có ai tốt hơn anh ấy 100 lần chứ, đường trọng vi ngẩng đầu lên la nói. Đường quốc diệu xứng người, sau đó bật cười. Đường trọng vi cũng thấy hành động của mình có chút buồn cười thì không nén được mà càng trở nên tức giận hơn. Khuôn mặt đang khóc như mưa kia khiến người khác đau lòng không thôi, đường quốc diệu thở dài, đi tới nói, thật ra, bố hiểu tâm trạng của con. Tên nhóc đó rất tốt, nhưng người ta không thích con thì con có thể làm gì được hơn nữa cậu ta là một người đàn ông đã kết hôn không thể bảo người ta ly hôn đi rồi lấy con được như vậy thì tội cho con quá con không thấy tủi thân đường trọng vi bất giác nói sau đó đỏ bừng gò má ý của con là con không hề nghĩ đến những điều này thế con khóc cái gì con muốn khóc con thích khóc được rồi con gái rượu của tôi ơi con muốn khóc thì khóc đi ai cũng không cản được con hết đường quốc diệu giơ tay tỏ thái độ đầu hàng tuy rằng đường trọng vi là bông hoa trong lồng kính nhưng cô ấy cũng biết bố mẹ yêu thương mình chỉ vì trong lòng ấm ức tột đỉnh khiến cô ấy rất khó chịu vì sao anh ấy lại không thích con con kém cỏi như vậy sao đường trọng vi đáng thương hỏi ai nói con kém cỏi trên thế giới này có cô gái nào tốt hơn con sao chắc chắn là không con gái của bố là người tốt thế thế giới đường quốc diệu nói Thế tại sao anh ấy lại không thích con, anh ấy yêu vợ của anh ấy? Lẽ nào con kém vợ anh ấy nhiều như thế sao? Con đã từng gặp cô ấy, tuy rất xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ nhưng con cũng không kém cô ấy. Hơn nữa con còn trẻ như thế, con còn, con, đường trọng vi càng nói mặt càng đỏ. Cô ấy muốn nói, mình vẫn còn trinh trắng, nhưng dù đã trưởng thành rồi thì cũng không thích hợp thảo luận loại chuyện này trước mặt bố. Đường Quốc Diệu nói, bố không biết vợ cậu ta như thế nào, nhưng bố biết nhất định con là người tốt nhất cậu ta không thích con là cậu ta bị mù không thấy điểm tốt của con không phải thế đường trọng vi buồn bã nói con lại cảm thấy là vì anh ấy trung tình không phải gặp ai cũng yêu người đàn ông như thế bây giờ rất hiếm có đường quốc diệu nghe thấy thế thì trợn tròn mắt vừa rồi còn khóc lóc không ngừng chớp mắt đã nói mấy lời tốt đẹp bảo vệ hoác khải rồi ông ấy hiểu ra con gái mình đã bị xa vào lời nguyền của tên nhóc đó không thể tự thoát ra con gái mình cái gì cũng tốt, nhưng một khi đã rơi vào lưới tình thì rất khó để thoát ra. Giống như lúc con gái yêu tên nhóc nhà họ hoắc dùng cả trái tim để yêu, chuyện của nhà mình thì chẳng thấy hỏi đến bao giờ nhưng nhà họ hoắc có việc thì lần nào con gái cũng xuất hiện đầu tiên. Mà hậu quả của việc đó là thằng danh nhà họ hoắc hủy hôn khiến con gái đau lòng mất 2 năm. Mà đó còn vì có sự xuất hiện của người đàn ông khác ở bên cạnh thu hút sự chú ý của con gái, nếu không có lẽ thêm hai năm nữa cũng chưa thể thoát khỏi khổ đau đây cũng là một trong những lý do tại sao đường quốc diệu không để ý việc hoác khải đã kết hôn vẫn muốn làm mối cho con gái ông ấy và anh ở bên nhau ngoài việc cảm thấy hoác khải đủ ưu tú xứng với con gái ông ấy cũng vì hy vọng đường trọng vi có thể nhanh chóng bước ra khỏi chuyện thất tình hưởng thụ cuộc sống mới tươi đẹp nhưng bây giờ đường quốc diệu thật thất vọng thái độ mà hoác khải bày tỏ khiến ông ấy nhận ra đây chỉ là sự mong mỏi của mình ông ấy không để ý nhưng người ta chưa hẳn sẽ đồng ý nhất là thấy dáng vẻ đau khổ của con cái khiến đường quốc diệu cảm thấy rất hối hận về quyết định vội vàng lúc đầu sớm biết vậy sẽ khiến đường trọng vi đau khổ lần thứ hai thì không để cho cô ấy và tên nhóc kia được tiếp xúc nhiều vậy bây giờ con nghĩ thế nào cậu ta đã từ chối con một cách dứt khoát rồi đường quốc diệu nói đường trọng vi lau nước mắt phương đầy trên khuôn mặt nói con không thấy đó là anh ấy đang từ chối Chắc chắn anh ấy thích con, nhưng vì một lý do nào đó mới không thể nói ra. Có lẽ do quan niệm thế tục, có lẽ do thân phận của con mà cũng có thể là năng lực bây giờ của con không xứng với anh ấy. Nhưng cho dù thế nào, con chắc chắn là anh ấy nhất định có thích con. Cho nên, con không thể buông tay, con đã buông tay một lần rồi, lần này có chết con cũng phải giành lấy. Đường Quốc Diệu nghe thấy như vậy thì cảm thấy rất đau lòng. Vốn dĩ muốn chia sẻ với con gái nhưng ai ngờ chuyện đã xảy ra như thế lại ép cô ấy đến đường cùng nếu lần này không thể cùng hoác khải ở bên nhau có thể đường trọng vi thật sự sẽ không chịu được đả kích này mà chọn một con đường không thể quay đầu đường quốc diệu tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy điều này ông ấy rất muốn khuyên con gái từ bỏ suy nghĩ này bởi vì biểu cảm khi nói chuyện của hoác khải lúc trước nói cho ông ấy biết người đàn ông này có mối quan tâm khác không phải một mình đường trọng vi nỗ lực là có thể thay đổi những người như thế anh ta không muốn làm gì thì không ai ép được nhưng đường quốc diệu cũng biết mình mà thật lòng khuyên nhủ cũng chắc có ích gì đừng cho là đường trọng vi yếu đuối là thế thực ra tính cách của cô ấy vô cùng ngang ngược giống như lúc đầu nhà họ hoác hủy hôn tất cả mọi người đều khuyên cô ấy không nên đến nhà họ hoác tránh bị xấu hổ nhưng đường trọng vi vẫn kiên quyết phải đi một lần lại một lần cho dù người nhà họ hoác có nói bao nhiêu lời khó nghe thì cô ấy đều phải nhìn thấy người đàn ông kia nếu không cô ấy thả chết chứ không rời đi nhà họ hóc cũng không còn cách nào cuối cùng kẻ giả mạo kia vẫn phải ra mặt đuổi cút đường trọng vi trước mặt tất cả mọi người mới khiến cô ấy hết hy vọng ông ấy thở dài rồi nói vậy con suy nghĩ kỹ đi con đường này không dễ đi như con tưởng tượng đâu con biết đường trọng vi ra sức gật đầu nói nhưng không phải con chưa từng trải qua chuyện như thế con biết mình đang làm gì bố con đã không còn là trẻ con nữa không thể để bố mẹ cứ mãi bảo vệ con được. Con có thể chăm sóc mình thật tốt mà." Đường Quốc Diệu cười khổ, "Nếu con có thể chăm sóc bản thân thật tốt thì sẽ không khóc đến nửa ngày như thế." Nhưng lời nói như thế ông ấy chỉ có thể nghĩ thầm mà thôi, không thể thật sự nói ra, tránh đả kích lòng tự trọng của con gái. Tối hôm nay đã định là sẽ khiến một số người mất ngủ. Sau khi ông ấy trở về phòng ngủ của mình, Doãn Tuệ Tĩnh đang tẩy trang. Thấy ông ấy quay lại, bà ta hỏi con gái thế nào rồi vẫn đang khóc sao không khóc nữa rồi nhưng con bé càng kiên trì với suy nghĩ muốn ở bên tên nhóc kia đường quốc diệu đau đầu nói động tác của doãn tuệ tính chợt ngừng lại sau đó phàn nàn nói tôi đã sớm nói với ông rồi đừng để con gái lại gần tên nhóc đó quá ông lại không nghe bây giờ thì hay rồi muốn con gái quay đầu cũng không thể làm nữa rồi nếu không phải hôm nay bà ồn ào một hồi thì chúng nó vẫn sẽ duy trì trạng thái mập mờ đó sẽ không nói trắng hết ra như thế đường quốc diệu nói doãn tuệ tính mở miệng muốn phản bác nhưng lại thôi cuối cùng bà ta chỉ đành hỏi vậy ông nghĩ thế nào sẽ không cổ vũ con gái chứ con bé không phải là trẻ con nữa có cách nghĩ và chủ kiến riêng chúng ta là bố mẹ không cần phải tham gia quá nhiều hơn nữa ngọn nguồn của chuyện này là ở tên nhóc kia chỉ khuyên vi vi cũng không có tác dụng gì. Sao thế, lẽ nào ông thật sự muốn bảo tên nhóc đó ly hôn rồi lấy con gái chúng ta? Ông không sợ mất mặt à?" Doãn Tuệ Tĩnh không hài lòng nói. "Vậy bà có cách nào tốt hơn không?" Đường Quốc Diệu hỏi. "Doãn Tuệ Tĩnh nào có cách gì hay hơn, nếu không thì vừa rồi cũng không đến lượt Đường Quốc Diệu đi khuyên Đường Trọng Vi." Nhưng Lý Phong nói rồi, cậu ta chắc chắn không thể ly hôn, ông muốn làm thế nào?" Doãn Tuệ Tĩnh hỏi việc do còn người làm mà ra đường quốc diệu nói con gái của chúng ta đủ ưu tú tôi không tin cậu ra thật sự không động lòng một chút nào hơn nữa tham vọng của tên nhóc này rất lớn tôi đã từng gặp vợ của cậu ta tên ninh thần cô ấy không xứng với cậu ta có lẽ cậu ta là người đàn ông trọng tình nghĩa nhưng không có nghĩa là không có lỗ hổng nào vì hạnh phúc của con gái tôi nhất định sẽ khiến cậu ta thay đổi suy nghĩ doãn tuệ tĩnh không nói nhiều nữa bà ta không biết mình nên ủng hộ hay phản đối suy nghĩ của chồng. Chuyện này đã vượt quá phạm vi khống chế của bà ta, không phải đơn giản như chuyện nhà cửa. Mà lúc này, Hoác Khải cũng đã tìm được một khách sạn để nghỉ ngơi. Chuyện của đường trọng vi đối với Hoác Khải chỉ là một khúc nhạc đệm không cần để trong lòng. Em gái hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tính cách cũng không phải dễ dàng buông tay khi gặp khó khăn. Người khiến anh thật sự lo lắng là Hoác Giai Minh, lúc trước đã nói với Hoác Giai Minh, sau khi về đến nhà thì nhắn một tin cho mình báo bình an, nhưng đợi đến 3 giờ sáng vẫn không có tin tức gì khiến sự bất an trong lòng Hoác Khải càng tăng lên nhiều hơn. chương 573, xảy ra chuyện rồi. Lại đợi thêm một lát, vẫn không có tin tức gì, Hoác Khải đành phải gọi cho Hoác Giai Minh. Nhưng điện thoại không có người nghe, thông báo đã tắt điện thoại. Hoác Khải cau mày, anh tin tưởng trực giác của mình, có lẽ Hoác Giai Minh gặp phải rắc rối rồi còn gặp rắc rối thế nào thì anh cũng không rõ. Hơn nữa, anh cũng không biết bây giờ nên tìm ai để hỏi. Tìm người nhà họ hoác sao? Nghĩ một lát, Hoác Khải vẫn gọi điện cho đường Trọng Vi. 4 giờ sáng nhận được điện thoại của Hoác Khải khiến đường Trọng Vi rất bất ngờ. Cô ấy vừa mới ngủ, đang mơ màng. Alo, anh Lý, có chuyện gì sao? Đến bây giờ Hoác Giai Minh vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi. Cậu ta có gửi cho cô không? Hoác Khải hỏi. Giai Minh, không có, Đường Trọng Vi xoa lên mắt, ngồi dậy, mở chiếc đèn ở đầu giường, nói, hay là cậu ta ngủ rồi? Không biết, nhưng tôi thấy trong lòng bất an, lo cậu ta xảy ra chuyện gì. Cô có biết làm thế nào để liên lạc với người bên cạnh cậu ta không, Hoắc Khải hỏi. Cái này thì tôi thật sự không rõ, mấy vệ sĩ bên cạnh cậu ta đều chọn lựa từ nội bộ nhà họ Hoắc. Trừ người nhà họ thì không ai biết cách liên hệ cả, Đường Trọng Vi hiểu ý của Hoắc Khải, nói, nhưng tôi cảm thấy anh suy nghĩ quá nhiều đấy có lẽ hoác giai minh mệt quá nên đã đi ngủ hoặc quên mất gửi tin nhắn cho anh anh gọi cho cậu ta chưa tôi gọi rồi nhưng tắt máy hoác khải trả lời nói hơn nữa tôi không cho rằng cậu ta quên trí nhớ của cậu ta rất tốt hơn nữa rất giữ lời hứa nói là sẽ gửi tin nhắn thì chắc chắn sẽ làm nếu không gửi tin nhắn thì nhất định là có chuyện rồi đường trọng vi muốn phản bác nhưng nghĩ kỹ càng thì những gì hoác khải nói cũng rất có lý Hoác Giai Minh bình thường cứ cả lơ phất phơ, giống như không làm gì cả, nhưng tính cách của cậu ta rất tốt. Trọng tình trọng nghĩa, giữ lời hứa, cho nên Hoác Khải và Đường Trọng Vi mới muốn làm bạn cùng cậu ta. Trong những dòng họ lớn như nhà họ Hoác thì rất hiếm gặp người mà không có nhiều mưu toan, tính tình lương thiện. Nếu không thì anh đợi một chút, tôi nhớ trước đây cậu ta đã từng nói chỗ ở hiện tại. Tôi tìm xem bên đó ai có thể liên lạc với cậu ta, Đường Trọng Vi nói. Được, sau khi cúp điện thoại hoác khải lại đợi ở trong phòng một lúc khoảng nửa tiếng sau thì đường trọng vi gọi lại nói tôi bảo người của khách sạn bên đó hỏi rồi hoác giai minh vẫn chưa về khách sạn lúc này đường trọng vi đã hoàn toàn tỉnh táo trong lòng cũng bắt đầu có cảm giác bất an anh lý bây giờ không tìm thấy cậu ta lại không liên lạc được thì làm thế nào đường trọng vi hỏi hoác khải đã nghĩ ra được một cách anh nói ở đây là địa bàn của quốc tế đường thị nhà cô dùng mối quan hệ của người trong công ty, kiểm tra thiết bị giám sát trong thành phố, tra theo con đường mà Hoác Khải đã đi sau khi ra khỏi nhà hàng xem cậu ta đi đâu. Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp người đi làm ngay, nhưng chắc phải cần chút thời gian, đường trọng vi nói. Theo quy định của pháp luật thì người bình thường không có quyền điều tra bằng thiết bị giám sát, nhưng với sức ảnh hưởng rộng lớn của quốc tế đường thị thì chuyện nhỏ này không có gì khó làm. Nhưng cho dù là nhân vật siêu lớn như quốc tế đường thị, muốn tìm kiếm tâm tích của một người bằng thiết bị giám sát thì vẫn còn cần rất nhiều thời gian. Cho đến 7 giờ sáng, đường Trọng Vi mới báo tin, nói tìm ra rồi. Sau khi Hoác Gia Minh rời khỏi nhà hàng thì một mình rời khỏi thành phố. Theo hiển thị của camera giám sát thì cậu ta gọi taxi đi. Chúng tôi đã liên hệ với người lái xe, người đó nói cậu ta đi đến một nơi rất nổi tiếng ở vùng lân cận vì lúc đó rất muộn rồi nên lái xe đưa cậu ta đến gần đó thì không dám lại gần mà quay xe trở lại, nên không rõ Hoắc Duy Minh đi vào hay không. Cô nói cho tôi biết địa chỉ, bây giờ tôi đi đến đó xem sao, Hoắc Khải nói. Tôi đi với anh, Đường Trọng Vi lập tức nói. Hai người hẹn nhau ở một điểm, sau đó lái xe đến địa điểm hay được nhắc đến kia. Nơi này ban đầu là một nhà xưởng, từ trước vẫn hoạt động tốt, sau đó đến một ngày, vì nhu cầu phát triển nhà xưởng phải mở rộng nên bắt đầu đào đất làm móng. Khi đào đất thì họ phát hiện rất nhiều quan tài lớn. Cũng không biết là quan tài từ năm nào, cũng không biết vì sao lại nhiều hài cốt như vậy. Những bộ hài cốt xếp chồng lên nhau, hơn 100 quan tài nhưng lại xếp gần 1.000 hài cốt. Sau đó, người của nơi hỏa táng đến, chở những hài cốt đó đi, nhưng khi đốt thì bếp lò lại liên tục xảy ra sự cố mà mấy công nhân làm việc ở đó thì tự nhiên bị thương nặng. Trong quá trình mở rộng nhà xưởng cũng xảy ra rất nhiều sự cố, đụng chết, ngã chết năm sáu người. Không lâu sau, cả nhà chủ xưởng cũng bị bệnh nặng đột ngột mà chết bất đắc kỳ tử. Những người làm trong nhà xưởng cũng đều thấy không khỏe. Có người nói, đó là do những hài cốt oan hồn kia quấy phá. Chủ xưởng đã chết, lại thêm những chuyện ma quỷ như thế nên đương nhiên nhà xưởng cũng bị bỏ hoang. Những căn phòng đang xây dở dang, mới xây được một nửa thì dừng. Đến giờ đã mấy năm trôi qua, nơi đó đã mọc đầy cỏ dại, cũng thu hút không ít người tới đó để tham gia trò bắt ma. Có rất nhiều người nói rằng đã thấy oan hồn tụ lại thành đàn bay phiêu lãng trong công xưởng, còn có người vì thế mà phát điên, mất tích vân vân. Câu chuyện về nơi này rất quen thuộc với người bản địa, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Nếu không phải là ban ngày, lại đi cùng Hoắc Khải thì có đánh chết đường trọng vi cũng không dám một mình tới đây chỉ cần đi đến gần công xưởng hoang vắng kia đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Mà lúc Hoác Khải nhìn thấy nhà xưởng thì cũng thấy hơi khó chịu. Nơi này bốn phía mọc đầy cỏ dại, cao gần bằng đầu người, hoang tàn đổ nát, nhìn có vẻ giống một nấm mộ. Những thiết bị và vật liệu xây dựng bị bỏ đi không còn sử dụng được nữa nằm la liệt ở khắp nơi. Có mấy chiếc xe ở trong nhà xưởng thì đã hoen dỉ và loang lổ. Anh Lý, Hoác Giai Minh đã thật sự đến đây sao? Còn một mình đến đây lúc nửa đêm, đường trọng vi hơi sợ hãi đi phía sau Hoác Khải. Hoác Khải cao mày, vừa đi, vừa đánh giá bốn phía, nói tôi cũng không rõ, nhưng khả năng lớn là cậu ta đã đến. Nhóc này nhìn thì tưởng yếu đuối nhưng thật ra rất to gan, lại thích khám phá những thứ mới lạ, đến những nơi thế này cũng không có gì lạ. Nhưng tôi thấy nơi này quá đáng sợ, ban ngày ban mặt mà còn lạnh run cả người, đường trọng vi hơi run rẩy nói cả người lái xe đến cùng họ cũng cảm thấy không thoải mái nhưng cô chủ nhà họ đường ở đây trong lòng người này có sợ cũng không dám nói ba người đi trong đám cỏ dại không lâu sau thì nhìn thấy một nhà xưởng ở phía trước xa xa họ nhìn thấy một người đang nằm trước cửa lớn của nhà xưởng tim hoắc khải đập thình thịch vội vàng xài bước chạy đến khi chạy tới gần quả nhiên là hoắc giai minh điều khiến mọi người sợ hãi đó chính là hoắc giai minh gần như không còn hơi thở nhìn giống như một người chết. Nhưng lồng ngực của cậu ta vẫn đang khe khẽ động đậy. Hoắc Khải vội vàng ngồi xuống, xem mạch cho cậu ta thì vẫn thấy mạch đập, chứng tỏ cậu ta còn sống. Nhưng cho dù Hoắc Khải gọi thế nào thì Hoắc Gia Minh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Trọng Vi và lái xe cũng chạy tới, thấy tình hình này thì không nén nổi kêu lên, "Anh Lý, cậu ta làm sao vậy?" "Không rõ, gọi xe cứu thương trước đã." Hoắc Khải nói trong lúc đường trọng vi gọi điện thoại cho bệnh viện thì hoác khải cẩn thận dè giặt cởi quần áo của hoác giai minh muốn xem trên người cậu ta có bị thương không mà sau khi mở ra thì trong lòng hoác khải vô cùng sợ hãi trên phần da ngực của hoác giai minh đã biến thành màu đen nhìn giống máu thịt bị thối giữa không cần sát lại gần cũng có thể ngửi thấy mùi thịt thối đó đường trọng vi cũng ngửi thấy mùi này cô quay đầu nhìn qua thấy cảnh này thì lại sợ hãi kêu lên anh lý trên người cậu ta. Trước hết, không được động đến cậu ta, cũng không được tiếp xúc vào thân thể cậu ta. Không biết đây có phải là một loại độc tố hay không, Hoác Khải cẩn thận đứng dậy, kéo đường trọng vi và kêu lái xe lùi lại kéo giãn khoảng cách. Xe cứu thương nhanh chóng tới, bác sĩ nhấc Hoác Giai Minh đưa lên xe. Hoác Khải và đường trọng vi lái xe phía sau, suy xét đến việc cậu ta có thể trúng một loại độc tốt nào đó. Việc đầu tiên sau khi hai người đến bệnh viện chính là tiến hành tiêu độc và làm xét nghiệm. Mà trong quá trình này thì Hoắc Gia Minh cũng được bệnh viện tiến hành điều tra và trị liệu chuyên sâu nhiều lớp. Trong lúc đợi kết quả, vẻ mặt Đường Trọng Vi đầy lo lắng, hỏi: "Anh Lý, anh nói xem Hoắc Gia Minh có chuyện gì không?" "Không biết được." Hoắc Khải lắc đầu, thở dài. "Nhà xưởng kia đã bị bỏ hoang đã lâu, gần đó không có thiết bị giám sát, không ai biết rốt cuộc lúc đó Hoắc Gia Minh gặp phải chuyện gì." Chương 574, thời gian 3 ngày khoảng 4 tiếng sau mới có kết quả xét nghiệm. Hoắc Khải và Đường Trọng Vi đều rất khỏe, không phát hiện điều gì bất thường trong máu, bình thường về mọi mặt. Còn Hoắc Gia Minh, bác sĩ không kiểm tra được virus gì trên người cậu ta, nhưng đây cũng không phải chuyện tốt. Vì bệnh viện đã xác nhận mảng da lớn trước ngực Hoắc Gia Minh đã gần như bị thối rữa. Cho dù cậu ta có còn sống thì vết thương như vậy cũng đã khiến cậu ta gần như thập tử nhất sinh rồi. Với kỹ thuật y học hiện giờ thì chỉ có thể cố gắng duy trì tính mạng cho cậu ta sau đó từ từ hồi phục mà thôi còn tỷ lệ thành công như thế nào thì rất khó nói mà trong kết quả xét nghiệm của bệnh viện thì có một mục khiến lòng hoác khải như rơi xuống đáy vực sóng não của hoác giai minh rất yếu ớt từ phản ứng như vậy có thể thấy cho dù cứu sống được thì cũng khó mà tỉnh lại sóng não không đủ mạnh thì sẽ ngủ sâu và hôn mê mãi nghiêm trọng hơn thì sẽ thành người thực vật tình huống cụ thể ra sao thì còn phải chờ tiến hành xét nghiệm bước tiếp theo mới được Tóm lại là tình hình này rất bất ổn. Nghe thấy kết luận của bác sĩ, đường trọng vi sợ đến khóc hòa lên. Hôm qua còn cùng nhau đi ăn, đi hát cơ mà, tại sao chỉ qua một buổi tối mà đã thế này rồi? Chúng tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cậu ấy không trúng độc, cũng không bị kích thích gì cả. Theo lý thì da thịt không thể bị thối giữa đến mức này được. Hơn nữa, lại còn thối giữa từ bên trong cơ thể, giống như có đồ vật gì đó được găm vào trong và phá hoại các tế bào bình thường của cậu ấy vậy. Chúng tôi chưa từng gặp phải tình huống này, cũng chưa từng nghe thấy trên đời có bệnh án nào tương tự thế này cả. Bác sĩ thở dài nói, cho nên chúng tôi sẽ dốc hết sức, còn lại thì phải nghe theo ý trời, mong anh chị hiểu cho. Hoác Khải hiểu được ý của bác sĩ, nhưng anh không thể chấp nhận kết quả này được. Một người đang yên đang lành, sao có thể trở thành hấp hối chỉ sau một đêm chứ? Nhưng Hoác Khải hiểu ý bác sĩ nói. Bình thường thì chỉ có bị thương hoặc tử vong thì da thịt mới thối giữa, vì bị thương hoặc tử vong sẽ khiến cho cơ thể sinh ra một loại vi khuẩn mà bình thường chỉ tồn tại ở ruột da. Cho nên, cơ thể sẽ thối giữa từ bụng trước, còn nếu bị thương thì phần lớn là do bị nhiễm trùng. Nhưng dù là nhiễm trùng hay tử vong thì ít nhất cũng phải sau 24 giờ. Cuống hồ hoác giai minh còn không có dấu vết bị thương, tại sao lại thối giữa được chứ? Khả năng duy nhất chính là có người đã tiêm vi khuẩn vào người cậu ta. Nhưng bác sĩ lại không thể tìm ra dấu vết nào ở phần ngực của cậu ta cả. Hơn nữa, cho dù có bị tiêm vi khuẩn thì sóng não của Hoắc Gia Minh cũng không nên yếu ớt như vậy mới phải. Tất cả mọi thứ đều đi ngược lại với lý luận y học bình thường, khiến người ta không tài nào hiểu được. "Đừng lo, vẫn còn sống thì nhất định sẽ có cách cứu được." Hoắc Khải an ủi. Nhưng bác sĩ cũng nói cậu ấy rất khó tỉnh lại, có khả năng sẽ nằm trên giường cả đời, vành mắt đường trọng vi đỏ hoe cô ấy và Hoác Giai Minh thân nhau từ nhỏ, thân thiết như chị em ruột. Hiện giờ Hoác Giai Minh gặp phải tai nạn, đường trọng vi dĩ nhiên là rất buồn. Hoác Khải cũng không khác gì, trong số thanh niên nhà họ Hoác thì chỉ có Hoác Giai Minh là thân với anh nhất. Cô đừng lo quá, chuyện này cứ giao cho tôi, Hoác Khải nói. Đường trọng vi ngẩng lên nhìn anh, hỏi anh định làm gì? Tìm bác sĩ tốt hơn sao? Bác sĩ có tốt hơn nữa cũng sẽ không giải quyết được loại chuyện phản y học này đâu, Hoắc Khải lắc đầu, nói, muốn cứu Giai Minh thì phải tìm hiểu xem tối đó cậu ấy đã gặp phải chuyện gì. Không lẽ anh cũng định một mình ra ngoài vào buổi tối? Không được, không thể được, đường trọng vi hốt hoảng kéo Hoắc Khải lại. Hoắc Giai Minh đã không may gặp chuyện tại đó, những chuyện lạ mặc dù chưa chắc đã là thật, nhưng nhớ đâu. Căn bệnh của Hoắc Giai Minh quá kỳ lạ, nên nếu cậu ta thực sự gặp phải chuyện gì hi hữu thì cũng không đáng kinh ngạc là mấy. Người khác có thể mạo hiểm, Đường Trọng Vi không quan tâm, nhưng Hoắc Khải thì không thể đi. Dĩ nhiên là Hoắc Khải cũng không định đi. Sự cố của Hoắc Gia minh chứng minh được sự tồn tại của một loại nguy cơ nào đó. Hoắc Khải còn chưa chán sống, anh đang có rất nhiều việc có ý nghĩa hơn cần làm. Đời người dài đằng đẵng, anh không muốn biến mất chỉ vì một phút xúc động. "Cô yên tâm, tôi sẽ không bồng bột đâu, nhưng tôi sẽ nghĩ cách điều tra ra chuyện này." Hoắc Khải trầm giọng nói, dù là người hay ma Người làm hại Gia Minh nhất định phải trả giá. Từ biểu cảm của Hoắc Khải, Đường Trọng Vi có thể thấy được anh không phải đang giả vờ an ủi mình mà là sẽ thật sự làm chuyện này. Nhưng không đi đến đó thì sao mà điều tra được? Hiện giờ Hoắc Gia Minh đang hôn mê bất tỉnh, lúc đến đó cậu ta chỉ đi một mình, không có ai giúp làm chứng được. Cho nên muốn điều tra rõ ràng cũng khó. Nhưng Hoắc Khải đã có ý tưởng rồi, người khác muốn tra thì khó, nhưng anh thì chưa chắc. Sau khi an ủi Đường Trọng Vi một hồi, Hoắc Khải đến thang máy, gọi điện thoại cho Cổ Ngôn Tài. "Sếp, anh dặn dò gì thế ạ?" À? Cổ Ngôn Tài hỏi. "Trong vòng 3 ngày, không cần biết tốn bao nhiêu tiền, anh phải hoàn thành được công nghệ BCI cho tôi. Không cần thiết lập cảnh quá phức tạp, tôi chỉ cần có thể giao lưu được sau khi liên kết sóng não thôi." Hoắc Khải đáp. Cổ Ngôn Tài im lặng một lúc rồi đáp, "Ừm, um, tôi đã hiểu." Hai người không nói thêm lời nào nữa, cúp máy có lẽ sẽ có người cho rằng yêu cầu của Hoắc Khải thật quá đáng. Kế hoạch công việc ban đầu là phải hoàn thành trong vòng mấy tháng, thậm chí là một năm, hiện giờ lại bắt người ta làm trong vòng ba ngày. Nhưng trên thực tế thì loại công nghệ BCI này đã xuất hiện trên thế giới rồi. Đó là thiết bị lợi dụng sóng não và khống chế thần kinh, mặc dù không được sản xuất hàng loạt nhưng lại có tỷ lệ thành công rất cao. Việc đội ngũ kỹ thuật của cổ ngôn tài cần làm đó là nâng cao tiêu chuẩn của kỹ thuật này, không chỉ có thể tiến vào sóng não của con người mà còn có thể giao lưu giữa hai sóng não, giống như con người nói chuyện với nhau vậy. Tình trạng của Hoác Giai Minh rất bất ổn, mặc dù bác sĩ nói là đang cố gắng, nhưng bọn họ có duy trì được tính mạng của Hoác Giai Minh hay không lại là một vấn đề khác. Hoác Khải trước giờ chưa từng giao mạng sống của mình cho người khác, anh thả tin chính mình còn hơn. Cho nên, trị liệu của bác sĩ chỉ là một cách, đội ngũ kỹ thuật của cổ ngôn tài mới là lựa chọn thứ hai của Hoác Khải. Bọn họ muốn dựa vào kỹ thuật BCI để đối thoại trực tiếp với Hoác Gia Minh, hỏi xem tối đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần biết ngọn nguồn thì có thể cứu được. Cổ Môn Tài nhận điện thoại xong thì im lặng một chút rồi ấn vào dãy số điện thoại trên bàn. Tập hợp toàn bộ nhân viên kỹ thuật đến đây trong vòng 3 phút. Ngoài ra, thông báo cho tiểu đội tinh anh trong phạm vi toàn thế giới, lấy tốc độ nhanh nhất và giá cả cao nhất để gọi tất cả những ai có thể hỗ trợ trong dự án kỹ thuật này cho tôi nếu có người không muốn đến thì trói lại rồi đem đến cho tôi. Xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cổ ngôn tài cũng là người quyết đoán, anh ta dùng thái độ hoàn mỹ nhất để hoàn thành yêu cầu của hoắc Khải. Hoàn thành kỹ thuật BCI trong vòng 3 ngày là một việc rất khó nếu nhìn theo góc độ bình thường. Nhưng cổ ngôn tài chưa từng nghĩ đến việc thất bại, anh ta chỉ biết hoàn thành yêu cầu của sếp thôi. Còn về việc làm thế nào, sau khi làm sẽ xảy ra chuyện gì thì đó là chuyện của sau này, không liên quan đến bây giờ. Bao gồm cả cao thủ vô danh cũng bị cổ ngôn tài gọi thẳng về. Tạm thời hoãn lại thiết kế khung của thế giới ảo, hiện giờ phải tập trung vào dự án duy nhất là BCI. Bất kể là ai, bất kể người đó thuộc thế lực nào, lúc trước làm việc cho dự án nào, bây giờ bắt buộc phải hoàn thành dự án kỹ thuật này. Thời gian 3 ngày, 72 tiếng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Không được phép bỏ lỡ từng giây, từng phút để gọi người về, cổ ngôn tài thậm chí còn dùng đến mấy chục chuyên cơ, hoạt động khắp nơi trên toàn thế giới để thu thập nhân tài về với tốc độ nhanh nhất. Hành động này rất lớn, dẫn đến sự quan tâm của rất nhiều người. Bọn họ không hiểu cổ ngôn tài làm vậy làm gì, tại sao đột nhiên lại tập hợp nhiều nhân tài trong ngành y học và IT như vậy. Hơn nữa, quốc tế đường thị cũng dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ. chương 575, Hoác Trạch Minh Điều Hoác Khải muốn là liên lạc được với Hoác Giai Minh, còn các chuyện khác anh không quan tâm. Mà việc cổ ngôn tài cần làm là thỏa mãn yêu cầu của Hoác Khải, những chuyện khác anh ta cũng chẳng để ý. Việc cả thế giới đều dõi theo hy vọng mới không liên quan đến anh ta, nhưng hành động lần này liên lụy đến nhiều người, cũng dây dưa với rất nhiều thế lực. Cộng thêm việc cổ ngôn tài đã sử dụng đủ loại thủ đoạn từ mềm mỏng đến cứng rắn, khiến rất nhiều người bất mãn. Nhưng cũng chỉ là bộ phận nhỏ mà thôi, nhiều người đoán rằng kỹ thuật VR của hy vọng mới đang tiến gần đến thời khắc quan trọng, có khả năng cần giải quyết vấn đề nào đó cấp bách nên mới xuất động nhiều nhân lực như vậy. Kỹ thuật VR của hy vọng mới luôn là đối tượng mà các thế lực theo đuổi, bọn họ rất muốn biết rõ kỹ thuật này cao đến cỡ nào, và cũng có rất nhiều người muốn đánh cắp kỹ thuật đó. Mà lần tụ họp này lại cho bọn họ một cơ hội. Cho nên rất nhiều thế lực đã cam tâm tình nguyện phối hợp với cổ ngôn tài mà đưa người đến. Dĩ nhiên, sau khi đám người này đến, ngoại trừ việc phối hợp với đội ngũ kỹ thuật của cổ ngôn tài ra thì càng muốn nghĩ cách truyền tài liệu kỹ thuật ra ngoài hơn. Nhưng bọn họ lại đánh giá cổ ngôn tài quá thấp, bất kể có bao nhiêu người đến thì anh ta cũng có thể sắp xếp ổn thỏa được. Mấy người đàn em nắm vị trí quan trọng đều thức trắng 24 phần 24 và phân tích sắp xếp dựa theo năng lực sở trường của bọn họ. Những người ở các thế lực khác nhau cũng được chia vào các lĩnh vực khác nhau. Nếu muốn cấp tài liệu thì khó vô cùng, ngoài việc phải xử lý khung kỹ thuật ra thì cổ môn tài còn phải dùng những mã cốt ẩn theo sự đề nghị của cao thủ vô danh cao thủ vô danh tự mình đánh ra một chương trình cốt tất cả đều được cốt lại từ đầu một lần bọn họ biết tác dụng của mã cốt mới cũng biết nên giải thích thế nào nhưng lại không biết cách tổ hợp mã cốt mới giống như mật khẩu của con người đều là dùng con số hoặc chữ viết vậy bạn biết ý nghĩa của từng chữ đơn nhưng lại không biết cách bọn họ tổ hợp lại không thể phá giải được phương thức tổ hợp thì sao có thể đọc được ý nghĩa của mã cốt chứ? Tóm lại, để bảo mật, đội ngũ của cổ ngôn tài cũng đã tốn rất nhiều công sức. Đồng thời, Hoác Khải cũng nhận được email của người đàn ông đó. Hắn ta nói đã có tiến triển sơ bộ trong việc mua chuộc giản tư tư, thắng lợi ngay ở trước mắt rồi, hy vọng anh có thể sắp xếp cho vài nhân viên kỹ thuật tiếp xúc vào kỹ thuật nòng cốt. Đây rõ ràng là trắng trợn đòi tài liệu kỹ thuật mà, Hoắc Khải đương nhiên sẽ không từ chối mà còn đồng ý rất sảng khoái. Nhưng anh bảo cổ ngôn tài tạo ra một tổ hợp cốt có lỗ hồng, khiến cho mẫu này trở thành nửa giả nửa thật. Nếu như nghiên cứu đến cùng, thì chắc chắn sẽ tạo ra được một kiểu mẫu chính xác cụ thể. Nhưng quan trọng là cần có thời gian. Sự quan trọng nhất trong hệ thống VR mà Hoắc Khải tạo ra chính là thời gian, chứ không phải kỹ thuật. Vì nòng cốt của của kỹ thuật này chính là tạo ra một thế giới gần với thế giới thực, mà thế giới này lại cần tất cả mọi người cùng nhau sáng tạo. Tạo ra một thế giới mới cần rất nhiều tinh lực, không có ai có thể cùng tham gia vào hai dự án một lúc cả. Cho nên, nếu Hoác Khải đã chiếm được tiên cơ mà người khác sẽ gần như không thể cướp của anh được. Đây chính là tiên cơ, ai chiếm được thì người đó sẽ có được thắng lợi cuối cùng. Trong ngành kỹ thuật, vị trí thứ hai luôn cách vị trí thứ nhất rất xa nếu không tốn 8 đến 10 năm đuổi theo và vị trí thứ nhất mà không phạm lỗi thì sẽ gần như không bao giờ đuổi kịp được. Mà trong gần chục năm đó, Hoác Khải đã sớm hoàn thành mục tiêu cuối cùng rồi. Các công tác ở mọi phương diện đang được gấp rút chuẩn bị, Ninh Thần cũng gọi điện thoại cho Hoác Khải, hỏi sao tự nhiên công ty chi nhánh có hành động lớn đến vậy. Tiền vốn khổng lồ được rút từ hai công ty ra để đầu tư hết vào công ty chi nhánh VA. Hoác Khải giải thích đại khái tình huống cho Ninh Thần, khi cô biết hoác giai minh gặp phải chuyện kỳ quái rơi vào cảnh thập tử nhất sinh liền không hỏi thêm nữa mặc dù nhiều người đều cho rằng nhìn việc lần này có vẻ rất phô trương nhưng nếu thất bại thì ảnh hưởng sẽ rất lớn đây là một con dao hai lưỡi theo lý mà nói hiện giờ hy vọng mới đang phát triển rất tốt nên đi tiếp theo kiểu ổn định chứ không nên mạo hiểm như vậy ninh thần biết chồng mình sẽ không làm việc gì khi chưa nắm chắc huống hồ anh còn đang muốn cứu người So sánh vận mệnh của công ty với cứu người thì cái nào quan trọng hơn? Ninh Thần không biết rõ kiểu so sánh này, nhưng cô biết, yêu cầu của chồng đều quan trọng hơn tất cả. Vậy nên, Ninh Thần ra lệnh cho toàn bộ công ty cắt giảm chi phí, đem số tiền còn lại đầu tư toàn bộ vào công ty chi nhánh VA. Cô đây cũng là quyết đánh đến cùng, hai người nắm quyền của công ty đều đã quyết định như vậy rồi thì mọi người có ý kiến khác cũng vô dụng. Chập tối ba này sau, Hoắc Khải nhận được điện thoại của cổ ngôn tài, sếp, thử nghiệm công nghệ BCI lần đầu thành công. Tôi sẽ qua đó ngay đây, tiếp tục thử nghiệm đi. Trước khi tôi đến thì phải đảm bảo không được xảy ra sai sót, Hoắc Khải nói. Sau khi cúp máy, cổ ngôn tài nhìn một đám nhân viên kỹ thuật đang hưng phấn trước mặt, nói, sếp đang bay đến đây rồi, trước khi anh ấy đến, chúng ta phải thử nghiệm thêm ít nhất 100 lần, xác định tỷ lệ thành công bất kỳ yếu tố nào có khả năng ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công đều phải bị loại bỏ. Từ giờ trở đi, cho dù có buồn đi đại tiện thì mọi người cũng phải nín cho tôi. Dù có bĩnh ra quần thì cũng không được rời khỏi phòng thí nghiệm nửa bước. Rõ, nhóm nhân viên kỹ thuật vội vàng đáp. Bọn họ vừa hưng phấn vừa kích động, ánh mắt và trái tim tràn đầy sự khát vọng. Dự án công nghệ BCI lần đầu hoàn thành khiến bọn họ thấy được một trang sử mới của nhân loại mà dự án này sẽ có tên của bọn họ trên đó. Đây là một sự kiện lớn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của loài người. Được ghi tên lên đó, có ai mà không thích? Cho dù sếp của bọn họ bắt họ nghĩ cách làm gian tế thương mại thì cũng chẳng ai quan tâm nữa. Cho dù có muốn làm thì cũng phải thử nghiệm xong cái này, đảm bảo bản thân được lưu danh sử sách đã. Cùng lúc đó, Hoác Khải bảo đội ngũ bác sĩ trị liệu đã chuẩn bị từ trước lập tức tiến hành di chuyển cho Hoác Giai Minh. Theo anh nghĩ, chỉ cần làm rõ được tối đó Hoắc Gia Minh đã gặp phải chuyện gì là có thể tìm ra phương án giải cứu. Đây là một chuyện tốt đối với Hoắc Gia Minh, nhưng người nhà họ Hoắc lại không nghĩ vậy. Bọn họ không biết Hoắc Gia Minh gặp phải chuyện gì, mà cũng không cần biết. Điều duy nhất bọn họ rõ ràng chính là Hoắc Gia Minh đang gặp nguy hiểm, không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Bệnh viện có bao nhiêu là bác sĩ và thiết bị như vậy mà còn không giữ được tính mạng cho Hoắc Gia Minh. Hoắc Khải lại còn đòi đưa cậu ta ra nước ngoài. Nhỡ trên đường gặp nạn thì ai chịu trách nhiệm? Cho nên người nhà họ Hoắc kiên quyết phản đối. Chú của Hoắc Khải Hoắc Trạch Minh lại tự mình đến bệnh viện, không cho bất cứ ai động vào con mình. Hoắc Trạch Minh đã nắm quyền nhà họ Hoắc, lần này gặp mặt là lần đầu tiên sau 2 năm xa cách. So sánh với người chú lúc nào cũng mỉm cười, hòa khí, thì bây giờ ông ta đã uy nghiêm và nghiêm khắc hơn nhiều. Nụ cười trên mặt đã biến mất chỉ còn sự lạnh lùng người chú thế này khiến Hoắc Khải cảm nhận được sự bạc bẽo của tình thân cho dù Hoắc Trạch Minh không biết anh là Hoắc Khải nhưng Hoắc Khải biết dù ông ta có nhận ra anh thì cũng sẽ chẳng mỉm cười đâu có khi ông ta sẽ gọi người đến xử anh luôn ấy chứ ngôi sao hy vọng ngày xưa vẫn còn sống đây chắc chắn là chuyện không hề tốt với Hoắc Trạch Minh bất kể ông ta muốn giữ địa vị và quyền lực của mình hay là cân nhắc đến chuyện thế lực ngầm thì sẽ đều không cho Hoắc Khải sống tiếp cho nên hoác khải không có ý định nói nhiều về mặt tình cảm với hoác trạch minh nhưng hoác giai minh thì buộc phải rời khỏi đây nó là con trai tôi trừ tôi ra không ai có quyền quyết định sự sống chết của nó hết hoác trạch minh lạnh lùng nói với hoác khải trong đám thanh niên cậu đúng là một nhân tài giai minh có cậu làm bạn là phúc của nó nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ hoác một người ngoài như cậu đừng xía vào làm gì cậu ấy ở lại đây thì chưa biết có sống được không mà dù có thì cũng sẽ trở thành người thực vật thôi. Ông chỉ có một người con trai, lẽ nào ông không muốn có người chăm sóc đến cuối đời hay sao, Hoác Khải nói thẳng. Cậu ăn nói kiểu gì thế hả? Có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy? Người nhà họ Hoác phẫn nộ nói.